duy nhất lo lắng cũng là cái kia Long Ngạo Thiên từ quy khư trở về. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Giờ này khắc này, chúng người cũng đã tại trong phòng họp ngồi xuống. La Quân ngồi tại vị trí cao nhất, hắn là chúa tể tuyệt đối. La Quân lúc đầu muốn cho Sơn Sơ Rồ Thân Vương, nhưng Sơn Sơ Rồ Thân Vương không chịu. La Quân dưới tay thì theo thứ tự ngồi Sơn Sơ Rồ Thân Vương, Bạch Tuyết, Duẫn Nhi, Varai, cùng Bát Đại Huyết Vương. Những người này, thực phần lớn đều là gương mặt quen. Tối thiểu La Quân thì nhận ra Bạch Tuyết, Duẫn Nhi, Varai, còn có bên trong bốn tên Huyết Vương. Đương nhiên, nhận biết mấy cái này Huyết Vương, đối với Huyết Vương nhóm tới nói, cũng không tính là vui sướng kinh lịch. Lúc này, hội nghị chính thức bắt đầu. Sơn Sơ Rồ Thân Vương trầm giọng nói ra, hôm nay các vị đang ngồi ở đây, đều là người một nhà, cho nên, ta hôm nay nói chuyện cũng không muốn theo các vị quanh co lòng vòng. Ta muốn mọi người đầu tiên minh bạch một việc, kia chính là ta cùng lão tổ tông tâm tình là một dạng, chúng ta không cầu các ngươi có thể đại phú đại quý, vinh diệu vạn thiên. Chúng ta chỉ hy vọng các ngươi có thể hảo hảo còn sống. Mọi người nhất thời có chút không hiểu Sơn Sơ Rồ Thân Vương ý tứ, bọn họ đều hồ nghi nhìn về phía Sơn Sơ Rồ Thân Vương. Sơn Sơ Rồ Thân Vương nói ra, các ngươi có rất ít người biết, thiên địa sát kiếp đã buông xuống. Mà Hoàng Kim huyết tộc ngay tại sát kiếp bên trong. Sau đó, hắn còn nói thêm, ta hiện tại trước hướng các ngươi giải thích một chút, cái gì là sát kiếp. Sau đó, Sơn Sơ Rồ Thân Vương liền đem thiên địa sát kiếp cực kỳ giải thích một phen. La Quân ở một bên nghiêm túc nghe, lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm người xem. Hắn cũng lý giải Sơn Sơ Rồ Thân Vương phía trước tại sao muốn làm nền nhiều như vậy. Bởi vì, Sơn Sơ Rồ Thân Vương trước hết để mọi người minh bạch, phục tùng ngươi La Quân ca ca là vì cái gì, như vậy mọi người cũng mới có thể tâm phục khẩu phục. Tại để cả đám minh bạch thiên địa sát kiếp về sau, Sơn Sơ Rồ Thân Vương còn nói thêm, lão tổ tông là chúng ta lão tổ tông, nàng tâm, vĩnh viễn sẽ không đi hướng về ngoại nhân. Sở dĩ, lão tổ tông muốn lựa chọn La Quân tiên sinh tới làm huyết hoàng, là bởi vì, chỉ có La Quân tiên sinh mới có thể chỉ huy chúng ta, thuận lợi vượt qua sát kiếp. Có lẽ, các người hội rất ngạc nhiên, La Quân tiên sinh năng lực tựa hồ cũng không phải là quá xuất chúng, vì cái gì chỉ có hắn có thể chỉ huy, đúng hay không? Mọi người im lặng, cũng coi là ngầm thừa nhận. Sơn Sơ Rồ Thân Vương nói ra, rất đơn giản, bởi vì La Quân tiên sinh là thiên mệnh giả bên trong khí vận mạnh nhất một cái. Cái gì là thiên mệnh giả? Một tên huyết vương hỏi. Sơn Sơ Rồ Thân Vương nói ra, sát kiếp buông xuống, thiên đạo bên trong có sắp xếp một số người chuyên môn đến trảm yêu trừ ma, những người này cũng là thiên mệnh giả. Đối với huyết tộc tới nói, bói toán, tính thiên mệnh cũng không phải là bọn họ cường hạng. Sơn Sơ Rồ Thân Vương cũng là đi qua Vân Lôi Nhi chỉ điểm, mới đưa trận này sát kiếp nhìn thấu hoàn toàn. Bất quá, cho dù là Sơn Sơ Rồ Thân Vương nói như vậy đi ra, cũng chưa chừng có người không tin. Cho nên, Sơn Sơ Rồ Thân Vương không cùng hắn huyết tộc tới nói chuyện này. Hắn chỉ nói với thân tín. Thân tín nhóm là giải Sơn Sơ Rồ Thân Vương, cho nên bọn họ là hoàn toàn tin tưởng Thân Vương Điện Hạ. Sau đó, Sơn Sơ Rồ Thân Vương nói ra, cho nên, hôm nay triệu tập mọi người đến, chính là muốn mọi người đến làm một chuyện. Cái kia chính là tuyên thệ vĩnh viễn hiệu trung bệ hạ. Ta biết, ta tại thời điểm, các ngươi khẳng định vẫn là hội nghe ta, cái này không gì đáng trách. Mà chỉ cần có ta ở đây, ta cũng sẽ để cho các ngươi tuyệt đối phục tùng bệ hạ. Bất quá, lão tổ tông đã thay ta tính toán nhất mệnh, ta khí số đã hết, trận này sát kiếp, ta nhất định đã trốn không thoát. Ta hôm nay để cho các ngươi đến, là muốn các ngươi hướng ta cam đoan. Tại sao khi ta chết, các ngươi y nguyên muốn hiệu trung bệ hạ, không cần thiết không thể lay động. Đây là việc quan hệ huyết tộc tương lai sinh tử tồn vong, khí số du quan sự tình. La Quân không khỏi thất sắc, nói, thân vương, ngài nói ngài trốn không thoát sát kiếp, đây là có chuyện gì? Varai mấy người cũng là giật mình, bên trong gọi là Bách Huyết Vương nói ra, đúng vậy a, thân vương điện hạ, chúng ta tự nhiên là muốn hiệu trung bệ hạ, nhưng ngài cũng không cần như vậy tới dọa chúng ta nha. Lại có một tên huyết vương nói ra, chúng ta trong tộc nếu là không có ngài lão nhân ra, những thân vương kia ai còn có thể trấn áp được. Bây giờ lão tổ tông rời đi tin tức, mọi người cũng đều đã biết. Sơn Sơ Rồ Thân Vương tay nâng lên, sau đó hướng xuống ép, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Mọi người lập tức an tĩnh lại. La Quân trong lòng cũng là bất an, không biết lão thân vương nói là thật là giả. Hắn trực giác cảm thấy lão thân vương nói là thật. Bởi vì cái này sự tình không cần thiết nói láo.
La Quân không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi, nếu là lão thân vương thật không tại. Như vậy máu này tộc thật đúng là khối khoai lang bỏng tay, chính mình cái này huyết hoàng muốn ngồi vững vàng, rất khó khăn. Sân Sơ Rồ thân vương mở miệng lần nữa, hắn nói ra, không có người không sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng là, người trung quy sẽ có vừa chết, đã muốn đối mặt, ta trừ thản nhiên tiếp nhận, không còn cách nào khác. Đây cũng là ta tại sao muốn triệu tập mọi người đến nguyên nhân, ta cũng biết, nếu là ta không tại, rất nhiều người đều hội dục dịch. Cho nên, lúc này, liền cần mọi người đến kiệt lực trợ giúp bệ hạ trấn áp tràng diện. Chỉ cần ổn định, ngày sau thì không có việc gì, một khi không vững vàng, chỉ sợ tương lai, các vị đều muốn ứng cái này 3000 sát kiếp. Bạch Tuyết đầu tiên đứng lên, nàng nói ra, điện hạ, ta ở đây hướng ngài tuyên thệ, như ngài có một ngày không tại, ta nhất định tuân theo ngươi di chí. Thể sống chết hiệu chung bệ hạ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Sau đó Varai cũng đứng lên, như là tuyên thệ. Ngay sau đó, mặc kệ là Duẫn Nhi vẫn là các vị huyết vương, bọn họ đều từng bước tuyên thệ. Cái này tuyên thệ có chút cổ quái, nhưng lúc này La Quân cùng Sân Sơ Rồ thân vương đều đã không so đo. Bởi vì Sân Sơ Rồ thân vương nói chuyện quá rung động, riêng là hắn đang nói chính hắn khí số gần lúc, trong lòng mọi người đều là tràn ngập nói không nên lời đau xót. La Quân cũng cảm thấy một chút phiền muộn. Hắn cũng không phải là vô tình vô ý người a. Sau cùng, Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, bệ hạ, ngài nói ra suy nghĩ của mình sao? La Quân ngay sau đó liền đứng lên, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó trầm giọng nói ra, nói thêm nói đều là tái nhợt, đã lão tổ tông cùng lão thân vương tín nhiệm ta La Quân, lựa chọn ta La Quân, như vậy, ta ở đây hướng các vị tuyên thệ, tại ta La Quân tương lai quãng đời còn lại bên trong. Ta hội cạn kiệt ta toàn lực đến bảo đảm huyết tộc chu toàn. La Quân tuyên thệ hoàn tất về sau, liền ngồi xuống. Sân Sơ Rồ lão thân vương trong mắt lão lệ doanh tròng, hắn hơi hơi nghẹn ngào nói với La Quân, bệ hạ, cảm ơn ngươi. Mọi người hốc mắt hơi hơi ướt át, bọn họ cảm nhận được lão thân vương nội tâm cảm thụ. Lão thân vương cử động lần này đã có chút ủy thác ý vị. Tại tương lai, La Quân hiển nhiên cũng minh bạch tại huyết hoàng trên vị trí này gian nan dường nào. Nhưng La Quân y nguyên nghĩa vô phản cố đứng ra. Cho nên lão thân vương mới hội kích động như thế mà thất thố. Trận này hội nghị thì tại dạng này bầu không khí bên trong kết thúc. Hội nghị sau khi kết thúc, La Quân đem lão thân vương lưu lại. Thân vương, ngài nói ngài khí số sắp hết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? La Quân trầm giọng hỏi. Sân Sơ Rồ thân vương mỉm cười, nói ra, bệ hạ, chẳng lẽ ngài sợ sao? La Quân nói ra. Đương nhiên sợ, như ngài nói là thật, như vậy, duy nhất có thể uy hát yêu ta được ngài chỉ có Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nếu như ngay cả ngài đều có thể giết chết lời nói, trên tay của ta bao quát các vị huyết vương, không ai có thể chống đỡ được Long Ngạo Thiên. Sân Sơ Rồ thân vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn nói ra, bệ hạ, ngài quả nhiên người phi thường, lão thần chỉ nói khí số sắp hết, ngài cũng đã đem chuyện tương lai đoán được một hai. La Quân nói ra, xin nhờ. Thế này sao lại là đoán, đây là tự nhiên mà vậy nghĩ đến tình thế phát triển a. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, nhưng ta đám kia các con, lại không mấy cái có thể nghĩ thấu cái này một tiết, ngài trung quy là khác hẳn với thường nhân. La Quân nói ra, nói như vậy, đây hết thảy đều là thật. Hắn trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng, nói ra, lão tổ tông cũng lưu cho ta đường lui, xem ra các ngươi hết thảy đều nghĩ kỹ. Sân Sơ Rồ thân vương nhất thời sắc mặt cổ quái, nói. Bệ hạ, ngài nên không phải đã đem cẩm nang mở ra xem đi. La Quân nói dối không làm bản nháp, nói, đương nhiên không, chỉ bất quá cái này cẩm nang ý tứ chính là cái này ý tứ mà. Sân Sơ Rồ thân vương hơi hơi thở phào. Không nói những thứ này, La Quân trong mắt lóe lên một tia thương cảm, nói ra, thân vương, trong lòng ngài cũng muốn tất không dễ chịu đi. Sân Sơ Rồ thân vương cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa mới bắt đầu nghe lão tổ tông nói lúc. Ta xác thực chưa tỉnh hồn lại. Về sau ngẫm lại, đời ta sống cũng coi như đủ vốn. Nên đến đã muốn tới, vậy liền thể diện một điểm tiếp nhận đi. La Quân nói ra, ngài yên tâm, tuy nhiên ta không dám nói ta thì nhất định có thể thế nào. Nhưng ta hội hết sức, Sân Sơ Rồ thân vương mỉm cười, nói ra, bệ hạ, ta tin tưởng ngài. Hai người tiếp lấy trò chuyện sau khi, Sân Sơ Rồ thân vương cáo lui. La Quân chính mình ủ rũ đứng lên. Thời gian này, thật đúng là không có mấy ngày là hài lòng thời gian a. Ai, cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn,
trong thiên hạ này, quả nhiên là không có uổng phí ăn bữa trưa. La Quân rất nhanh liền tỉnh lại. Hắn giới tu di bên trong đã lại chứa đựng một số máu túi. Dựa vào trước mắt loại tình huống này, La Quân còn chưa có bắt đầu qua tìm lưu thông máu túi. Cũng chính là thành lập một cái chữa bệnh đứng, khuyến khích người khác tới quyên máu đồ, vật. Dù sao, căn cơ còn bất ổn mà. La Quân ngay sau đó phải đi hướng vụ đô tu luyện. Vụ đô bên trong vẫn là nồng vụ tràn ngập, những cái kia nồng vụ đều nhanh muốn ngưng kết thành nước. La Quân đóng lại vụ đô đại môn, sau đó an vị tại lão tổ tông Vân Lôi Nhi tu luyện vị trí bên trên. Ngồi lên đến một cái chớp mắt, La Quân có loại thiên địa huyền hoàng vũ trụ, mà ta làm trung tâm cảm giác. Tựa hồ tại nơi này, có thể cảm nhận được hết thảy vật chất biến hóa, xoay tròn. Đây là rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Sau đó, La Quân trước từ giới tu di bên trong xuất ra 4 túi máu túi, hắn một hơi đem những này máu toàn bộ uống. 4 túi máu tiến nhập trong thân thể, lập tức bị La Quân thuần dương huyết mạch nung khô thành từng tia dinh dưỡng. Những này dinh dưỡng trước tiên ở La Quân trong thân thể chạy trốn, nhưng mà, trong thân thể tế bào đã không thể lại hấp thu dinh dưỡng. Cho nên những này dinh dưỡng rất nhanh liền phóng tới La Quân đầu lâu. La Quân khống chế lại dinh dưỡng, mặc cho cái kia 100 mai tế bào não hấp thu. Tế bào não hấp thu về sau, cấp tốc thuế biến, tiến hóa đứng lên. Tiếp theo, tế bào não bên trong lại chuyển hóa ra pháp lực tới. Pháp lực hóa thành từng tia khí lưu, tiếp lấy lại hướng La Quân trong thân thể dũng mãnh lao tới. Những khí lưu này ngược lại dung nhập La Quân thân thể, huyết nhục bên trong. La Quân huyết nhục, cốt cách bị những khí lưu này đoán luyện về sau, cường hãn hơn, đồng thời đang hấp thu khí lưu về sau, thân thể cùng cốt cách độ mềm và dai, mật độ cường hãn hơn. Tại bình thường huyết mạch tu luyện dưới, pháp lực hội tràn đầy toàn bộ não vực, để não vực dần dần hình thành một cái cường thịnh từ trường. Cỗ này từ trường là có thể cải biến ngoại vật, nhưng là do ở La Quân cỗ này huyết mạch đặc thù, hắn pháp lực toàn bộ chỉ có thể hóa thành cường hãn chiến đấu lực. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân cảnh giới là tăng lên. Mà lại, loại này thân thể cường đại vô cùng tình huống dưới, chiến đấu lực là không thể so với trường sinh cảnh người kém. Thậm chí nói sơ kỳ là hoàn toàn nghiền ép thần thông cảnh người. Đến trường sinh cảnh, hội nhìn lâm tràng biến hóa, pháp bảo như thế nào. Nhưng La Quân loại này huyết mạch ưu khá rõ ràng, khuyết điểm thì rõ ràng hơn. Cả đời khó tiến thái hư trọng thiên chi cảnh. Trường sinh cảnh khoảng cách thái hư trọng thiên chi cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng thái hư trọng thiên chi cảnh về sau, liền có thể nguyên thần xuất khiếu, có thể ngao du vũ trụ, có thể ngưng tụ hư không từ trường, có thể điều động thiên địa lực lượng. Khi đó năng lực là trường sinh cảnh không thể so sánh mô phỏng. Thái hư trọng thiên chẳng khác gì là đến quân sự công nghệ cao cấp độ. Mà trường sinh cảnh vẫn là tiểu mễ thêm súng trường cấp độ. Đương nhiên, thái hư trọng thiên cảnh giới này, liền xem như bình thường huyết mạch, đó cũng là rất khó tiến. Bây giờ đến thái hư trọng thiên chi cảnh, cũng chính là như vậy giải rác mấy cái. La Quân đem 4 túi máu túi hoàn toàn tiêu hóa về sau, liền cảm giác được thân thể hơi mệt chút mệt. Đây là bởi vì những này máu túi máu không đủ mới mẻ cùng tinh thuần, cho nên huyết mạch chuyển hóa dậy những này dinh dưỡng thì phá lệ cố hết sức. Trầm Phong có thể trong nháy mắt đạt tới thần thông ngũ trọng, đó là bởi vì hắn không biết hút bao nhiêu người sống máu tươi. La Quân lúc này cũng là không vội, mỗi ngày hấp thu một số cũng là tốt. Dù sao cũng so ăn đan dược phải nhanh nhiều, đan dược không dễ làm tới tay, có thể máu này túi lại là tại bệnh viện liền có thể mua được. Cực kỳ tiêu hóa 4 túi máu túi về sau, La Quân cảm giác tu vi có chút tiến triển. Nhưng là lại muốn đến thần thông tứ trọng lại cần một số thời gian. La Quân biết, chính mình nhất định phải nhanh lên lấy tới mới mẻ máu đến hút, như mức tiến này có thể sẽ mau một chút. Còn hút người sống máu tươi, hắn tạm thời là không muốn. Hắn tại cái này vụ đô bên trong tu luyện, rất nhanh liền khu trừ mệt mỏi cảm giác, thân thể cũng dễ dàng hơn. Nhưng là La Quân biết. Chính mình một ngày chỉ có thể hút 4 túi máu tươi, hút nhiều, đối tu vi là có tổn thương vô lợi. Dục tốc bất đạt, đạo lý này ở đâu đều là thông hành. Tu luyện hoàn tất sau đã là rạng sáng thời gian, La Quân trở lại hành cung về sau, tắm trước, sau đó trở lại phòng ngủ, ngửa đầu ngủ say. Cái này một giấc, La Quân ngủ thoải mái lâm ly. Hắn thật lâu không có như thế buông lỏng ngủ qua. La Quân tâm lý cao hứng là, hắn cách Lâm Văn Long cảnh giới đã không xa. Hiện tại thì dựa vào bản thân thân thể lực lượng, chỉ sợ cũng có theo Lâm Văn Long liều mạng thực lực. Mà lại,
chỉ cần mình trưởng khống tốt huyết tộc thực lực, tương lai liền xem như Trần Diệc Hàn cũng không có gì đáng sợ. Đương nhiên, La Quân sẽ không trong khoảng thời gian ngắn cùng Trần Diệc Hàn, Trần Thiên Nhai trở mặt. Thứ nhất là bởi vì thần đế hạn chế, thứ hai là Trần Thiên Nhai cùng Trần Diệc Hàn tu vi cũng quá kinh khủng. Nhưng, La Quân cuối cùng đã thấy hy vọng. Bất kể nói thế nào, hắn tiến bộ là phi thường tấn mãnh. Buổi sáng 8 giờ, La Quân còn đang trong giấc mộng. Bên kia tòa trầm mặc nùng phanh phanh gõ lên cửa. Chuyện gì nha, sớm như vậy. La Quân ngồi xuống. Trầm mặc nùng ở phía ngoài nói, đều lửa thiêu mông, bên ngoài lão thân vương muốn giết Long Thái, nhất bang tộc nhân đang cầu xin tình. Người cái này bệ hạ còn ngủ được. La Quân nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, xem ra lão thân vương trò vui đã trình diễn a. Đây là hôm qua thì thương lượng xong, cho nên hắn tâm lý nắm chắc. Tốt, ta lập tức liền đi qua. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Đê kê Cang gia tộc cổ bảo phía trước, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào vườn hoa bên trong. Lúc này, huyết tộc hạch tâm thành viên cơ bản toàn bộ tới. 36 tử tước, bát đại huyết vương, bốn đại công tước còn có Sân Sơ Rồ thân vương, Bạch Tuyết, Varai. Sân Sơ Rồ thân vương đứng tại vị trí cao nhất, bên cạnh hắn là Varai cùng Bạch Tuyết. Mà Long Thái trưởng lão bị trói gô buộc, bên cạnh hắn là hai tên huyết tộc binh lính đem trông coi. Long Thái trưởng lão ngạo mà đứng, hắn trợn mắt chừng mắt nhìn Sân Sơ Rồ thân vương. Giờ phút này, La Quân đơn độc đi ra ngoài. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng dù sao cũng là ngoại nhân, cho nên không nhìn tới cái này náo nhiệt. La Quân vừa ra khỏi cửa, Duẫn Nhi thì chào đón, nàng hành lễ, hô, bệ hạ. Đi xem một chút Long Thái sự tình, La Quân nói với Duẫn Nhi. Duẫn Nhi nói ra, vâng, bệ hạ, ngài đi theo ta. La Quân đi theo Duẫn Nhi đằng sau. Duẫn Nhi mặc là áo da bó người. La Quân theo ở phía sau, không khỏi đã thấy được nàng bó sát người ngắn quần da bao vây tuyết đồn, gọi là một cái có lồi có lõm, khiến người ta mê muội. La Quân vội vàng rời ánh mắt, Duẫn Nhi dù sao cũng là dưới tay mình, chính mình nếu là có cái gì ý nghĩ tà ác, vậy cũng quá có chút chơi cùng loại già mà không kính mà. Ngay sau đó, La Quân tăng tốc cước bộ, cùng Duẫn Nhi đi cùng một chỗ. La Quân mới từ đại sảnh đi ra, còn không có tiến hoa viên, liền thấy hoa trong viên một mảnh đen kịt người. Mà Long Thái thanh âm nhất là chói tai, cái thứ nhất trước truyền tới, Sân Sơ Rồ, ngươi có bản lĩnh hôm nay thì giết lão tử, ngươi làm một cái ngoại lai chó, vô tội chu sát nguyên lão, ngươi cho rằng sẽ có người chịu phục ngươi sao? Ngươi chờ, chờ nhi tử ta trở về, hắn cái thứ nhất muốn giết cũng là ngươi. La Quân nghe vậy, nhất thời dừng bước lại. Duẫn Nhi lập tức cũng dừng lại. Nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, làm sao? Xem trước một chút, La Quân nói ra, trong lòng của hắn là âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Long Thái cũng khi thật là đáng chết a, đều đến cái này trong lúc mấu chốt, vẫn là như thế không biết sống chết. Chính mình lúc này ra ngoài cứu Long Thái, chẳng phải là bác thân vương mặt mũi. La Quân tâm lý nghĩ như vậy, liền đánh trước tính toán yên lặng nhìn biến. Sân Sơ Rồ thân vương sắc mặt lạnh lùng, hắn nhàn nhạt nhìn lấy Long Thái. Trong đôi mắt là thâm thúy sát ý. Long Thái mục đích không bệ hạ, mục đích không vốn điện, cuồng vọng tự đại, tội không thể tha thứ. Sân Sơ Rồ thân vương đón đến, lại chuyển hướng Long Thái, nói ra, ngươi cho rằng bản điện là đang diễn trò cho ngươi xem sao. Ngươi sai, Long Thái, vọng ngươi sống lớn như vậy số tuổi, lại ngay cả tối thiểu đồ, vật đều thấy không rõ lắm. Ngươi tới, cho bản điện đem Long Thái chỗ lấy luyện huyết chi hình. Cái gọi là luyện huyết chi hình. Chính là tại phạm nhân trên cổ họng xuyên thủng ra một cái lỗ máu, sau đó đem máu tươi khô. Huyết tộc người, sinh mệnh lực cường đại, vị trí hiểm yếu xuyên thủng cũng có thể sống khá lâu. Phạm nhân chính là nhìn lấy huyết dịch của mình chảy khô mà chết. Ngươi dám, Long Thái cả giận nói. Sân Sơ Rồ thân vương lạnh lùng nói, chấp hành. Lập tức, Varai liền đi ra phía trước, trên tay hắn là sắc bén huyết thứ, vừa vận động mặc một cái lỗ hổng, hơn nữa còn là mang gai ngược. Mắt thấy Long Thái sẽ chết. Lúc này, Bon công tước, Hudson công tước, Clement công tước còn có Johan bá tước đứng ra. Bon công tước đầu tiên lên tiếng xin xỏ cho, điện hạ, Long Thái trưởng lão tuy nhiên nói năng lỗ mãng, nhưng tội không đáng chết a. Trưởng lão dù sao cũng là tộc ta nguyên lão, cho dù có lại tội lỗi lớn, cũng mời thân vương điện hạ ngài nể tình chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa bên trên, mở một mặt lưới a. Hudson công tước cũng nói, điện hạ, mời thủ hạ lưu tình a.
còn lại hai vị công tước còn có 36 tử tước cùng một chỗ nửa quỳ đi xuống, nói, mời thân vương thủ hạ lưu tình, mở một mặt lưới. Tràng diện rất lợi hại to lớn, thanh âm rất lợi hại chỉnh tề. Kể từ đó, Long Thái khí thế lại hướng lên trên nhất, hắn lạnh lùng nhìn lấy Sơn Sơ Rồ, tựa như là đang thị uy. Sơn Sơ Rồ thân vương im lặng không nói. Hắn thực rất rõ ràng đám người này là chuyện gì xảy ra. Đám người này đều kiêng kỵ con trai của Long Thái Long Ngạo Thiên, bọn họ sợ Long Thái chết, tương lai Long Ngạo Thiên trở về tính sổ sách. Nếu như bọn họ cầu tình về sau, Long Thái vẫn là bị giết, như vậy bọn họ đối Long Thái cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đáng tiếc, Long Thái nhìn không thấu điểm này, còn tưởng rằng chính hắn là nhân tâm sở hướng. Varai, động thủ đi, Sơn Sơ Rồ thân vương nhạt lạnh nói ra, bất kể là ai cầu tình, Long Thái đều phải chết. Hắn câu nói này nói đầy đủ tuyệt. Nhưng Sơn Sơ Rồ thân vương là cố ý nói như vậy, cho là hắn đã biết La Quân tới. Hắn chính là muốn làm nổi bật lên La Quân uy nghiêm. Hôm nay người nào cầu tình đều vô dụng, nhưng bệ hạ hạ lệnh, lại là hữu dụng. Varai liền chuẩn bị động thủ, Long Thái hãi nhiên. Hắn không nghĩ tới Sơn Sơ Rồ thân vương thế mà ác như vậy. Liền cũng tại lúc này, La Quân rốt cục đi ra. Dừng tay. La Quân thanh âm truyền đến. Thanh âm lúc rơi xuống đất, La Quân cùng Duẫn Nhi đến đây. Sơn Sơ Rồ thân vương gặp La Quân, lập tức nửa quỳ đi xuống, nói, lão thần gặp qua bệ hạ. Varai, Bạch Tuyết, Bát Đại Huyết Vương cũng lập tức nửa quỳ đi xuống, đồng nói, hạ thần bái kiến bệ hạ. Duẫn Nhi cũng quỳ đi xuống. Cái kia bốn đại công tước cùng 36 tử tước gặp thân vương đều được lớn như vậy lễ, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo bái nói, hạ thần bái kiến bệ hạ. Một màn này vẫn rất có lực rung động, rất lợi hại hùng vĩ. Cũng chỉ có Long Thái đứng tại chỗ. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy Long Thái, nói, tội thần Long Thái, người gặp cô, là sao không quỳ? Long Thái lạnh hừ một tiếng, nói, người bất quá là cái ngoại lai tạp chủng, muốn ta quỳ ngươi, nằm mơ. La Quân trong mắt lệ mang hiện lên, tốt một cái không biết sống chết lão già kia. Chúng thần miễn lễ, La Quân không tiếp tục để ý Long Thái. Nói với mọi người. Tạ bệ hạ, cả đám liền là đứng dậy. Thân vương, đây là có chuyện gì? La Quân giả bộ như không biết hỏi Sơn Sơ Rồ thân vương. Sơn Sơ Rồ thân vương cung kính nói ra, tội thần Long Thái đối bệ hạ ngài có nhiều bất kính, hôm nay chính là đối với hắn được luyện huyết chi hình thời khắc. Mời bệ hạ khai ân, bốn đại công tước cùng 36 tử tước lập tức cùng kêu lên cầu tình. Long Thái nghe được nhiều người như vậy đứng tại phía bên mình. Hắn lại kiêu ngạo đứng lên. Khai ân, La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, vừa rồi Long Thái đối cô nhục mạ, các ngươi đều nghe thấy. Như thế đại nghịch bất đạo người, các ngươi còn xin tha cho hắn, các vị tâm lý đến là thế nào muốn. La Quân thanh âm đột nhiên thì kéo dài ngữ điệu, nói ra, vẫn là nói, tại trong lòng các ngươi, căn bản cũng không có cô tồn tại. Tứ đại bá tước, 36 tử tước nhất thời ngây người. La Quân tiếp tục nói. Lão Tổ Tông khâm định cô vì huyết hoàng, cô chính là danh chính ngôn thuận. Đã bây giờ, cô đứng tại trên vị trí này, vậy liền dung không được có hai lòng người tồn tại. Nếu là lại có người dám vì Long Thái cầu tình, ngay hôm đó dậy trục xuất huyết tộc, vĩnh thế không được triệu hồi. Lời nói này, uy nghiêm cùng cực, đồng thời mang theo rét lạnh ý vị. Tất cả mọi người đó có thể thấy được, vị này tuổi trẻ huyết hoàng là thật tức giận. Sơn Sơ Rồ thân vương nhìn lấy La Quân. Hắn trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Lúc đầu, hắn là dự định không giết Long Thái. Có thể Long Thái quá không biết sống chết, Sơn Sơ Rồ thân vương là thật nghĩ giết Long Thái. Lúc đầu hắn chả lo lắng La Quân vì Long Thái cầu tình, khi đó, hắn không tốt bác La Quân mặt mũi. Hiện tại La Quân đem nói được phân thượng này, Sơn Sơ Rồ thân vương cũng yên lòng. Sơn Sơ Rồ thân vương đứng ra, nói ra, bệ hạ lời nói, các ngươi cũng nghe được a. Người nào còn phải lại vì Long Thái cầu tình, đứng ra. Lúc này, không ai đứng ra, cũng không có người lại vì Long Thái phát ra tiếng. La Quân liền đi xuống bậc thang, hắn đi vào Long Thái trước mặt. Long Thái nhìn hằm hằm La Quân, nói, tiểu tạp chủng, ngươi dám. Ba, La Quân đột nhiên giơ tay một bạt tai hung hăng lắc tại Long Thái trên mặt. Hắn lạnh lùng nói, không có cái gì là cô không dám. Lần này, để hiện trường lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng La Quân thì thật coi bên trong vung Long Thái cái tát. Ngươi dám, ngươi cũng dám, Long Thái nổi giận. La Quân cười lạnh, nói ra,
Long Thái, ngươi hôm nay chết chắc. Ngươi biết ngươi vì sao lại chết? Bởi vì ngươi ngu xuẩn như lợn. Ngươi phàm là biết làm người một điểm, hôm nay sẽ không phải chết. Ngươi cho là bọn họ vì ngươi cầu tình, là bởi vì ngươi nhân duyên tốt, uy vọng cao. Sai, bọn họ bất quá là cho con của ngươi Long Ngạo Thiên một chút mặt mũi. Ngươi cho rằng, cô sẽ sợ con của ngươi Long Ngạo Thiên. Ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng một điểm, cô coi như không giết ngươi, đưa ngươi xem như khách quý, tương lai ngươi cũng sẽ cùng con của ngươi Long Ngạo Thiên đến làm loạn. Đã như vậy, hôm nay cô dứt khoát thì cho con của ngươi một cái phát binh lấy cớ. Varai, cầm máu đâm tới. Varai do dự một cái chớp mắt, hắn nhìn Sân Sơ Rồ Thân Vương liếc một chút. Sân Sơ Rồ Thân Vương ra hiệu Varai cho La Quân. Ngay sau đó, Varai đem dao găm đưa tới La Quân trên tay. La Quân tiếp nhận lưỡi lê, tiến lên bắt lấy Long Thái tóc, tiếp lấy thì hướng Long Thái vị trí hiểm yếu hung hăng đâm tới. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trên mặt là dữ tợn. Trong một chớp mắt, máu tươi cuồng bắn ra. Long Thái muốn nói chuyện, nhưng vừa nói, thì giống như phá phong, căn bản không phát ra được thanh âm nào. La Quân đem huyết thứ vứt trên mặt đất, xoay người rời đi. Sân Sơ Rồ Thân Vương liền cũng nói, tất cả mọi người tán đi. Hắn sau khi nói xong, đối Varai nói ra, ngươi nhìn lấy Long Thái, chờ hắn máu tươi chảy chỉ toàn, liền đem hắn hỏa táng. Sau đó sắp xếp người đem hắn cho cốt đưa đến Long Ngạo Thiên Phong Địa ST. Petekbua. Vâng, điện hạ, Varai nói ra. La Quân trở lại hành cung về sau, hắn tức giận cũng đã suôn sẻ xuống dưới. Lâm Băng gặp La Quân, liền hỏi, sự tình thế nào? La Quân ngồi ở trên ghế salon, nói ra, ta thân thủ đem Long Thái cho làm thịt. Duẫn Nhi lúc này quá khứ pha trà. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nghe La Quân kiểu nói này, nhất thời bị kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng nói ra, Long Thái chính là huyết tộc nguyên lão. Người lúc này giết hắn, chỉ sợ sẽ làm lòng người rét lạnh đi. Lâm Băng ở một bên im lặng không nói, Trầm Mặc Nùng đã hỏi ra nàng nghi vấn, cho nên nàng chỉ cần nghe. La Quân nói ra, không có gì trái tim băng giá không trái tim băng giá, ta cũng nhìn ra, đám kia công tước tử tước, toàn bộ đều là cỏ đầu tường, cho dù ta cho bọn hắn quỷ L.I.O. ta, bọn họ cũng sẽ không thần phục với ta, trợ giúp tại ta. Một khi có tình huống gì, bọn họ khẳng định không chút do dự phản chiến tương hướng. Đối với bọn hắn, tốt nhất trấn nhiếp phương thức cũng là dùng thực lực. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, bọn họ liền sẽ đầy đủ trung tâm. Bệ hạ nói không sai. Sân Sơ Rồ Thân Vương đi tới, hắn sau khi đi vào, hành lễ nói, lão thần gặp qua bệ hạ. La Quân nói ra, Thân Vương, mời ngồi. Sân Sơ Rồ Thân Vương liền là nhập tọa. Duẫn Nhi vừa vặn đem trà lên. La Quân nhân tiện nói, Thân Vương điện hạ, uống trà. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, tạ bệ hạ. La Quân theo Sân Sơ Rồ Thân Vương cùng một chỗ bưng trà uống một ngụm, sau đó, La Quân buông xuống trà, nói ra, lần này cũng coi là hoàn toàn theo Long Ngạo Thiên vạch mặt. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng chủ tính. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, cũng không biết Long Ngạo Thiên đến lúc trở về hội cường đại đến mức nào. Hắn đón đến, nói ra, mấy ngày nay, lão thần muốn đích thân đi ra ngoài một chuyến, theo các vị thân vương tìm một chút. Để bọn hắn phải tất yếu duy trì bệ hạ ngài. Chỉ cần bọn họ hết thảy trả cầm ngài, Long Ngạo Thiên cũng không đủ gây sợ. La Quân nói ra, các thân vương không phải muốn chính mình tới sao? Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, các thân vương đều tại yên lặng nhìn biến, riêng là hiện tại ngài giết Long Thái, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Lão Tổ Tông đã đi tin tức cũng bị chúng người biết được, cho nên mọi người hiện tại đều đang đợi đứng đội. Bọn họ sẽ không như thế nhanh liền đến. Chẳng lẽ một tháng sau lên ngôi đại hội, bọn họ cũng không dám đến. La Quân nói ra. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, khi đó, tất cả mọi người sẽ đến. Hắn đón đến, nói ra, lão thần ẩn ẩn cảm thấy Long Ngạo Thiên rất có thể đã trở về. Không phải vậy Long Thái sẽ không như thế phách lối, cho nên lão thần nhất định phải ra ngoài đi một chuyến. La Quân trầm giọng nói ra, ta cảm thấy thân vương ngươi vẫn là đừng đi tốt, ta luôn cảm thấy, trong này có chút không đúng lắm. Long Ngạo Thiên nếu như trở về, nhưng hắn vì cái gì một mực không xuất hiện? Có lẽ, hắn thật trở về, nhưng hắn đang chờ đợi cơ hội, tựa như là hiện tại loại này cục thế, chế tạo một loại nào đó áp lực, để ngài cảm thấy nhất định phải ra ngoài tự mình liên hệ các vị thân vương. Ngài một khi ra ngoài, hắn liền xuống tay với ngài. La Quân đón đến, nói ra, ngài ở chỗ này, chiếm cứ địa lợi, huyết vương nhóm đều tại, dạng này chúng ta thì càng có phần thắng.
Sân Sơ Rồ Thân Vương nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn cảm thấy La Quân tư duy thật sự là nhạy cảm tới cực điểm. Nhưng ngay lúc đó, Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, có thể lúc này, vạn nhất Long Ngạo Thiên đi đầu liên lạc hắn Thân Vương đâu. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên biến mất thời gian rất lâu, hắn hẳn là không đạo lý nhanh như vậy trở về. Nhưng đủ loại mẫn cảm, để La Quân cùng Sân Sơ Rồ Thân Vương đều cảm thấy được tầng này nguy cơ. La Quân là tin tưởng mình mẫn cảm, hắn cảm thấy Long Ngạo Thiên là thật trở về. Như vậy dưới mắt, mặc kệ là canh giữ ở trong pháo đài cổ không đi ra, vẫn là chủ động ra ngoài liên minh, tựa hồ cũng không rất dễ dàng. Trầm Mặc Nùng ở một bên một mực nghe, nàng nói ra, không nếu chúng ta toàn bộ đồng thời xuất động. Nơi này như không có chúng ta, chính là một cái trống trơn cổ bảo, chúng ta đi đến chỗ nào, đều là huyết tộc chính thống. Không được, Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra. Không thể, bệ hạ sao có thể tùy ý vứt bỏ đại bản doanh đâu. Sau đó, hắn thở dài, nói ra, thôi được, hết thảy đều xem thiên ý đi. Những thân vương kia cũng đều không phải là đèn cạn dầu, bọn họ vẫn là sẽ làm bàng quan, nhìn xem ai thắng ai thua, sau đó mới có thể duy trì người nào. Sân Sơ Rồ Thân Vương muốn ra ngoài ý nghĩ này cũng cứ như vậy cho bỏ đi. Chỉ tiếc, Ma La không tại, La Quân âm thầm đau đầu, hắn hướng Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra. Nếu là Ma La tại, cái gì Long Ngạo Thiên, căn bản không đủ gây sợ. Sân Sơ Rồ Thân Vương cũng là cười khổ, trước đó hắn đối Ma La kiêng kỵ muốn chết. Nhưng bây giờ thật sự là phong thủy luân lưu chuyển, hắn lại là cỡ nào khao khát Ma La đột nhiên xuất hiện a. Bên này cũng thương lượng không ra một cái như thế về sau đó, Sân Sơ Rồ Thân Vương cũng liền cáo từ rời đi. La Quân sau đó thì đối Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nói, Mặc Nùng, Sư Tỷ, các ngươi ngay hôm đó thì rời đi nơi này đi. Các ngươi không phải huyết tộc người, không cần thiết bài thi đến trong này tới. Hắn là sợ hãi đến lúc đó vạn nhất không nắm được, chính mình cũng bảo hộ không Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhìn nhau, hai người ánh mắt cũng rất là kiên quyết. Nếu là không biết La Quân người đang ở hiểm cảnh, các nàng còn có thể thản nhiên rời đi. Nhưng bây giờ như là đã biết, bọn họ làm sao có thể rời đi đâu. Trầm Mặc Nùng nói, ngươi không cần nhiều lời, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Lâm Băng cũng nói, không sai. La Quân gặp hai nữ như vậy kiên quyết, liền biết mình nói cái gì cũng không dùng được. Trong lòng của hắn là cảm động. Lâm Băng lại mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta cảm thấy không có việc gì. Ngươi cái tên này là chân chính phúc lớn mạng lớn. La Quân nói ra, ta xác thực không quá lo lắng chính ta lớn nhất ăn nhiều một chút khổ mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng ta sợ các ngươi sẽ xảy ra chuyện a. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cùng kêu lên nói ra, chúng ta không sợ. La Quân không khỏi nở nụ cười khổ. Nước, Luân Đôn. Nơi này là chính thức phụ đô. Hiện tại chính là tháng 5 hạ tuần, chính là Luân Đôn trong vòng một năm khí trời tốt đẹp nhất thời tiết. Lam Thiên Bạch Vân, ánh nắng tươi sáng, nhưng cũng sẽ không quá nóng. Luân Đôn là cái đông nghịt hối hả náo nhiệt thành thị, rất nhiều công trình kiến trúc đều là Victoria thời đại di vật. Khu vực thành thị bên trong tối cao kiến trúc là bưu chính điện tín tháp, cao 189 gạo. Thiết lập Hoàng gia học hội Luân Đôn Đại học Anh Quốc viện bảo tàng Anh Quốc thư viện văn thư lưu trữ 7 triệu sách các loại. Đến Luân Đôn, hướng đông có thể tìm kiếm Luân Đôn thành Luân Đôn tháp. Hướng tây đến tây cảnh giải trí mua sắm tốt nhất. Mặt phía bắc đến Đại Anh Viện Bảo tàng có thể tham quan nhân loại văn hóa di sản. Hướng Nam, có thể nghe một chút đại bản Trung Oanh Minh, lại đến Cung điện Buckingham chiếu cái kỷ niệm chiếu. Từ Roma người định cư với từ dày về sau, sông thêm bên trên dần dần dựng lên từng tòa cầu nối, 28 tòa lối kiến trúc khác biệt cầu nối đem sông thêm hai bên bờ nối thành một mảnh. Waterloo cầu lớn là người Anh vì kỷ niệm Wellington tướng quân đánh bại Napoleon mà mệnh danh. Xinh đẹp nhất cầu lớn là Luân Đôn Tháp cầu, tòa tháp này cầu phong cách đặc biệt, khí thế bàng bạc, tại hai cái to lớn trụ cầu bên trên có xây 5 tầng lầu tháp cao. Mặt cầu là mở ra thức, mỗi khi có cao hơn mặt cầu tàu thuyền thông qua lúc, mặt cầu có thể tách ra treo lên. Liên tiếp song đỉnh tháp tầng là một đầu cao hơn mặt nước 140 buôn gạo người cầu, đứng tại đỉnh tháp có thể nhìn thưởng phụ cận tươi đẹp phong quang. Luân Đôn thành phố là vây quanh Luân Đôn thành từng bước phát triển mà thành. Đứng tại đỉnh tháp có thể nhìn thưởng phụ cận tươi đẹp phong quang. Mà giờ này khắc này, tại Luân Đôn vùng ngoại thành, một mảnh lục sắc bãi cỏ đằng sau có một cái xinh đẹp màu trắng thành bảo. Cái kia kiến trúc nhưng nói là lộng lẫy. Tại thành bảo trong phòng khách,
huyết tộc Dirty O'Connell thân vương đang cùng một tên anh tuấn nam tử uống vào cà phê. Dirty O'Connell thân vương chính là trường sinh cảnh bát trọng cao thủ, lại có bảo khí nơi tay, hắn một khi phát huy, đó là tương đương khủng bố. Mà lại Dirty O'Connell mời chào không ít cao thủ tại dưới tay hắn, hắn tại London cũng có chính mình sinh ý. Có thể nói, Dirty O'Connell cũng coi là một phương lão đại. Nhưng là, Dirty O'Connell cho tới nay còn muốn cho huyết tộc tổng bộ nộp lên trên không ít tài phú. Đây là cho tới nay quy củ. Tổng bộ có Sân Sơ Rồ lão thân vương tỏa chấn, lại có lão tổ tông tại, sở hữu ngoại phái thân vương liền đều thành thành thật thật, không dám có cái gì ý nghĩ khác. Lão tổ tông tồn tại, đây tuyệt đối là có thể trấn áp hết thảy. Nhưng bây giờ, lão tổ tông đã rời đi. Mà lại đi ra cái gọi là tân nhiệm huyết hoàng. Kể từ đó, các phương thân vương tiểu tâm tư đều động, người nào cũng không muốn một mực thụ người chế trụ. Những thân vương này ở bên ngoài vương gia khi lâu, liền cũng muốn tự thành lập thế lực, riêng phần mình là vua. Lúc này, trừ phi có một vị chánh thức có thể đem sở hữu thân vương trấn áp được huyết hoàng đứng ra, như thế, các vị thân vương cũng mới sẽ trung thực xuống dưới. Nhưng rất rõ ràng là, La Quân không ở trong đám này. Lại nói lúc này, hầu ở Dirty O'Connell thân vương bên người anh Tuấn Nam Tử uống một ngụm cà phê. Cái này anh Tuấn Nam Tử nhìn mới 24-25 tuổi, hắn ăn mặc tuyết áo sơ mi trắng, giống như cao quý vương tử. Nhưng mà, Dirty O'Connell thân vương tại bên người Nam Tử lại có vẻ hơi cẩn thận cùng kiêng kỵ. Nam Tử này ánh mắt thần quang nội liếm, nhìn rất là bình thản, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được hắn nội tại ngạo cốt. Cũng đúng lúc này, bên ngoài một tên Dirty O'Connell thủ hạ đi tới. Cái này tên thủ hạ cũng là huyết tộc, chính là Dirty O'Connell thân tín, gọi là Nạp Á. Nạp Á tại Dirty O'Connell bên tai hôn vừa nói, điện hạ, tổng bộ xảy ra chuyện. Dirty O'Connell thân vương nao, theo rồi nói ra, ngạo thiên thân vương không là người ngoài, người thì lớn tiếng nói ra đi, tổng bộ đến xảy ra chuyện gì. Nạp Á khó xử nhìn một chút cái kia ngạo thiên thân vương. Ngạo thiên thân vương, há không phải liền là Long Ngạo Thiên? Không sai, người này chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên ánh mắt nhàn nhạt, hắn ngược lại là không có cái gọi là. Nói, Dirty O'Connell thân vương đối Nạp Á loại này sợ hãi rụt rè bộ dáng rất bất mãn, trực tiếp quát lớn. Nạp Á cắn răng một cái, nói ra, Ngạo Thiên thân vương điện hạ phụ thân, Long Thái trưởng lão hắn. Phụ thân ta làm sao? Long Ngạo Thiên thấy một lần như vậy như thế phun ra nuốt vào, trong mắt nhất thời nở rộ lệ quang, nghiêm nghị hỏi. Nạp Á nói ra, Long Thái trưởng lão bị tân nhiệm huyết hoàng ngay trước chúng đại thần mặt cho giết. Ngươi nói cái gì? Long Ngạo Thiên thân thể kịch liệt chấn động đứng lên. Việc này thật chứ? Dirty O'Connell thân vương cũng là rất là giật mình. Nạp Á nói ra, việc này thiên chân vạn xác, hạ thần sao dám tại hai vị điện hạ trước mặt bàn lộng thị phi. La Quân tiểu nhi. Lại dám giết phụ thân ta nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thề không làm người. Long Ngạo Thiên bạo giận lên. Hắn đột nhiên vỗ bàn trà, giận mà đứng lập. Cái kia bàn trà nhất thời thành phấn vụn. Dirty O'Connell thân vương sắc mặt lại là không có cái gì quá đại biến hóa, cũng làm cho ngoại nhân nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Long Ngạo Thiên sau đó liền đối với Dirty O'Connell thân vương nói ra, Dirty O'Connell, ta không yêu cầu các ngươi trợ giúp ta. Ta chỉ cần các ngươi tại ta khởi binh tấn công thời điểm, các ngươi đều có thể bảo trì trung lập, điểm này, có thể làm được không? Dirty O'Connell thân vương khe khẽ thở dài, nói ra, Ngạo Thiên, ta cũng không nghĩ tới, cái kia hoàng khẩu tiểu nhi còn không có chính thức lên đài, liền đã thủ đoạn như thế độc ác. Nếu là thật sự để hắn làm bệ hạ, cái kia chúng ta những người này còn có ngày sống dễ chịu sao? Ngươi cứ yên tâm, chờ trên tay của ta sự tình làm xong, ta lập tức dẫn người tới trợ giúp ngươi. Tốt, cáo từ, Long Ngạo Thiên đứng dậy liền đi. Dirty O'Connell thân vương đem Long Ngạo Thiên đưa ra thành bảo. Long Ngạo Thiên tại thành bảo bên ngoài có một cỗ màu đen Hammer, hắn bên trên Hammer về sau, nói với tài xế, lái xe, lập tức tiến về phi trường. Mặt khác, để đã tiềm phục tại quận bo người toàn bộ tại địa điểm cũ tập hợp. Đêm nay, ta muốn huyết tẩy đê kê cang thành bảo. Hắn lúc nói chuyện, trong mắt bắn ra vô cùng sát ý quang mang tới. Long Ngạo Thiên sau khi đi, Dirty O'Connell thân vương đối với thủ hạ Nạp Á nói ra, ngươi lập tức cho Sân Sơ Rồ lão thân vương gửi điện thoại, liền nói đêm nay Long Ngạo Thiên hội có hành động. Nạp Á nhất thời không hiểu, nói ra, điện hạ, ngài không phải vẫn luôn bất mãn lão thân vương sao?
Dirty O'Connell thân vương ánh mắt lộ ra thâm thúy ý vị đến, hắn nói ra, không sai, trước kia ta là không quá chịu phục lão thân vương. Nhưng những năm gần đây, chúng ta đều tính toán bình an vô sự. Vừa rồi ngươi không thấy được Long Ngạo Thiên A, hắn đi một chuyến quy khư, tuy nhiên không có ngưng kết ra pháp đan đến, nhưng lại bị hắn tìm tới tiên khí. Hắn ỷ vào cái này tiên khí, đã có thể đem chúng ta sở hữu thân vương đặt ở dưới. Long Ngạo Thiên tính cách quá cuồng vọng, nếu để cho hắn cầm quyền, chỉ sợ tương lai, chúng ta những thân vương này không có một cái có kết cục tốt. Cùng như thế, chẳng trông cậy vào Sân Sơ Rồ thân vương có thể ổn định cục diện chính trị. Nạp Á nói ra, đã như vậy, vậy ngài là sao không xuất thủ bảo hoàng quyền? Dirty O'Connell thân vương nói ra, bây giờ cục thế không rõ ràng, tùy tiện xuất thủ liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dù sao cú điện thoại này đánh, cũng coi là hướng Sân Sơ Rồ thân vương biểu đạt thiện ý. Hắn đón đến, nói, tính toán, cú điện thoại này ta tự mình tới đánh đi. Hắn sau đó thì lấy điện thoại di động ra, bấm Sân Sơ Rồ thân vương điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Lão ca ca, điện thoại một trận, Dirty O'Connell thân vương thì thân mật hô một tiếng. Sân Sơ Rồ thân vương mỉm cười, nói ra, là Dirty O'Connell lão đệ A, chúng ta thật lâu không có liên hệ. Dirty O'Connell thân vương nói ra, lão ca ca, hôm nay điện thoại cho ngươi là có chuyện quan trọng cáo chi, cho nên ta cũng không cùng ngươi ngài đi vòng vèo. Sân Sơ Rồ thân vương run lên, hắn lập tức nói, tốt, ngươi nói. Dirty O'Connell thân vương trầm giọng nói ra, Long Ngạo Trời đã từ quy khư trở về 3 tháng. Sân Sơ Rồ thân vương bị kinh ngạc, nói ra, cư nhưng đã trở về 3 tháng. 3 tháng trước, lão tổ tông vẫn còn, hắn một mực giấu giếm trở về sự tình, đây là vì cái gì? Dirty O'Connell thân vương khẽ cười khổ, nói ra, lang tử dã tâm, rõ rành rành a. Vì cái gì? Lão thân vương trong lòng ngài rất lợi hại chịu là biết a. Trong 3 tháng này, hắn lặng lẽ liên lạc mấy vị thân vương, ta cũng là mới biết được chuyện này. Mà lại, hắn cùng Long Thái cũng theo những công tước đó, từ tước tạo mối quan hệ. Cũng không biết ngài thân tín bên trong có hay không bị mua chuộc a. Sân Sơ Rồ thân vương trầm giọng nói, hắn sớm mưu đồ chuyện này, chẳng lẽ một đã sớm biết lão tổ tông là muốn rời khỏi. Dirty O'Connell thân vương nói ra, hắn có thể là tại quy khư bên trong biết được lão tổ tông một số bí mật, cho nên khẳng định như vậy đi. Sân Sơ Rồ thân vương hỏi, như vậy hiện tại, hắn tu vi đến thế nào? Dirty O'Connell thân vương nói ra, hắn tu vi vẫn là trường sinh cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, nhưng là hắn thủy chung vô pháp ngưng kết pháp đan. Bất quá hắn thân thể đã cường hãn đến không hợp thói thường trình độ, nghe nói, hắn tại quy khư bên trong còn được đến một kiện tiên khí, uy lực phi phàm. Cho nên, liền xem như ngài, cũng không thể đối với hắn phớt lờ a. Sân Sơ Rồ thân vương sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không phớt lờ. Nhiều tạ lão đệ ngươi nhắc nhở. Dirty O'Connell thân vương nói ra, mấu chốt nhất là, vừa rồi Long Ngạo Trời đã biết phụ thân hắn bị bệ hạ giết chết sự tình. Ta nhìn hắn là nổi giận rời đi, nói không chừng đêm nay liền sẽ đối với ngài phát động công kích. Ta sở dĩ gọi cú điện thoại này, chính là muốn ngài nhất định chặt chẽ đề phòng. Riêng là chú ý người bên cạnh. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra, tốt, ta biết. Sau đó, Sân Sơ Rồ thân vương cúp điện thoại. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Sân Sơ Rồ thân vương biết mình bên người khẳng định là có người xảy ra vấn đề, không phải vậy lời nói, Long Ngạo Thiên trở về 3 tháng, lại tại quận Bo hoạt động, chính mình không có khả năng không chiếm được phong thanh. Mà tên phản đồ này, có khả năng nhất cũng là Varai. Nhưng lại là hắn sao? Sân Sơ Rồ thân vương trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn đối Varai tựa như là con ruột đối đãi giống nhau. Như phản đồ thật sự là Varai, Sân Sơ Rồ thân vương hội sống còn khó chịu hơn chết. Mà lại, coi như không phải Varai, cái kia bát đại huyết vương bên trong, vô luận ai là phản đồ, hắn đều sẽ khó chịu. Sân Sơ Rồ thân vương biết mình lúc này không thích hợp đắm chìm trong bi thống, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra phản đồ, đồng thời định ra kế hoạch phương án đến. Như thế mới có thể chuẩn bị Long Ngạo Thiên đột kích. Sân Sơ Rồ thân vương đầu tiên liền để Bạch Tuyết đem bát đại huyết vương triệu tập, còn có Varai cũng gọi qua. Hắn ra lệnh mọi người toàn bộ đến La Quân hành cung bên trong. Sau đó, Sân Sơ Rồ thân vương lại ban bố một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là sở hữu bá tước, tử tước toàn bộ lập tức rời đi DK Cang gia tộc thành bảo trang viên. Sân Sơ Rồ thân vương rất rõ ràng, những này bá tước, tử tước bên trong rất có thể đã có không ít người là Long Ngạo Thiên người.
mà lại bọn họ phần lớn đều là cỏ đầu tường, một khi phía bên mình thủ không được, cỏ đầu tường hội đánh tới. Mà lại, bá tước, tử tước đều là huyết tộc hạch tâm tầng quản lý. Đêm nay nếu quả thật để bọn hắn lưu tại nơi này, để bọn hắn tránh thức đứng đội, một khi đứng đội sai lầm. Mặc kệ là La Quân thắng lợi vẫn là Long Ngạo Thiên thắng lợi, thất bại như vậy một phương đều gặp phải một vòng chính trị thanh tẩy. Chỉ có để bọn hắn rời đi, một là bảo toàn bọn họ, để bọn hắn không muốn lưỡng nan. Dù sao đây là nội chính, không phải đối ngoại chiến đấu. Hai là, không để bọn hắn đứng đội. Có thể nói Sân Sơ Rồ Thân Vương lần này an bài cũng thật xem như dụng khổ lương tâm. Sân Sơ Rồ Thân Vương tin tưởng, người thông minh, lần này liền sẽ đi xa xa, ngồi đợi hết thảy đều kết thúc. Đến giờ này khắc này, rất nhiều chuyện cũng liền rộng mở trong sáng. Khó trách Long Thái khí như vậy đủ, khó trách Long Thái như vậy bất mãn La Quân cái này bệ hạ. Công tước nhóm, tử tước nhóm tại thu đến mệnh lệnh về sau, những người này tinh lập tức liền minh bạch tình thế phát triển đã đến rất nghiêm trọng trình độ. Bọn họ lập tức thức thời rời đi. Công tước nhóm, tử tước nhóm khuôn mặt suy nghĩ, đối mặt Long Ngạo Thiên xâm chiếm, bọn họ cũng là tình thế khó xử. Bây giờ có thể rời đi, chẳng phải là vừa vặn. Hành cung bên trong, La Quân cũng cảm nhận được nghiêm túc mà không khí khẩn trương. Sân Sơ Rồ Thân Vương đem mọi người đều triệu tập đến trong phòng khách. La Quân, Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng liền cũng đều tại. Bạch Tuyết, Duẫn Nhi cũng tại. Varai Hầu ở Sân Sơ Rồ Thân Vương bên người. Thân Vương Điện Hạ, chuyện gì phát sinh? Ta nhìn bên ngoài động tĩnh giống như rất lớn. La Quân hỏi Sân Sơ Rồ Thân Vương. Sân Sơ Rồ Thân Vương trầm giọng nói ra, bẩm bệ hạ, đại sự không ổn, Long Ngạo Thiên trở về đã tháng 3 có thừa. Mà lại, hắn đã biết Long Thái bị chúng ta giết chết. Sân Sơ Rồ Thân Vương cái này lời vừa nói ra, La Quân cùng người khác là giật nảy cả mình. La Quân thất sắc nói ra, Long Ngạo Thiên trở về 3 tháng, lại một mực không lộ ra tin tức, cái này nói rõ là muốn phản A. Hắn đón đến, lại lập tức liếc nhìn mọi người tại đây, nói, dùng cái gì Long Ngạo Thiên về đến thời gian dài như vậy, chúng ta nơi này một chút tin tức đều không được đến, trong lúc này là ở đó xuất sai lầm. La Quân tư duy phản ứng là linh mẫn nhất. Sân Sơ Rồ Thân Vương nghe La Quân kiểu nói này, hắn cũng không khỏi đến bội phục dậy La Quân năng lực phản ứng tới. Sân Sơ Rồ Thân Vương sắc mặt nặng nề, hắn nói ra, ở đây người, đều là ta một tay bồi dưỡng ra tới. Vô luận là ai trong này ở giữa làm ám muội sự tình, đối với ta mà nói, đều là ta thất bại. Hắn đón đến, nói ra, nhưng bây giờ, ta hy vọng người này có thể đứng ra tới. Chỉ cần hắn đứng ra, thừa nhận sai lầm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sân Sơ Rồ Thân Vương vừa nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn mọi người tại đây. Varai mấy người cũng lập tức liền biết, Thân Vương đây là hoài nghi mình trong đám người này có gian tế. Cũng thật là có gian tế, nếu như không có gian tế, vì cái gì Long Ngạo Thiên trở về 3 tháng sự tình sẽ bị giấu giếm chết như vậy. Varai một mực không có lên tiếng, bởi vì hắn lúc này nếu như thổ lộ trung tâm, vậy liền có vẻ hơi giấu đầu lòi đuôi. Bạch Tuyết sắc mặt nghiêm nghị. Nói đến, Sân Sơ Rồ Thân Vương tại biết có gian tế nháy mắt, hắn hoài nghi tới thủ hạ mỗi người, nhưng duy chỉ có liền không có đối Bạch Tuyết hoài nghi tới. Hắn đối Bạch Tuyết tuyệt đối là 200% tín nhiệm. Một đám huyết vương nhóm cũng là tuyệt đối trầm mặc. La Quân tỉ mỉ quan sát mỗi người biểu lộ, muốn ở chính giữa nhìn ra một số đầu mối. Nhưng mà, ở đây người đều là thông thiên cao thủ, không có khả năng lộ ra rõ ràng sơ hở tới. Không khỏi nhanh, huyết vương bên trong, có một người đứng ra. Người này gọi là Gracie. Gracie lưng hùm vai gấu, mãn kiểm cầu nhiêm nói bừa. Người này nhìn cũng là thuộc về trung hậu thành thật, tuyệt đối khiến người ta nghĩ không ra hắn lại là gian tế. Nhưng mà sự thật luôn luôn tàn khốc. Gracie nói ra, Thân Vương Điện Hạ, cái này gian tế là ta. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Gracie. Gracie ánh mắt trầm tĩnh, nhưng cũng không có bất luận cái gì vẻ áy náy. Varai cùng hắn huyết vương trong mắt lại là xuất hiện vẻ phẫn nộ. La Quân làm theo là có chút xem không hiểu, gia hỏa này nếu là gian tế, lúc này lại vì cái gì muốn đứng ra thừa nhận đâu. Sân Sơ Rồ Thân Vương thân hình có chút tập tễnh, hắn phủ ở ngực, chậm chạp ngồi xuống. Bạch Tuyết cùng Varai vội vàng ở một bên vịn, để Sân Sơ Rồ Thân Vương thuận lợi ngồi xuống. Varai nhìn hằm hằm Gracie, nghiêm nghị trách mắng, Gracie, điện hạ đợi ngươi ân trọng như sơn, ngươi sao có thể? Varai,
Sân Sơ Rồ Thân Vương khoát khoát tay, nói ra, ngươi đừng nói. Hắn nhìn về phía Gracie, nói ra, ngươi tính cách ta vẫn là giải, nếu như không có cái gì đặc biệt lý do, ngươi là sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi là gian tế, ngươi cho ta một cái lý do. Gracie trong mắt xuất hiện ba động, đó là một chút xấu hổ thần sắc. Nếu như Sân Sơ Rồ Thân Vương đánh chửi hắn, giết hắn, hắn đều có thể thản nhiên chỗ chi. Nhưng duy chỉ có, Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra lời nói này lúc, hắn cảm thấy tránh thức áy náy. Điện hạ, Long Ngạo Thiên tại quy khư bên trong nhìn đến Lão Tổ Tông đại kiếp, Lão Tổ Tông rất khó trở lại. Mà lại, Long Ngạo Thiên đã được đến tiên khí, liền xem như ngài cũng không phải đối thủ của hắn. Gracie nói ra, hiện tại ngài đường sống duy nhất cũng là đem vị này bệ hạ bắt lại, sau đó giao cho Long Ngạo Thiên, đồng thời mang theo mọi người chúng ta hướng Long Ngạo Thiên hiệu chung. La Quân thân thể chấn động, hắn cảm nhận được sự tình tàn khốc cùng tàn khốc hình. Bất quá La Quân cũng không lo lắng Sân Sơ Rồ Thân Vương hội phản chiến tương hướng, trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay dây dẫn nổ vẫn là bị chính mình nhóm lửa. Long Thái bị chính mình giết chết, gia tốc trở nên gay gắt Long Ngạo Thiên phản tâm. Bất quá cũng không tồn tại hối hận, một ngày này, sớm muộn là muốn tới. Gracie, Sân Sơ Rồ Thân Vương trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói ra, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thì bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi liền muốn giúp đỡ Long Ngạo Thiên. Gracie quỳ đi xuống, hắn nói ra, điện hạ, người yêu cầu sinh, đây là bản năng. Hạ thần cũng không ham bất luận cái gì vinh hoa phú quý, nhưng chỉ muốn sống. Ta còn có thê tử, nhi tử. Sân Sơ Rồ Thân Vương trầm mặc một cái chớp mắt về sau, thở dài, nói ra, Gracie, ta kém chút quên, ngươi còn có thê tử, nhi tử. Cho nên, tại trong lòng ngươi, ngươi tiểu gia là vị thứ nhất. Nhưng ngươi có lẽ quên, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Long Ngạo Thiên nếu là cầm quyền, toàn bộ huyết tộc đều sẽ vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Long Ngạo Thiên ánh mắt muốn so Lão Tổ Tông ánh mắt lợi hại hơn? Lão Tổ Tông đã vạch đường sáng, buồn cười ngươi lại như cũng nhìn không thấu. Hắn đón đến, nói ra, Gracie, ngươi đi đi, mang theo thê tử ngươi, nhi tử như vậy cao chạy xa bay, không cần trở về. Gracie hổ khu kịch chấn, ngài thật làm cho ta đi. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói, ngươi đi đi. Hắn nói xong về sau, thở dài, nói, đêm nay Long Ngạo Thiên thì sẽ tiến đánh tiến đến, mặc kệ cái này vừa đứng, sống hay chết, nhưng ta cho dù là chết cũng là bị chết chỗ. Ta cả đời này, không có con cái, ta là thuộc về huyết tộc. Ta chết cũng nên là vì huyết tộc tương lai mà chết. Mà bệ hạ, cũng là huyết tộc tương lai. Bạch Tuyết bọn người đột nhiên cùng nhau quỳ đi xuống, từng cái trong mắt sát khí nở rộ, nói, chúng thần thể sống chết bảo hộ bệ hạ. Đây là một loại vô cùng thảm liệt tình cảnh. La Quân hít sâu một hơi, hắn đứng lên, nói ra, tốt, đêm nay ta cùng chư quân sinh tử cùng tồn vong. Sân Sơ Rồ Thân Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, lớn mạnh quá thay. Lão tử đêm nay ngược lại muốn xem nho nhỏ Long Ngạo Thiên, đến có thể lật xảy ra sóng gió gì tới. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng trong mắt cũng hiện lên sinh tử kiên nghị chi tâm. Chỉ có cái kia Gracie, y nguyên quỳ. Hắn lộ ra cùng không khí này là như vậy không hợp nhau. Ngươi còn chưa cút, một tên huyết vương đột nhiên một chân đem Gracie đá té xuống đất. Gracie đứng lên, khóe miệng của hắn chảy máu. Sau đó, hắn hướng Sân Sơ Rồ Thân Vương dập đầu ba cái, tiếp lấy xoay người chạy. Phản đồ, tên kia huyết vương oán hận chửi một câu, lại nói, vọng lão tử một mực đem hắn xem như huynh đệ. Sân Sơ Rồ Thân Vương lại là không hề nói gì. Sau đó, La Quân cùng Sân Sơ Rồ Thân Vương lên lầu 2. Thân Vương, ngài còn có cái gì muốn hướng ta phân phó sao? La Quân mỉm cười, tại đại địch tiến đến trước đó, sinh tử hung hiểm thời khắc, La Quân lại là lộ ra thong dong vô cùng. Sân Sơ Rồ Thân Vương hơi kinh ngạc, nói ra, đêm nay ngài là Long Ngạo Thiên tất sát mục tiêu, bệ hạ, chẳng lẽ ngài thật không có chút nào sợ sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta trải qua sinh tử chi chiến đến bao nhiêu lần, ta một chút cũng không nhớ rõ. Huống chi, trên tay của ta còn có Lão Tổ Tông Lưu Cẩm Nang diệu kế. Sân Sơ Rồ Thân Vương liền nói ra, đêm nay, nếu là liều mạng, chúng ta chưa chắc không có sức liều mạng. Bất quá Lão Thần cảm thấy vì lý do an toàn, ngài hiện tại liền nên đem Lão Tổ Tông Cẩm Nang mở ra. La Quân sờ mũi một cái, hơi có chút xấu hổ, nói ra, tốt a, Thân Vương, ta trung thực cùng ngươi bàn giao, ta đánh sớm mở Cẩm Nang. Bên trong viết, nếu có hung hiểm,
liền đào vong vụ đô. Sân Sơ Rồ Thân Vương ngốc ngẩn ngơ, theo sau chính là cười khổ. Hắn nói ra, đã như vậy, lão tổ tông như vậy an bài khẳng định thâm ý sâu sắc. Bệ hạ, ngài cái này liền mang theo bằng hữu ngài tiến vào vụ đô. Đêm nay nếu là thắng lợi, chúng ta liền sẽ qua vụ đô nghênh đón ngài. Nếu là thất bại, chỉ mong lão tổ tông an bài thật có hiệu. La Quân cười ha ha, nói ra, thân vương, ngài đây là để cho ta tới làm rùa đen rút đầu a. Sân Sơ Rồ Thân Vương hơi kinh hãi, nói ra, bệ hạ, lão thần tuyệt không ý này. Chỉ bất quá, ngài là quân tử liền nên hiểu được Su Cát Tị Hung a. La Quân nói ra, người quên đi, hôm nay ta nếu để cho ngài một cái lão nhân ra ở bên ngoài huyết chiến, ta đường đường nam nhi bảy thước trốn vào vụ đô bên trong. Vậy ta còn không bằng qua tìm khối đậu hũ đâm chết. Bệ hạ, ngài gánh vác huyết tộc tương lai, lão thần khẩn cầu ngài không muốn hành động theo cảm tính a. Sân Sơ Rồ Thân Vương tận tình khuyên bảo. La Quân nói ra, ta một chút cũng không có hành động theo cảm tính, ta trước đó đã ngay trước các vị huynh đệ mặt nói qua, đêm nay cùng mọi người sinh tử cùng tồn vong. Ta cái này chuyển tay trốn vào qua, về sau coi như còn sống, cái kia cũng không người nào nguyện ý hiệu chung với ta. Điểm này, La Quân nhìn rất lợi hại thấu triệt. Sân Sơ Rồ Thân Vương nhìn về phía La Quân, hắn sau đó khẽ cười khổ, nói ra, lão tổ tông ánh mắt, lão thần là càng phát ra bội phục. Ngài nhất định có thể mang theo chúng ta huyết tộc thuận lợi vượt qua sát kiếp. La Quân nói ra, thực sát kiếp đã đến gần, Long Ngạo Thiên cũng là bên trong một trận sát kiếp, vô pháp tránh né. Sân Sơ Rồ Thân Vương khẽ thở dài một cái. Sau đó, Sân Sơ Rồ Thân Vương cáo từ. Đợi Sân Sơ Rồ Thân Vương sau khi đi, La Quân liền cùng Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng còn có Duẫn Nhi cùng một chỗ. Duẫn Nhi hiện tại tính toán là La Quân thiếp thân nha hoàn, nàng vẫn luôn rất lợi hại yên tĩnh vì La Quân chuẩn bị đồ, vật. Bất quá hôm nay, nàng đã tại trên lưng khác một ngụm lạnh lóng lánh lưỡi lê. La Quân gặp Duẫn Nhi cái này trang phục, không khỏi cười một tiếng, nói ra, tiểu nha đầu hôm nay cũng phải lên trận giết địch. Duẫn Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng mặc là màu đen trang phục, lộ ra đến vô cùng tư thế hiên ngang. Nàng nói ra, ta muốn bảo vệ bệ hạ ngài. La Quân cười ha ha, nói ra, hai chúng ta không chừng người nào bảo vệ ai đây. Duẫn Nhi không khỏi khuôn mặt càng đỏ, nhưng giờ khắc này, trong nội tâm nàng cảm giác là kỳ diệu. Trước đó bị thân vương điện hạ phái tới hầu hạ bệ hạ, nàng là ôm một loại hoàn thành nhiệm vụ tâm tính. Nhưng giờ phút này, cường địch trước mắt, sống còn, vị này bệ hạ còn có thể chuyện trò vui vẻ. Cái này khiến Duẫn Nhi cảm thấy vị này bệ hạ để cho nàng tôn kính bội phục. La Quân sau đó chuyển hướng Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Lâm Băng sắc mặt trầm tĩnh, Trầm Mặc Nùng làm theo nóng lòng muốn thử, nàng nói ra, đêm nay liền có thể để bọn hắn nếm thử ta ánh tuyết kiếm lợi hại. La Quân cười một tiếng, sắc mặt hắn lại khôi phục vẻ nghiêm nghị. Hắn nói ra, thật có lỗi, lại bởi vì ta đem bọn ngươi liên lụy đến loại này hung hiểm tình trạng. Riêng là sư tỷ ngươi, đi theo ta không có qua một ngày ngày tốt. Lâm Băng không khỏi sắc mặt cổ quái, nói, ngươi cái tên này, trong mồm chó thật sự là nhả không ra ngà voi tới. Ta gả cho ngươi nha, cái gì gọi là đi theo ngươi không có qua một ngày ngày tốt. La Quân nhất thời xấu hổ, nói sai, nói sai. Lâm Băng liền cũng cười một tiếng, nói, dạng này cũng rất tốt, so tại thần vực một tầng bất biến thời gian muốn đặc sắc được nhiều. Đối với La Quân một đoàn người tới nói, đêm nay chiến đấu cũng không có cái gì kỹ xảo hình. Đơn giản cũng là không thể buông tha dũng giả thắng. Đây không phải trước kia đại hình chiến đấu, còn cần vải binh bày trận các loại. Đêm nay chính yếu nhất cũng là nhìn Sân Sơ Rồ Thân Vương có thể không thể giết chết Long Ngạo Thiên, chỉ cần Long Ngạo Thiên vừa chết, như vậy trận này phản loạn thì sẽ tự động lắng lại. Mà đối với Long Ngạo ngày qua mà nói, chỉ cần giết Sân Sơ Rồ Thân Vương cùng La Quân, như vậy cuộc chính biến này cũng coi như thành công. Đê kê càng gia tộc thành bảo bên trong. La Quân bọn người nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy Long Ngạo Thiên bọn người đến. Mà tại buổi tối 7 giờ thời điểm, Long Ngạo trời đã vượt ngang vạn lý, đi vào quận Bo. Hắn là lấy máy bay tư nhân, cho nên tốc độ rất nhanh. Long Ngạo Thiên chỉ huy thủ hạ bát đại cao thủ đến đây. Cái này bát đại cao thủ đều là huyết tộc cao thủ, bí mật đi theo Long Ngạo Thiên cùng một chỗ tiến vào quy khư. Bây giờ những cao thủ này, tu vi đều đã là thần thông cảnh trở lên. Bên trong lợi hại nhất Kim Cương Vương lợi khỏe mạnh trời đã là trường sinh cảnh thất trọng. Mà thứ hai cao thủ Wolverine trời cao chính là trường sinh cảnh nhất trọng.
đệ tam cao thủ Kim Cương Hổ vô danh là thần thông cảnh 9 tầng. Còn lại cao thủ, cũng đều là theo thứ tự là thần thông cảnh ngũ trọng, lục trọng khoảng chừng. Thực lực phổ biến đều tại bát đại huyết phương phía trên. Cái này Long Ngạo Thiên thực lực là khủng bố, cho nên đây cũng là một loại công tước, tử tước do dự bất định nguyên nhân. Tất cả mọi người cho rằng Long Ngạo Thiên một khi làm phản thì sẽ thành công. Bọn họ cũng là sợ hãi đứng sai đội, đưa tới họa sát thân. Long Ngạo Thiên tại đến lúc sau đã phân phó, Từ Lợi khỏe mạnh thiên chặn giết Bạch Tuyết. Từ Wolverine trời cao, còn có Kim Cương Hổ đến hợp lực giết La Quân. Đến lúc đó, La Quân khẳng định là có người bảo hộ. Nhưng là trời cao cùng vô danh hẳn là có thể đầy đủ giải quyết những người kia. Về phần Sân Sơ Rồ Thân Vương, đương nhiên là muốn từ Long Ngạo Thiên tới giết. Long Ngạo Thiên cho Lợi khỏe mạnh thiên mệnh khiến chính là, cấp tốc giết chết Bạch Tuyết, sau đó Lợi khỏe mạnh thiên lại cùng Long Ngạo Thiên hợp lực đánh giết Sân Sơ Rồ Thân Vương. Chỉ cần Sân Sơ Rồ Thân Vương cùng Bạch Tuyết vừa chết, như vậy toàn bộ Sân Sơ Rồ một phái liền cũng coi là sụp đổ. Giờ này khắc này, Sân Sơ Rồ Thân Vương cũng đem Bạch Tuyết cùng Varai đi tìm tới. Varai là thần thông bát trọng cao thủ. Sân Sơ Rồ Thân Vương hướng hai người nói, đêm nay chi chiến, đến sẽ như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là, Bạch Tuyết, Varai, bệ hạ chính là ta huyết tộc tương lai. Hắn đêm nay vô luận như thế nào cũng không thể chết, các ngươi liền xem như liều mạng, cũng phải bảo vệ hắn chu toàn, hiểu chưa? Bạch Tuyết cùng Varai nghiêm nghị gật đầu, nói ra, vâng, điện hạ. 7 giờ 30 điểm. Tại thành bảo trong hoa viên, ánh trăng lạnh lùng vẩy chiếu vào hoa hoa thảo thảo bên trên. La Quân đứng tại hoa viên trên bậc thang, Sân Sơ Rồ Thân Vương, Thất Đại Huyết Vương, Bạch Tuyết, Varai, còn có Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng đều chen chúc tại La Quân bên người. Một nhóm người này, đứng thẳng như thương cán, không nói một lời. Trong mơ hồ, có cỗ khó mà kể rõ uy thế. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Long Ngạo Thiên bọn người toàn bộ là đi bộ mà đến. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, bọn họ không có khả năng cưỡi ngựa tới. Tuy nhiên cưỡi ngựa là lớn nhất uy nghiêm. Lái xe tới, cũng không quá thích hợp, cũng không phải tiểu mã tử giết người. Cái kia hoa viên đại môn lại là rộng mở. Ngay vào lúc này, áo trắng như tuyết, anh Tuấn Dương Cương Long Ngạo Thiên mang theo thủ hạ bát đại kim cương cao thủ tiến đến. Tốc độ bọn họ không nhanh không chậm. Nhưng lại tự có một cỗ nói không nên lời cảm giác áp bách. Cái này Long Ngạo Thiên trên thân khí thế rất đậm, hai mắt không giận tự uy, dưới tay hắn cao thủ, cũng là cái cực kỳ hung hãn. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên bọn người liền đến La Quân trước mặt 3 mét chỗ đứng vững. Trắng như tuyết ánh đèn đem hoa viên chiếu lên sáng như ban ngày. Long Ngạo Thiên ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Sân Sơ Rồ Thân Vương, sau đó, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía La Quân. La Quân cũng không có mở miệng. Sân Sơ Rồ Thân Vương lạnh lùng nói ra, Long Ngạo Thiên, ngươi thật lớn mật, gặp bệ hạ, còn không quỳ xuống. Long Ngạo Thiên ha ha lệ cười, hắn đột nhiên nhất chỉ La Quân, nói, chỉ như vậy một cái thứ hèn nhát, hắn cũng xứng làm bệ hạ. La Quân trong mắt đồng tử đột nhiên co vào, cái này Long Ngạo Thiên, thật sự là cuồng ngạo cùng cực a. Sân Sơ Rồ Thân Vương trong mắt hàn quang lóe lên, nói, Long Ngạo Thiên. Ngươi dám can đảm vũ nhục bệ hạ, hôm nay ta không thể để ngươi sống nữa. Hắn sau khi nói xong, thân thể đột nhiên phồng lớn. Sắc bén, hung mãnh, ma thần đồng dạng Sân Sơ Rồ Thân Vương rốt cục bạo phát. Tam giới nguyên thần huyết kiếm, Sân Sơ Rồ Thân Vương trực tiếp tế giết ra sát chiêu mạnh nhất. Cái kia một cỗ sắc bén huyết quang hình thành nguyên thần huyết kiếm, hung hãn vô cùng chém tới Long Ngạo Thiên. Giết, Long Ngạo Thiên cũng là lệ hống một tiếng. Hắn đối mặt Sân Sơ Rồ Thân Vương tam giới nguyên thần huyết kiếm nhưng cũng không dám khinh thường. Chỉ gặp hắn cấp tốc vội vàng thối lui, chỉ bất quá, hắn vẫn là chậm một bước. Cái kia tam giới nguyên thần huyết kiếm đem đầu của hắn chém trúng, Long Ngạo Thiên đầu lâu bay lên không trung, máu tươi thẳng tung tóe. Mọi người không khỏi ngây người, bao quát Sân Sơ Rồ Thân Vương. Cái này Long Ngạo Thiên cứ như vậy chết. Tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Sân Sơ Rồ Thân Vương trong mắt đồng tử bỗng nhiên co vào, lại là hắn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Ở trước mặt hắn một mét chỗ, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện, hung mãnh vô cùng nhất quyền chém tới hắn vị trí hiểm yếu. Đạo này bóng trắng chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên quyền lực bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thần ảo nghĩa, giống như mạt nhật thiên tai đồng dạng nghiền sát mà đến. Sân Sơ Rồ Thân Vương sớm có sở liệu, thân hình hắn nhanh lùi lại,
đột nhiên vận khởi giao long tinh phách nguyên thần, cái kia giao long tinh phách tại sân sơ rồ thân vương trước mặt hình thành một đường bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay lớn màu vàng óng ầm vang đánh giết hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt thi triển ra ba vòng vô lượng quyền ấn. Liên tiếp đánh ra ba quyền vô lượng quyền ấn, hắn quyền ấn nhanh hơn tuyệt luân, đánh ra tầng ba vòng sáng. Tầng ba ánh sáng vòng mấy lúc sau, sân sơ rồ thân vương giao long tinh phách nguyên thần tạo thành bàn tay lớn màu vàng óng rốt cục bị đánh tan. Nhưng sân sơ rồ thân vương sợi tóc không gió từ trống, quần áo bay phất phới. Hắn lại triệu hồi tam giới nguyên thần huyết kiếm công sát. Tam giới nguyên thần huyết kiếm nhanh vô cùng, uy lực vô cùng. Đột nhiên lại đem Long Ngạo Thiên đầu người chảm bay ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, lại một cái Long Ngạo Thiên từ sân sơ rồ thân vương bên trái hoành đi ra, đột nhiên thì triển khai mạnh mẽ công kích. Cái này Long Ngạo Thiên, tựa như là giết không chết. Nhưng sân sơ rồ thân vương rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này Long Ngạo Thiên tiên khí nguyên lai là nhân hoàng kính. Nhân hoàng kính vô cùng thần kỳ, nhưng tại đột nhiên sử dụng kính tượng nguyên lý chế tạo ra nhất tôn hư huyễn phân thân. Mà sân sơ rồ thân vương chảm rắn cũng là Long Ngạo Thiên kính tượng phân thân. Bên này, sân sơ rồ thân vương cùng Long Ngạo Thiên chiến đến khó phân thắng bại. Có thể nói, Long Ngạo Thiên vốn không phải sân sơ rồ thân vương đối thủ. Nhưng bởi vì Long Ngạo Thiên có nhân hoàng kính nơi tay, lại làm cho chiến cục sinh ra biến hóa. Phía bên kia, chiến đấu cũng chính thức bạo phát, Lợi Khỏe Mạnh Thiên tìm tới Bạch Tuyết, Lợi Khỏe Mạnh Thiên thủ cầm huyền thiết thần đao, lưỡi đao sắc bén. Bạch Tuyết huyền quang kiếm cũng là bị ma la nuốt chửng lấy, về sau Bạch Tuyết cầm một ngụm phổ thông bảo kiếm. Nàng kiếm tại một cái giao phong thời điểm, liền bị Lợi Khỏe Mạnh Thiên cho chặt đứt. Trong một chớp mắt, Bạch Tuyết hung hiểm dị thường. Về phần La Quân bên này, cái kia trời cao cùng vô danh cũng công giết đi lên. Varai cùng trời cao đánh nhau. Vô danh làm theo công sát hướng Trầm Mặc Nùng. Về phần Lâm Băng làm theo cùng một tên khác cao thủ đánh nhau. Trong chớp mắt, cũng chỉ có La Quân là dỗi dãnh nhất. Bởi vì Varai bọn họ đều là đang bảo vệ La Quân. La Quân hai tay đã đeo lên phược long bao tay, hắn cũng không nóng nảy động thủ, mà chính là nhìn chung quanh chiến trường. Rất nhanh, La Quân liền thấy Bạch Tuyết tình trạng nguy hiểm nhất. Cái kia Lợi Khỏe Mạnh Thiên vốn nên liền định muốn lôi đình giết Bạch Tuyết, sau đó gấp rút tiếp viện Long Ngạo Thiên. Chỉ gặp Lợi Khỏe Mạnh Thiên huyền thiết thần đao chém ra một đạo sắc bén đao mang ám sát hướng Bạch Tuyết vị trí hiểm yếu, đồng thời, hắn tiến lên trước một bước, nhất trưởng thẳng đến Bạch Tuyết trước ngực. Hắn đấu pháp lại là hạ lưu cực kỳ. Đương nhiên, nói đến đánh nhau, vậy cũng là muốn không chỗ không cần cực. Không có cái gì cái gọi là hạ lưu không hạ lưu. La Quân trực tiếp một cái di hình hoán ảnh đi vào Lợi Khỏe Mạnh Thiên sau lưng, hắn đối Lợi Khỏe Mạnh Thiên áo lót chính là một chiêu cổn lôi quyền ấn. Quyền ý cuồn cuộn, tinh thần cuồn cuộn. Lợi Khỏe Mạnh Thiên phát giác được phía sau lưng nguy hiểm, hắn ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, muốn chết. Hắn cổ tay khẽ đảo, lại là trực tiếp một chiêu cầm nã thủ chụp vào La Quân thủ đoạn. Lợi Khỏe Mạnh Thiên cầm nã thủ sắc bén vô cùng, cực nhanh như điện. Mà lại mang theo một loại không gì sánh kịp đại thế, khiến người ta muốn tránh cũng không được. La Quân ánh mắt phát lạnh, hắn đấu pháp có thể nói thiên hạ đệ nhất, nơi đó sẽ sợ Lợi Khỏe Mạnh Thiên bắt. Hắn trực tiếp lấy Long Trảo thủ Vân Long tham trảo phản cầm tới. Trong một chớp mắt, hai người chỉ đến trưởng qua, đánh bí hiểm vô cùng. La Quân đưa tay bộ Long thứ lật một cái, liền muốn đem Lợi Khỏe Mạnh Thiên thủ cổ tay đâm ra vết máu tới. Lợi Khỏe Mạnh Thiên hơi kinh hãi. Cấp tốc thu tay lại. Tiếp lấy huyền thiết thần đao thiểm điện xoay chuyển, đao mang mãnh liệt chém về phía La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân sắc mặt bình tĩnh, lại là một chiêu linh dương móc sừng tránh ra. Hắn một chút lách mình đến Lợi Khỏe Mạnh Thiên dưới nách, hai ngón cấp tốc câu dẫn. Lợi Khỏe Mạnh Thiên cư nhưng hai lần cầm bắt không được La Quân, không khỏi giận dữ. Lưỡi đao vẩy một cái, đâm ngược La Quân hai mắt. La Quân một tay vừa nhấc, cấp tốc đem lưỡi đao bắt lấy. Tiếp lấy hướng xuống đột nhiên nhấn một cái lại chấn động. Nhất thời, một cỗ huyền bí vô cùng mạnh mẽ điện lưu tập sát mà đi. Lợi Khỏe Mạnh Thiên hãi nhiên. Hắn kém chút đem huyền thiết thần đao ném. Lợi Khỏe Mạnh trời mặc dù là trường sinh cảnh 9 tầng, nhưng là nói lên đấu pháp đến, còn có đấu pháp hăng hái lực vận dụng, hắn căn bản không phải La Quân đối thủ. Huống chi, giờ phút này Bạch Tuyết cũng đang dùng đoạn gặp đối với hắn mãnh liệt công sát. Trong lúc nhất thời, Lợi Khỏe Mạnh Thiên ứng phó đến có chút cố hết sức, không chiếm thượng phong chút nào.
Lợi Khỏe Mạnh Thiên không khỏi hét lớn một tiếng, nói, Kim Cương Báo, tới giết đi La Quân. Cái kia Kim Cương Báo gọi là địch tu là thần thông ngũ trọng. Hắn đang cùng Kim Cương Sư cùng một chỗ vây giết một tên huyết phương. Trong toàn trường, cũng liền địch tu hơi có thể quất ra thân thể tới. Cho nên Lợi Khỏe Mạnh Thiên không chút do dự hô địch tu. Lợi Khỏe Mạnh Thiên lòng tựa như gương sáng, hắn nhất định phải nhanh chóng giết Bạch Tuyết, quất ra thân thể đến, như thế mới có thể nắm giữ chiến cục. Không phải vậy lời nói, lần này chiến đấu sẽ rất không rõ ràng. Lợi Khỏe Mạnh Thiên cần địch tu đến ngăn chặn La Quân nhất thời nửa khắc. Cái kia địch tu cũng là nghe Lợi Khỏe Mạnh Thiên lời nói, cấp tốc quay người tới. Cái này địch tu cầm trong tay sắc bén hoàng kim huyết thứ, hắn căn bản không có đem La Quân thần thông tam trọng tu vi để vào mắt. Chỉ nghe hắn cười khằng khặc quái dị một tiếng, nói, cậu tạp chủng bệ hạ, hôm nay lão tử muốn cầm ngươi nhắm rượu. Hắn sau khi nói xong, một cái lắc mình đi vào La Quân sau lưng, chiếu vào La Quân sau đầu muỗng cũng là một đao đâm tới. Cái kia lưỡi lê hạng gì sắc bén a? Coi như La Quân thân thể mạnh hơn, cũng là ngăn cản không nổi. Nhưng lúc này, La Quân thân thể bỗng nhiên kỳ dị uốn éo, hướng về sau như rắn xoay quanh, thế mà trực tiếp quay tới. Hiện cuộc chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Đám người này, từng cái đều là thân thủ tuyệt đỉnh hạng người, cho nên cũng không có khả năng cấp tốc phân ra thắng bại tới. Bất quá dưới mắt tình huống nguy hiểm nhất vẫn là thuộc về Bạch Tuyết không có La Quân trợ giúp, tăng thêm nàng không có lợi hại binh khí nơi tay. Đối đầu mạnh nhất Lợi Khỏe Mạnh Thiên, tình thế vô cùng không ổn. Mà La Quân dưới mắt cùng địch tu đánh nhau, địch tu là nổi danh chiến tướng, tại quy khư thời điểm, hắn một ngụm hoàng kim lưỡi lê không biết lấy bao nhiêu lợi hại hoang thú tánh mạng. Cho nên giờ phút này, địch tu đối mặt La Quân một cái thần thông tam trọng, hắn căn bản thì không để vào mắt. Bất quá lập tức, La Quân thì cho địch tu bên trên sinh động bài học. Chỉ gặp La Quân thân thể như rắn xoay quanh, đột nhiên liền xoay người chính diện đối mặt địch tu. Cùng lúc đó, La Quân tay không đoạt kiếm, cấp tốc đi đoạt địch tu trên tay hoàng kim lưỡi lê. Muốn chết, địch tu trong mắt lóe lên hàn quang, lưỡi đao thiểm điện nhất chuyển, cắt về phía La Quân ngón tay. La Quân cười lạnh, nói ra, chỉ bằng ngươi. Tay hắn linh xảo nhất động, đột nhiên thì từ phược long bao tay bên trong lặng yên thoát ly khỏi qua. Nói cách khác, địch tu lần này chạm tại bao tay bên trên, lại là chạm cái khoảng không. La Quân thừa dịp cái này lỗ hổng, tiến lên trước một bước thì bước vào địch tu tuyến giữa. Tiếp theo, La Quân cấp tốc vân long tham chảo chụp vào địch tu vị trí hiểm yếu. Đồng thời lại là một chiêu loạn tiễn đánh. Loạn tiễn đánh là một cái khác chân lấy đầu gối cấp tốc thẳng hướng địch tu bụng. Địch tu không khỏi thất sắc, La Quân công kích quá sắc bén. Trong nguy cơ, địch tu thiểm điện lui lại. La Quân bước lui địch tu, tay vừa lột, nhưng lại cấp tốc đem cái kia phược long bao tay đeo lên. Hắn trong nháy mắt như mãnh hổ xuất động, tận lực bồi thiếp ầm vang một chiêu đại thành ấn nghiền ép mà đi. Địch tu lập tức cảm giác được đỉnh đầu tối đen, Thái Sơn áp đỉnh A. Hắn tại trong nguy cấp, đem hoàng kim lưỡi lê hướng lên trên hung hăng đâm tới, lại là muốn đem thiên cung vạch trần cái lỗ thủng đi ra. Nào biết được, La Quân đại thành ấn bỗng nhiên vừa thu lại. Nhất thời, địch tu liền cảm giác được trên đầu đẩy ra mây đen gặp thanh thiên, một mảnh sáng ngời. Mà lại, La Quân tựa hồ không có tiếp tục công kích. Không đúng, địch tu cảm giác được không đúng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, La Quân lại là trực tiếp dưới hai tay theo, một chút liền đè lại địch tu hai vai. Địch tu hãi nhiên, hắn cảm thấy La Quân đấu pháp thật sự là tầng tầng lớp lớp, quỷ mị không thể tưởng tượng a. Tại cái này thiểm điện ở giữa, hắn đã hoàn toàn rơi vào bị động. La Quân hai vai còn không có ấn lên đến, địch tu hai vai mãnh liệt run run, muốn phải thoát đi. Đúng lúc này, La Quân hai chân bỗng nhiên thì quấn lên địch tu bên hông. Cự mãng quấn thân, rất lợi hại phổ thông hình ý quyền chiêu thức, nhưng ở La Quân trên thân lại giống như điêu luyện sắc sảo. Địch tu phòng phía trên, không có bảo vệ tốt phía dưới. Hắn thiểm điện lui lại, La Quân lại là đã vững vàng quấn lấy. Địch tu đem hoàng kim lưỡi lê hung hăng đâm về La Quân bên hông, La Quân tốc độ càng nhanh, lại là hai tay đột nhiên quấn lấy địch tu đầu lâu. Răng rắc một tiếng, đầu lâu bay ra, đầy trời máu tươi bay loạn. Địch tu liền thì như vậy tại 10 giây ở giữa bị La Quân đánh giết. La Quân tại chiến cuộc này bên trong lấy được đệ nhất tích huyết First Blood. Chẳng ai ngờ rằng, hung ác địch tu thế mà chết nhanh như vậy.
Bên kia lợi khỏe mạnh thiên nhãn nhìn muốn giết Bạch Tuyết, lúc này La Quân đã trở lại cứu viện binh. La Quân đem địch tu thi thể không đầu bắt trên tay, giống như vũ khí đồng dạng hung hăng ném hướng lợi khỏe mạnh thiên. Lợi khỏe mạnh thiên mãnh nhưng cảm thấy đằng sau gặp nguy hiểm, hắn vừa quay đầu lại gặp tình này hình, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Lợi khỏe mạnh thiên lách mình tránh mò thi thể, La Quân từ phía sau một chiêu cổn lôi quyền ấn hung mãnh đánh giết tới. Quyền ý cuồn cuộn, lôi âm dữ dằn. Một chiêu này uy thế bị La Quân dùng đến cực hạn. Lợi khỏe mạnh thiên không nghĩ tới La Quân gia hỏa này khó chơi như vậy, hắn đối La Quân nghiến răng nghiến lợi hận tới cực điểm. Chết, hắn bạo giống một tiếng, sóng âm chấn động, đồng thời một đao hướng La Quân bộ mặt bổ tới. Đao quang hung hãn như tấm lụa. Cái kia sóng âm chấn động đến La Quân màng nhĩ xé rách. Bất quá La Quân tuy nhiên màng nhĩ xé rách đau đớn, nhưng hắn người không chút nào không bị quấy nhiễu. Hắn bỗng nhiên một cái linh dương móc sừng, trong nguy cấp xảo diệu tránh đi lợi khỏe mạnh thiên đao mang. Đồng thời, hắn song là linh động, lại là cấp tốc chụp vào lợi khỏe mạnh thiên đao phong. Lợi khỏe mạnh thiên lần thứ nhất nhìn thấy La Quân dạng này đối thủ. Gia hỏa này, không có chút nào e ngại. Hắn không né tránh chính mình lưỡi đao sắc bén, ngược lại là từng bước ép sát, giống là muốn cùng mình lưỡi đao đụng tới đụng một cái. Nếu là lúc trước, La Quân còn muốn đối đao kiếm có chỗ e ngại. Nhưng là hiện tại, có Phược Long bao tay, hắn đã không có bất luận cái gì sơ hở. Đối phương nếu là sử dụng pháp thuật, vậy coi như là lão tử không có cách. Đối phương nếu là dám đến thân thể đọ sức, cái kia chính là thiên vương lão tử, vậy cũng muốn đấu một trận. Đương nhiên, đụng phải ma la dạng này, đó còn là muốn nghỉ cơm. Lợi khỏe mạnh thiên đao phong cuốn một cái, phong mang lập tức chém về phía La Quân ngón tay. La Quân ngón tay linh xảo nhất chuyển, ngược lại một chút điểm tại trên thân đao. Nhất thời, một cỗ điện lưu lại đánh giết tới. Lợi khỏe mạnh thiên thân thể chấn động, đem cỗ này điện lưu hóa giải. Hắn thân đao nhất chuyển, hoành vỗ tới. Lợi khỏe mạnh thiên dù sao cũng là trường sinh cảnh thất trọng cao thủ, hắn lực lượng là La Quân không thể địch nổi. Riêng là lợi khỏe mạnh thiên huyền kim thần đao vẫn là bảo khí, tê sắc vô cùng. Đao kia linh tính 10 phần, chỉ đâu đánh đó, nhanh chóng vô cùng. La Quân lúc này cũng vô pháp nghênh đón một đao kia, tại lợi khỏe mạnh thiên chính mặt công sát dưới, La Quân chỉ có lui lại. Hắn nhất hậu lui, lợi khỏe mạnh thiên lập khắc tấn công mạnh. Nhưng là lúc này, Bạch Tuyết kiếm gãy lại đâm tới. Bạch Tuyết trong lòng giờ phút này đối La Quân tràn ngập cảm kích, bởi vì La Quân cứu nàng 2 lần. Đây là một loại kề vai chiến đấu cảm giác, nàng cũng kinh ngạc tại La Quân thần thông tam trọng tu vi, thế mà có thể đem lợi khỏe mạnh thiên bước đến nước này. Bạch Tuyết trong nháy mắt này, tránh thức hiểu vì cái gì lão tổ tông sẽ chọn La Quân, vì cái gì Sơn Sơ Rồ lão thân vương nhất định muốn nói La Quân là huyết tộc tương lai. Nếu là tương lai, La Quân tu vi đề bạt lên, ai có thể là đối thủ của hắn? Bạch Tuyết phản công, lợi khỏe mạnh thiên chỉ có thể từ bỏ công sát La Quân bên trên cơ hội tốt. Cái này Tuyết Trắng liên thủ với La Quân, lợi khỏe mạnh ngây thơ là một chút lợi lộc đều không chiếm được. Hắn không ngừng kêu khổ, có miệng khó trả lời. Lúc này chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Trầm Mặc Nùng cùng Vô Danh đánh nhau, Vô Danh chiến đấu lực cường hãn, nhưng Trầm Mặc Nùng cũng là thiên chi kiêu tử, tay nàng cầm ánh tuyết kiếm, tuyệt đối không phải ăn chay. Ánh tuyết kiếm băng hàn chi lực đem Vô Danh vị này thần thông 9 tầng cao thủ áp chế đến nói không ra lời. Kiếm quang bay múa, tuyết hoa bay xuống. Hiện trường bên trong máu tươi bắn tung tóe, binh khí giao minh không ngừng bên tai. Lúc này giữa sân tựa như là trở lại cổ lão vũ khí lạnh thời đại. Nếu như lúc này, ai có thể cầm lên cái kia trọng rất súng máy đến bắn phá, ngược lại là hội nhìn rất đẹp. Bất quá người nào cũng sẽ không như thế an bài. Trọng rất súng máy đến bắn phá, đây không phải là cho hết quét treo. Nếu là có khác biệt súng bắn tỉa đến điểm xạ, những cao thủ này lại có thể trực tiếp né tránh. Cho nên, đây chính là thuần chủng vũ khí lạnh thời đại. Hiện trường giết đến khó phân thắng bại, đúng lúc này, bên ngoài một bóng người lách vào tới, thân vương điện hạ, Gracie trở về hiệu mệnh. Hắn hét lớn một tiếng, chiến cục. Gracie, trong nháy mắt đánh vỡ chiến trường thăng bằng. Gracie trợ giúp một tên huyết vương giết Long Ngạo Thiên thủ hạ một tên cao thủ. Nhất thời, cái kia 2 tên huyết vương rảnh rỗi hồ sơ, lập tức lại nó chiến đoàn. Nhìn, Long Ngạo Thiên bên này đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Sơn Sơ Rồ thân vương bên này đột nhiên phát sinh biến hóa. Long Ngạo Thiên quyền lực thiên hạ vô địch, hắn tích lũy đã quá đầy đủ.
Hắn tại quy khư bên trong, hút một loại thần thú máu, lực lượng vô cùng. Chẳng qua là một mực không có cách nào ngưng kết pháp đan mà thôi. Hắn liên tục đánh giết Sân Sơ Rồ Thân Vương hơn 1000 quyền ấn. Sân Sơ Rồ Thân Vương dù sao đã lão, hắn pháp lực đã hoàn toàn bị Long Ngạo Thiên đánh tan. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên sử dụng nhân hoàng kính xuyên toa, đi thẳng đến Sân Sơ Rồ Thân Vương đằng sau, nhất quyền đem Sân Sơ Rồ Thân Vương phần lưng xuyên thủng. Sân Sơ Rồ Thân Vương mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, hắn râu tóc đều dựng. Bệ hạ đi mau, Sân Sơ Rồ Thân Vương quát to một tiếng, lại nói, Bạch Tuyết, các ngươi yểm hộ bệ hạ rời đi. Sau đó, hắn đem tự thân pháp lực thôi vận đến cực hạn, lớn nhất sau khi ngưng tụ ra tam giới nguyên thần huyết kiếm. Cái kia tam giới nguyên thần huyết kiếm đâm về Long Ngạo Thiên mi tâm, nhưng Long Ngạo Thiên quyền đầu bị Sân Sơ Rồ Thân Vương thân thể hút lại. Long Ngạo Thiên chỉ có lấy cường đại quyền lực bắt lấy tam giới nguyên thần huyết kiếm, để tam giới nguyên thần huyết kiếm vô pháp tiến lên. Song phương đã là như thế rằng co, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Sân Sơ Rồ Thân Vương kiên trì không bao lâu. Một khi Long Ngạo Thiên thoát khốn, như vậy thì là La Quân bên này tai nạn. Bạch Tuyết cùng Varai còn có một đám huyết vương cực kỳ bi thương. Bất quá lúc này, Bạch Tuyết cùng Varai biết không phải là lúc thương tâm đợi. Một đám huyết vương tự giác không để ý sinh tử hãng giết tới, cho Bạch Tuyết cùng Varai mở ra một con đường máu. Xuân Nhi kéo La Quân, nói ra, bệ hạ, đi mau. La Quân trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ bi thống, nhưng hắn biết lúc này không phải lề mề chậm chạp thời điểm. Hắn hét lớn một tiếng, nói, đi. La Quân xoay người rời đi. Bạch Tuyết, Varai, Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng còn có Duẫn Nhi theo sát sau. Đám kia huyết vương vây quanh Lợi Khỏe Mạnh Thiên bọn người. Huyết vương nhóm là liều chết đến cho La Quân bọn người tranh thủ đường sống. La Quân tại vào thành bảo bên trong thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Long Ngạo Thiên nhất quyền đánh nổ tam giới nguyên thần huyết kiếm, lại nhất quyền đem Sân Sơ Rồ lão thân vương đầu lâu đánh nát. Gracie cũng bị Lợi Khỏe Mạnh Thiên nhất đao chảm phi đầu sọ. Phòng tuyến đã toàn diện sụp đổ. Trận chiến đấu này, La Quân bên này rốt cục đứng trước binh bại như núi đổ cục diện. La Quân một đoàn người cấp tốc trốn đến dưới đất thất, bọn họ không kịp ngăn cửa, không kịp làm hết thảy, cứ như vậy cấp tốc đến vụ đô phía trước. La Quân đem đại môn đẩy ra, mọi người rất nhanh liền tiến vụ đô. Mà phía sau, tiếng bước chân gấp rút, một cỗ như cuồng chiều đồng dạng sắc bén sát khí cũng đang áp bách mà đến. Rất lợi hại hiển nhiên. Long Ngạo Thiên một đoàn người lần này tuyệt không nguyện ý thả La Quân còn sống rời đi. La Quân còn sống, Long Ngạo Thiên huyết hoàng chi vị thì vĩnh viễn danh bất chính, ngôn bất thuật. Cái này như năm đó Chu Lệ đến hoàng vị, mấy chục năm như một ngày đều muốn tìm lưu lạc dân gian chất nhi hoàng đế Chu Duẫn Văn. Danh phận vật này là rất trọng yếu. La Quân bọn người tiến vụ đô, cái kia phiến đại môn bị nhốt. Vụ đô bên trong vũ khí phun trào. Mọi người hiện tại cũng là tinh thần khẩn trương, mọi người đều biết cánh cửa này căn bản ngăn cản không Long Ngạo Thiên bọn họ. Mà lại, vụ đô hình như là một con đường chết. Bọn họ đều không biết rõ vì sao phải trốn tiến trong này đến. Chẳng lẽ bằng vào lão tổ tông dự uy liền có thể hoảng sợ đi Long Ngạo Thiên? Cái này cũng rất không có khả năng a. La Quân, chúng ta tại sao muốn đến nơi đây? Trầm Mặc Nùng trước hết nhất hỏi ra. Trong lòng mọi người đều là cái nghi vấn này. La Quân trầm giọng nói ra, lão tổ tông lưu cho ta qua một cái cẩm nang, nếu là có trốn không thoát nguy cơ lúc, có thể trốn đến vụ đô bên trong tới. Vụ đô, vụ đô. Varai nói ra, chẳng lẽ vụ đô bên trong còn có chúng ta không biết cơ quan? Lâm Băng trầm giọng nói ra, liền xem như có cơ quan cũng không kịp, hiện tại Long Ngạo Thiên bọn họ lập tức liền muốn tới. Tiếng bước chân kia càng phát ra gấp rút, mắt thấy là phải tới. La Quân lúc này cũng là thật không có khác biện pháp. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại là nhìn không ra một chút đoan nghê. Liền cũng tại lúc này, sương mù cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái kia trong không khí vũ khí hướng lão tổ tông tu luyện vị trí ngưng tụ. Vũ khí ngưng tụ rất nhanh, trực tiếp thì ngưng tụ thành một cái cự đại vũ khí vòng xoáy. Là thông hướng vị diện không gian thông đạo, Lâm Băng thấy thế không khỏi đại hỉ, nàng nói ra. Cái lối đi này duy trì không 10 giây đồng hồ, mọi người nhanh đi vào. Nàng cái thứ nhất nhảy vào vũ khí trong nước xoáy. La Quân đối Duẫn Nhi cùng Bạch Tuyết nói, các ngươi đi vào. Bạch Tuyết cùng Duẫn Nhi trong lòng không khỏi cảm động, lúc này La Quân đều muốn sinh lộ trước lưu cho các nàng. Các nàng không dám trì hoãn,
cấp tốc nhảy vào vũ khí trong nước xoáy. Mặc Nùng, La Quân hô. Trầm Mặc Nùng chợt lách người cũng nhảy vào qua. Varai, La Quân lại hô. Varai không dám chỉ hoãn, hắn cấp tốc nhảy vào qua. Liền cũng tại lúc này, cái kia Long Ngạo Thiên đem đại môn đá một cái bay ra ngoài. Lúc này, La Quân cũng cấp tốc nhảy vào vũ khí vòng xoáy. Chờ đến Long Ngạo Thiên một đoàn người lúc đi vào đợi, vũ khí vòng xoáy dần dần tiêu tán, sau cùng lại biến thành vô cùng vũ khí tràn đầy toàn bộ vũ đô. Đáng chết, Long Ngạo Thiên nổi giận. Lợi Khỏe Mạnh Thiên một đoàn người cũng theo vào tới. Điện hạ, làm sao không gặp bọn họ? Lợi Khỏe Mạnh Thiên không khỏi kỳ quái. Rõ ràng đi theo đám người này tiến đến A, chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Long Ngạo Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cả giận nói, Vân Lôi Nhi tiện nhân này, thế mà ở chỗ này lưu lại một đạo thông hướng vị diện không gian thông đạo. Tiện nhân, ta mới là người hậu nhân, ngươi lại để cho đem Giang Sơn giao cho một ngoại nhân. Long Ngạo Thiên giận tới cực điểm, tiến lên nhất quyền đem lão tổ tông Vân Lôi Nhi tu luyện liên đài nhất quyền đánh nát. Lợi Khỏe Mạnh Thiên đám người nhất thời kinh hồn bạt vía, bọn họ cảm thấy Long Ngạo Thiên quá mức cuồng vọng, lại dám như thế đối lão tổ tông bất kính. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Lợi Khỏe Mạnh Thiên hỏi. Long Ngạo Thiên hít sâu mấy hơi thở, rốt cục để trong lồng ngực lửa giận bình ổn lại. Hắn hỏi, đám kia huyết vương bá tước còn thừa lại mấy cái sống? Còn thừa lại 4 cái, bất quá đều thụ thương. Lợi Khỏe Mạnh Thiên hồi đáp. Long Ngạo Thiên liền nói ra, tốt, người đi hỏi bọn họ. Nếu như nguyện ý hiệu chung với ta, chuyện này thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như không nguyện ý, lập tức xử tử. Đúng, Lợi Khỏe Mạnh Thiên nói ra. Long Ngạo Thiên nói ra, còn có, các ngươi đối ngoại tuyên bố, liền nói La Quân bọn này người cũng đã chết. Bọn họ đào tẩu tin tức không thể tiết lộ một con trai nửa điểm. Lợi Khỏe Mạnh Thiên nói ra, đúng. Long Ngạo Thiên đối đằng sau thủ hạ nói, các ngươi đều hiểu. Hạ thần minh bạch, mọi người vội vàng đáp. Một đêm này, đề kê càng gia tộc chính quyền thay đổi bên trong, Long Ngạo Thiên lấy được tuyệt đối thắng lợi. Sân Sơ Rồ thân vương thi thể bị treo ở thành bảo bên ngoài. Tứ đại huyết vương tại sinh tử lựa chọn ở giữa lựa chọn hiệu chung với Long Ngạo Thiên. Cái này cũng không kỳ quái, ai cũng sẽ sợ chết. Mà lại, tứ đại huyết vương trong lòng cũng có khác tính toán. Bọn họ tin tưởng bệ hạ không có chết, nếu là tương lai bệ hạ trở về, bọn họ còn muốn vì bệ hạ hiệu lực. Bọn họ muốn giữ lại hữu dụng chi thân. Long Ngạo Thiên trong lòng cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn sẽ không đối cái này tứ đại huyết vương sẽ không thật tín nhiệm. Khổ gì sống, việc cực đều giao cho bọn hắn làm. Nếu như La Quân có thể thuận lợi bị hắn giết rơi, như vậy hắn vẫn là có thể thu hoạch tứ đại huyết vương trung tâm. Long Ngạo Thiên lần này trên tay cũng tổn thương một số thực lực, các phương thân vương dục dịch, nhiều máu như vậy tộc tử tước, công tước, toàn bộ đều không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn nhất định phải đem trên tay thực lực đề cao tới trình độ nhất định, như thế vị trí này cũng mới ngồi vững vàng. Cho nên, cái này tứ đại huyết vương năng lực không tệ, hắn liền lưu tánh mạng. Một đêm này rất nhanh liền quá khứ. Ở vào ép trên dãy núi Tần Lâm, hắn tình huống lại là càng phát ra hỏng bét. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ ở trên người hắn lúc, hắn cảm thấy toàn thân đều là hư mềm bất lực. Trên tay hắn, trên mặt đều là che kín màu đen khí độc. Duy chỉ có là độc khí không có tiến vào tâm mạch bên trong. Khí độc một khi công tâm, cái kia chính là Đại La Kim Tiên cũng cứu không Tần Lâm. Tần Lâm nằm tại một chỗ nham thạch bên trên. Hắn ngửa đầu nhìn lấy cái kia sáng sớm mỹ lệ bầu trời, cái kia đám mây là xinh đẹp như vậy. Ánh bình minh in nhuộm, khiến người ta nhìn lưu luyến quên về. Đừng, cái này mỹ lệ thế giới. Tần Lâm yên lặng thở dài một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Tần Lâm cảm giác độc tố dần dần công tâm, hắn biết mình thật đã không có thuốc nào cứu được. Sẽ còn có kỳ tích sao? Không có, thiên hạ này nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích? Liền xem như kỳ tích. Hẳn là dạng gì kỳ tích mới có thể sắn cứu mình đầu này tàn mệnh đâu. Tần Lâm không tưởng tượng ra được. Nhưng vào lúc này, khiến cho người không tưởng tượng được kỳ tích xuất hiện. Một cái chấm đen nhỏ tựa như tia chớp bay tới. Cái này chấm đen nhỏ như con mũi một kích cỡ tương đương, đột nhiên thì từ Tần Lâm trong lỗ mũi bay vào qua. Tần Lâm nhất thời hai mắt trợn lên, hắn đương nhiên biết có cái gì bay vào trong thân thể. Ta dựa vào. Tần Lâm thầm mắng một tiếng. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là đang diễn Thiên Long Bát Bộ sao? Chính mình cũng không phải đoàn dự,
làm sao những này kỳ kỳ quái quái động vật một cái tiếp một cái tìm tới chính mình. Mà kỳ quái hơn là, tiếp xuống Tần Lâm cảm nhận được kỳ quái một màn cảnh tượng. Cái kia chính là thể nội cái kia con muỗi đồng dạng tiểu gia hỏa đang thôn phệ độc tố. Tiểu gia hỏa kia vui sướng thôn phệ, một đường hoan ca, chỉ một lúc sau, Tần Lâm cảm giác trong thân thể mình độc tố đã biến mất không còn một mảnh. Tần Lâm thân thể sở hữu cảm giác khó chịu đều biến mất. Hắn quả thực không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Từ địa ngục trong nháy mắt liền đến thiên đường sao. Tần Lâm đột nhiên ngồi xuống. Tiếp theo, hắn thấy rõ ràng phía trước. Phía trước một người mặc lam sắc tiên nữ váy nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử này nhìn 20 tuổi, nàng da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo mà mỹ lệ. Nàng thì như vậy chậm rãi đến, giống như là từ đồng thoại bên trong đi ra đến quý tộc công chúa. Trên người nàng tràn ngập sang trọng, nhưng lại lộ ra cao nhã, ôn uyển, dịu dàng. Cô bé này đi vào Tần Lâm trước mặt, nàng đánh giá chung quanh, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Tần Lâm trên thân. Cái này một cái chớp mắt, Tần Lâm lại là nhìn ngốc. Hắn gặp quá nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chưa từng thấy qua giống trước mắt nữ hài tử này dạng này để tâm hắn động. Tần Lâm trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều từ ngữ, so như nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, tỉ như nhất kiến trung tình, tỉ như. Nữ hài nhi dò xét Tần Lâm liếc một chút, nàng sau đó ôn hòa cười một tiếng, nói, ngài tốt. Cô bé này lại là thuộc về người Hoa. Chỉ bất quá nàng da thịt phá lệ trắng nõn. Người tốt, Tần Lâm ngơ ngác trả lời một câu. Nữ hài nhi nói ra, thật là kỳ quái, ngài làm sao lại một thân một mình tại như vậy hoang dã trên dãy núi. Tần Lâm lấy lại tinh thần, hắn có vẻ hơi chật vật cùng ngượng ngùng, cho nên chỉ độn nói ra, ách, ta đến nơi đây du lịch. Không đúng, ta, tốt ha, thực ta là huyết tộc, ta không muốn hút người máu tươi, cho nên ta thì chạy tới nơi này. Hắn trời sinh không phải cái sẽ nói láo người, càng không muốn tại chính mình nữ thần trước mặt nói láo. Nữ hài nhi nghe vậy ngơ ngẩn, nàng đột nhiên hỏi, vậy ngươi hội hút ta máu tươi sao? Đương nhiên sẽ không, Tần Lâm khuôn mặt đỏ, hắn thấp giọng nói ra, thật sẽ không, liền xem như giết ta cũng không biết. Nữ hài nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ngươi người này chơi thật vui, thế mà còn đỏ mặt. Ta gọi Hiên Viên Nhã Đan, ngươi thì sao? Hiên Viên Trứng Vịt, Tần Lâm ngẩn ngơ. Nữ hài nhi không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói, là Hiên Viên Nhã Đan, người mới trứng vịt đây. Nhã là cao nhã nhã, đan là thiết huyết đan tâm đan. Tần Lâm nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, hắn đứng lên, nói ra, ta gọi Tần Lâm. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hiên Viên Nhã Đan rất hào phóng vươn tay ra. Tần Lâm liền cùng Hiên Viên Nhã Đan nắm tay. Hiên Viên Nhã Đan theo rồi nói ra, đúng, ngươi có nhìn thấy hay không tiểu thất? Tiểu thất, Tần Lâm kỳ quái hỏi. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, đúng a, cũng là tiểu thất. Ta tiểu thất là một cái thái cổ ma văn, rất lợi hại hiếm có chủng loại đâu, chuyên môn hút các loại độc dược. Ta cùng nó truy tung một cái kịch độc sói hạt tử vương, một đường truy vài ngày đây. Tần Lâm nhất thời có chút choáng, hắn lập tức liền minh bạch. Hóa ra chính mình hút cũng là sói hạt tử vương, mà lại chính mình mấy ngày nay thế mà một mực đem phương hướng đều đi choáng. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong lỗ mũi một trận ngứa. Lại là vậy quá cổ ma mũi bay ra ngoài, bay thẳng hướng Hiên Viên Nhã Đan. Hiên Viên Nhã Đan trông thấy thái cổ ma văn nhất thời hoan hỉ không thôi, vậy quá cổ ma mũi cấp tốc giấu vào Hiên Viên Nhã Đan trước ngực một khối trong ngọc bội. Ngọc bội kia bên trong có cái lỗ nhỏ, vừa dễ dàng để thái cổ ma văn ở bên trong ngủ ngon. Tiểu thất làm sao đến trong thân thể ngươi đi? Hiên Viên Nhã Đan cảm thấy rất kỳ quái, hỏi, ngươi không sao chứ? Tần Lâm cười khổ, nói ra, nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi tiểu thất, không phải vậy ta chết ngay bây giờ. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Nhã Đan hỏi. Tần Lâm nói ra, ta trước đó thân thể có chút vấn đề, nhất định phải hút người sống máu tươi. Ta không nguyện ý hút, cho nên thì một mình chạy đến vùng núi này bên trên. Ngay tại ta phát tác sắp khi chết đợi, thì đụng phải ngươi nói sói hạt tử vương. Cái kia sói hạt tử vương cắn ta một cái, ta lúc ấy liền đem sói hạt tử máu cho hút. Về sau, ta ở giữa sói hạt tử độc, vừa rồi kịch độc đã nhanh muốn công tâm, ta đều cho là ta chính mình chết chắc, ai biết lúc này tiểu thất bay tới, đem trên người của ta độc toàn bộ hút. Hiên Viên Nhã Đan bừng tỉnh đại ngộ, nàng mỉm cười, nói ra, tiểu thất đối cái này sói hạt tử độc có thể là ưa thích không được, nó là nghe vị nói tới. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, Tần Lâm nói ra. Hiên Viên Nhã Đan nở nụ cười xinh đẹp,
nói ra, cái này có cái gì tốt tạ. Nàng đón đến, nói ra, ngươi muốn đi đâu nha? Ta thì không cùng ngươi nhiều trò chuyện, bái bai nha. Nàng nói xong cũng muốn theo Tần Lâm phân biệt. Tần Lâm trong lòng nhất thời sinh ra mãnh liệt không muốn, hắn biết nếu như mình chẳng quan tâm, như vậy lần này từ biệt, có lẽ thì vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại nữ hài nhi này. Đợi một chút, Tần Lâm vội vàng hô. Hiên Viên Nhã Đan lập tức đề phòng nhìn một chút Tần Lâm, nói ra, làm sao? Tần Lâm nói gấp, Hiên Viên cô nương, ta tuyệt không có ác ý. Chỉ là ta cũng là chẳng có mục đích, cái này sơn dã từ từ, ta có thể cùng ngươi kết bạn mà được không? Gia hỏa này quýnh lên, khuôn mặt đều đỏ. Hiên Viên Nhã Đan lần thứ nhất trông thấy một người nam nhân dễ dàng như vậy đỏ mặt. Nàng cảm thấy dạng này một người nam nhân, tuyệt sẽ không là người xấu, ngay sau đó, nàng liền nói, cũng được. Tần Lâm nhất thời đại hỉ. Miêu Cương là một cái thần kỳ, tràn ngập địa phương thần bí. Miêu Cương cổ độc, thiên hạ nhất tuyệt. Mà lại nơi này cũng tràn ngập rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Kháng chiến thời điểm, Nhật Bản quỷ tử kiêu hành cả đời, nhưng Thủy Chung không dám đối Miêu Cương tiến hành xâm lược. Cũng không phải nói không có xâm lược qua, mấu chốt là đến nơi này đến từ về sau, liền bóng dáng đều không có gặp, thì chết một mảng lớn. Miêu Cương ở vào Quý Châu khu vực. Nơi đây sơn mạch liên miên, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy thanh sơn. Tựa như là vô biên vô hạn hải dương màu xanh lục. Giờ này khắc này, chính là 3 giờ chiều. Ánh sáng mặt trời diễm lệ. Lúc này là tháng 5 mạt, Quý Châu trên núi, ban ngày không tính quá nóng, nhưng ban đêm rất lạnh. Liền xem như đến Viêm Hạ mùa vụ, trời vừa tối cũng là lạnh lẽo. Trên cơ bản, tại Quý Châu khu vực thành thị ở lại cư dân, ban đêm cũng rất ít có cần mở điều hòa. Mà lúc này đây, toàn thân áo đen Trầm Phong liền đến Quý Châu bảy dưới núi. Hắn tu vi đã đạt tới thần thông 9 tầng cấp độ, hắn tiến bộ quả thực cũng là nhanh đến mức ly kỳ. Bất quá lúc này, Trầm Phong đến tu luyện tốc độ cũng chậm xuống tới, mọi thứ đều có cái độ, quá nhanh cũng không dễ. Trầm Phong phát hiện mình mặc kệ lại thế nào hút máu người, hắn tu vi đề bạt đều trở nên chậm chạp. Cái này theo một người đạt được kỳ ngộ về sau, hắn tài phú sẽ rất nhanh tăng trưởng. Nhưng một khi tăng trưởng đến cái nào đó trình độ, tốc độ liền sẽ đổi lại. Dù sao đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Muốn tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng, vậy thì phải có tốt đầu tư hạng mục. Giờ này khắc này, Trầm Phong đã hoàn toàn không hề bị Thiên Vương xã khống chế. Lúc đầu, Thiên Vương xã trưởng lão tại Trầm Phong trong não vực loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần. Loại tinh thần này ấn ký, là phi thường không tốt khu trừ. Một khi Trầm Phong muốn luyện hóa, cái kia ấn ký thì sẽ tự động bạo chết. Mà lại, Thiên Vương xã trưởng lão, tu vi đã là rất khủng bố. Trầm Phong muốn thoát khỏi ấn ký trên cơ bản là không có gì có thể. Nhưng là hoàn toàn. Không thể không nói, nhân sinh tế ngộ quá kỳ diệu. Trầm Phong huyết mạch là huyết tộc huyết mạch, hắn pháp lực chỉ có thể hóa thành chiến đấu lực, đồng thời cường hóa não vực. Hắn não vực tại loại này cường hóa dưới, biến không thụ tinh thần đợt công kích. Có thể chống cự hết thảy ấn ký. Cho nên dưới loại tình huống này, cái kia đạo dấu ấn tinh thần đã là không có ý nghĩa. Tựa như là cái kia dấu ấn tinh thần là một viên đạn, Trầm Phong đã mặc vào mấy tầng áo chống đạn. Cho nên nói dưới mắt, Trầm Phong là chân chính tự do. Hắn trở lại trong nước, không có đi bất kỳ địa phương nào, lại là đi tới nơi này thần bí Miêu Cương. Về phần Trầm Phong tại sao lại muốn tới Miêu Cương đâu? Bởi vì chết đi Lan Di Gia Hương cũng là Miêu Cương. Trầm Phong bỗng nhiên rất nghĩ đến Lan Di Gia Hương đến xem thử. Sau đó, hắn đi bộ hướng trên núi đi đến. Tiến vào Đại Thanh Sơn về sau, bốn phía đều là rừng cây. Trong rừng cây, xanh tùm, bên kia có một đầu đường núi, Trầm Phong cảm thấy đường núi quấn quá xa, dứt khoát liền đi trong núi. Hắn một đường tiến lên, tốc độ thật nhanh. Tại xế chiều thời điểm, Trầm Phong nhìn thấy phía trước cảnh sắc rất không tệ, thế mà còn có thác nước. Đi một hồi, hắn mới phát hiện phía trước là cái sơn cốc, cũng coi là một cái không tệ danh lam thắng cảnh. Bên trong còn có khách sạn. Trầm Phong cảm thấy có chút đói, liền hướng trong khách sạn đi đến. Khách sạn cổ kính, trước cửa có đầu dòng suối nhỏ, phía sau là một mảnh rừng trúc, lại đằng sau cũng là Đại Thanh Sơn. Trầm Phong đi vào thời điểm vừa vặn trông thấy có cái du lịch đoàn đội cũng tiến khách sạn. Cái kia du lịch đoàn đội đại khái mười mấy người, có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi, họ hét ầm ĩ.
Bất quá dẫn đội lại là cái lão thầy giáo. Trầm Phong không để ý đến, chính mình tiến khách sạn, tìm chỗ ngồi xuống. Cái kia khách sạn là người Miêu mở, Tiền Tiền hậu hậu cũng liền hai người. Một cái là bà chủ, một cái là phục vụ viên. Các nàng đều mặc lấy Miêu phục, trên đầu bọc lấy khăn vải. Bà chủ kia khoảng 40 tuổi, dài rất xấu. Phục vụ viên chừng 30 tuổi, cũng không xinh đẹp. Bà chủ cùng phục vụ viên rất dễ dàng thì xem nhẹ Trầm Phong cái này tán khách, các nàng nhiệt tình chiêu đãi du lịch đoàn. Trầm Phong ở một bên nhàn nhạt ngồi, hắn cũng không nóng nảy, cũng không thúc giục. Dù sao hắn tới nơi này là nhớ lại, là gặp Sao Yên vậy. Phục vụ viên rất nhanh liền cho du lịch đoàn người đều châm trà nước, đồng thời lấy điểm tâm. Bên kia vô cùng náo nhiệt, Trầm Phong một người ngồi ở đằng kia, tựa như là bị thế giới di vong người. Tuy nhiên như thế, nhưng Trầm Phong không thèm để ý chút nào, một mình hắn không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà ngốc. Có lẽ, hắn căn bản không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là xuất thần. Ngay vào lúc này, một cái thanh thúy động nghe thanh âm truyền đến. Này, đại ca ngươi tốt, ngươi ăn chút dưa tử đi, cái này chén trà cho ngươi. Cái thanh âm này tựa như là long lanh xuân quang chiếu vào nhân tâm phi bên trong. Có thể tưởng tượng cái thanh âm này chủ nhân nhất định rất là mỹ lệ, thiện lương. Trầm Phong nao nao, hắn ngẩng đầu liền trông thấy một người mặc màu trắng quần áo thể thao, buộc đuôi ngựa nữ Hải Nhi. Nữ Hải Nhi này ước chừng 20 tuổi, nàng đối Trầm Phong điềm điềm cười, khuôn mặt mỹ lệ mà tinh xảo, giống như là một cái không dính vào thế sự hạt bụi tuyết liên. Nàng nụ cười, có thể khiến người ta quên thế gian hết thảy phiền não. Trầm Phong còn trông thấy nữ Hải Nhi cầm trên tay một bàn hạt dưa, còn có một chén không có uống qua nước trà. Nàng tiếp xúc đến Trầm Phong ánh mắt, liền là có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi đỏ lên. Sau đó, nàng đem hạt dưa phóng tới Trầm Phong trước mặt trên bàn. Tiếp theo, nàng muốn đem nước trà đưa cho Trầm Phong. Nhưng lúc này, Trầm Phong lãnh đạm nói ra, không cần. À, nữ Hải Nhi ngốc một chút, nàng không nghĩ tới Trầm Phong hội cự tuyệt. Nàng gọi là Diệp Tử Thanh, là Yến Kinh Đại học sinh viên năm 4. Các nàng lần này là trường học lão thầy giáo tổ chức mọi người đến Miêu Cương thăm dò một số đầu đề. Diệp Tử Thanh vừa mới nhìn rõ mọi người ở chỗ này vô cùng náo nhiệt, mà Trầm Phong lại là vắng ngắt. Nàng cảm thấy Trầm Phong rất lợi hại cô độc, thế là sinh lòng không đành lòng, thì cho Trầm Phong đưa tới hạt dưa cùng nước trà. Có thể thấy được, Diệp Tử Thanh là cái tâm địa vô cùng thiện lương người. Liền cũng tại lúc này, một cái ái mộ Diệp Tử Thanh học trưởng đi tới. Người học trưởng này gọi là Lưu Học Đông, Lưu Học Đông tới kéo Diệp Tử Thanh tay, hắn nói ra, đều nói cho ngươi, ngươi để ý loại này quái nhân làm gì. Mau trở về ngồi đi. Diệp Tử Thanh gật gật đầu, nàng là có chút tiểu thụ thương tổn. Thế nào biết nàng vừa quay người lại, Trầm Phong thanh âm truyền đến. Băng lãnh không mang theo một chút tình cảm, đem ngươi đồ, vật lấy đi. Diệp Tử Thanh nhất thời cảm thấy xấu hổ. Lưu Học Đông quay người đem hạt dưa bàn cầm lấy, hung hăng trừng mắt Trầm Phong, nói, không biết tốt xấu. Trầm Phong không để ý đến. Diệp Tử Thanh cùng Lưu Học Đông trở lại trên chỗ ngồi, bên kia vẫn là vô cùng náo nhiệt, cũng không có bởi vì cái này nhạc đệm mà không thoải mái. Bất quá Trầm Phong thính tai, hắn vẫn là nghe được Diệp Tử Thanh đối phục vụ viên kia nói ra, các người bên kia còn có một vị khách nhân nha, đừng quên chiêu đãi. Phục vụ viên kia lúc này mới chú ý tới Trầm Phong. Nàng vội vàng chạy đến Trầm Phong bên này, liên thanh nói thật xin lỗi. Trầm Phong không nói gì, hắn tuy nhiên tính cách cổ quái, nhưng cũng không phải cái người tác uy tác phúc, tùy tiện cho ta làm ăn chút gì là được. Trầm Phong còn nói thêm, thuận tiện chuẩn bị điểm lương khô. Phục vụ viên kia nói tiếng tốt. Nửa giờ sau, Trầm Phong ăn xong đồ, vật, cầm lên lương khô, sau đó chỉ có một người lên đường. Đám kia du lịch đoàn lại không nhanh chóng như vậy độ. Miêu Cương luôn luôn thần bí, liền xem như Trầm Phong cũng đối Miêu Cương chỉ có một cái khái niệm. Nhưng cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên Trầm Phong một mực từ ban ngày đi đến màn đêm buông xuống, hắn vẫn không có tìm tới Miêu Cương người, cũng chính là dưỡng cổ những cao thủ kia đến ở nơi nào. Trầm Phong chỉ lờ mờ nghe Lan Di nói qua, nàng là ở tại thông thiên động bốn phía có cửu tuyệt lĩnh, thất sát lĩnh, còn có trống trời phong, nơi đó là một cái mỹ lệ phi thường. Vô cùng hiểm trở địa phương. Mỗi sáng sớm có thể nhìn thấy bàn long vân như biển cảnh sắc. Lan Di nói, nàng vẫn cảm thấy Sơn Phong ở giữa bàn long trong mây có thần tiên ở lại.
Đó là khi còn bé một loại ảo tưởng. Trầm Phong liền muốn tìm sơn phong rất cao điểm phương, có lẽ nơi đó thì tiếp cận thông thiên động phủ. Trong bóng đêm đại sơn là phi thường yên tĩnh, nhưng cũng là vô cùng đáng sợ. Càng là xâm nhập, bên trong thì càng nhiều độc trùng mãnh thú, mà lại có nhiều chỗ còn sẽ có chướng khí. Miêu Cương nơi này, tuyệt đối không phải nói ngươi nhìn mấy cái tập hợp dã ngoại sinh tồn truyền hình thì dám lung tung xông tới. Đuổi một ngày đường, Trầm Phong cảm thấy hơi mệt chút. Hắn tìm một cái cây, sau đó nhảy tới. Sau đó từ giới tu di bên trong tìm ra lương khô ăn một số, lại uống một chút nước. Tiếp theo, hắn nằm tại trên trạc cây, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Trầm Phong cũng là như thế cái nhàm chán đến chán nhân vật, nếu ai cùng hắn cùng một chỗ, nhất định sẽ nghẹn muốn chết, bởi vì quá không thú vị. Không khỏi nhanh, Trầm Phong bỗng nhiên mở to mắt. Hắn thính lực phi thường tốt, hắn loáng thoáng nghe được bầy sói tiếng gào thét âm. Đồng thời, hắn cũng nghe thấy tiếng thét chói tai. Trầm Phong dõi mắt trông về phía xa, trong rừng, hắn trông thấy ẩn ẩn hỏa quang. Chẳng lẽ là bọn họ gặp được bầy sói? Trầm Phong ám đạo. Bất quá cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Trầm Phong cũng không tính xen vào việc của người khác, hắn cảm thấy đám người này từng cái tay trói gà không chặt, lại dám xâm nhập Miêu Cương phúc địa, quả thực thì là muốn chết. Bởi vì cái gọi là, trời gây nhiệt, còn nhưng vì, tự gây nhiệt, không thể sống. Câu nói này nói cũng là đám người này. Trầm Phong nằm xuống. Nhưng là rất nhanh, Trầm Phong trong đầu hiện ra gọi là Diệp Tử Thanh nữ hài nhi, nàng nụ cười cái kia một cái chớp mắt thực chiếu trong lòng hắn. Tính toán, coi như là trả lại nàng một món nợ ân tình. Trầm Phong đột nhiên thì nhảy xuống thụ, hướng bầy sói phương hướng cấp tốc chạy đi. Tại giữa núi rừng, Trầm Phong tốc độ lại là nhanh như điện chớp. Diệp Tử Thanh một đám người tình huống xác thực rất không ổn, bọn này đại học sinh cùng lão thầy giáo Triệu Minh Đức lần thứ nhất đụng phải dạng này hung hiểm tình huống. Bốn phía đều là xanh mơn mởn con mắt, những này bầy sói phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Bọn họ lần thứ nhất cảm giác được tử vong cùng bọn hắn là như thế tiếp cận. Lão thầy giáo Triệu Minh Đức cũng là không có cách, hắn nỗ lực bình tĩnh, nói ra, bầy sói sợ ánh sáng, tất cả mọi người đem đèn pin mở ra, màn hình điện thoại di động cũng mở ra. Sở hữu nguồn điện đều mở ra, những này nguồn điện xác thực để bầy sói cảm thấy không thể suy nghĩ. Tử vong tiếng gầm gừ tại chiều lấy bọn này còn thuộc về Ivory Tower đám học sinh tới gần. Bầy sói hung mãnh, nhưng cũng bình tĩnh vô cùng. Chúng nó tại không rõ ràng địch nhân thực lực trước đó không sẽ chủ động xuất kích, nhưng là chúng nó cũng tuyệt không buông tha tới tay con mồi. Những học sinh này còn có Triệu Minh Đức lão thầy giáo, bọn họ tuy nhiên không đi ra trường học, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, những này bầy sói sẽ không vĩnh viễn sợ hãi những này ánh đèn. Chờ bầy sói đánh tia, a rõ ràng về sau, chúng nó liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Một khi phát động công kích, Diệp Tử Thanh đám người này đem toàn bộ đều sẽ táng thân trong bụng sói. Có gan tiểu nữ sinh nhịn không được khóc lên. Một tên nam sinh lập tức hung hăng quát lớn, đừng khóc, còn ngại không đủ loạn sao. Có nam sinh làm theo không đứng ở trước ngực khoa tay lấy thập tự, nhỏ giọng thút thít cầu nguyện. Nếu có tâm người đến xem, dưới mắt cái này tiểu đoàn đội có thể nói là một bộ sinh động hình ảnh thú vị. Lúc này, mặt sắp tử vong. Lão thầy giáo Triệu Minh Đức cũng là nói không ra bất kỳ lời nói đến, hắn đồng dạng sợ hãi tử vong. Hắn mặc dù là cái vô thần luận giả, nhưng lúc này cũng đang mong đợi có kỳ tích cùng thần minh xuất hiện. Nhưng lúc này, bọn họ thật nghĩ không ra hội có cái gì kỳ tích đi ra. Thần minh là sẽ không trên trời rơi xuống. Diệp Tử Thanh tiểu cô nương này, sắc mặt nàng trắng bệch, nàng giống như đồng bạn tại run lẩy bẩy. Bất quá chúng tiểu cô nương tâm lý chung quy là có như vậy một tia không thực tế ảo tưởng, các nàng từng tại phim thần tượng bên trong, ngôn tình bên trong gieo xuống lãnh khốc phương tử hạt giống. Cho nên lúc này, Diệp Tử Thanh còn có những tiểu nữ sinh đó đều tưởng tượng lấy sẽ có vương tử cưỡi bạch mã đến đây cứu. Lại hoặc làm theo nói là cái thế anh hùng đáp lấy ngũ sắc tường vân mà đến. Chết chắc, một cái nam sinh run lẩy bẩy, hắn thì thào thì thầm, sớm biết thì không đến. Sớm biết giết ta cũng không tới, ông trời, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội lựa chọn a. Ta không muốn lựa chọn cầu thí địa lý hệ, ta không muốn chết, ta vẫn là sử nam a. Tại tử vong trước mặt, những học sinh này lộ ra yếu ớt vô cùng. Có lẽ là loại tâm tình này để bầy sói nhóm nhạy cảm giác được, chúng nó cảm giác được đám nhân loại kia yếu ớt. Thế là, cái kia một đầu toàn thân lông tóc đều là ngân sắc bạch lang vương ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ. Sau đó, bầy sói tới gần.
Mọi người cũng đã rõ ràng trông thấy ước chừng 30 đầu hung lang xuất hiện ở trước mắt, ngay tại 2 mét bên ngoài, hình thành vây kín chi thế. Dẫn đầu Bạch Lang Vương thần tuấn uy vũ, không giận tự uy. Nó bên người đi theo 2 đầu hung lang, cái kia 2 đầu hung lang lộ ra sắc nhọn răng nanh, chúng nó trong mắt là tàn nhẫn giết quang mang. Trốn, đã không chỗ có thể trốn. Diệp Tử Thanh một nhóm người này, tại đối mặt dạng này tràng cảnh lúc, các nàng hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào, các nàng duy nhất có thể làm cũng là chờ chết. Bất quá đúng vào lúc này, kỳ quái một màn phát sinh. Phải nói, là trong bầy sói sinh ra bạo động. Sau đó, bầy sói nhóm lộ ra vô cùng cảnh giác. Tiếp theo, chúng nó tránh ra một lối. Diệp Tử Thanh cả đám nhịn không được nhìn sang. Trong bóng đêm, tại đèn pin ánh mắt xéo qua dưới, bọn họ trông thấy một tên nam tử áo đen chậm rãi đi tới. Nam tử mặc áo đen này sắc mặt lãnh khốc, trên thân không có một tia sinh khí, tựa như là sát nhân ma thần đồng dạng. Cho nên, chỉ là hắn đến cũng đã có thể đe dọa đến những này bầy sói. Cái này một đám học sinh lập tức nhận ra nam tử này không phải liền là tại trong khách sạn người kia sao? Hắn là theo bầy sói một đám, vẫn là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này cả đám trông thấy Trầm Phong, trong lòng nghĩ phương pháp rất nhiều, lại duy chỉ có không dám tưởng tượng Trầm Phong là đến cứu bọn họ. Bởi vì Trầm Phong xác thực không phải cái tính cách này. Nhưng mà, Trầm Phong vẫn là đi đến Diệp Tử Thanh trước mặt. Hắn nói với Diệp Tử Thanh, ta mang ngươi đi. Diệp Tử Thanh sửng sốt, nàng e ngại nhìn một chút Trầm Phong, sau đó ngơ ngác hỏi, mang ta đi chỗ nào? Mang ngươi rời đi mảnh rừng núi này, nơi này không phải là ngươi đợi địa phương. Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, hắn nói chuyện hơi hơi không kiên nhẫn, rất lợi hại hiển nhiên, hắn không nguyện ý nói nhiều. Diệp Tử Thanh nói ra, vậy ngươi có thể đem bạn học ta cùng lão sư đều mang đi sao? Không thể, Trầm Phong băng lãnh cự tuyệt. Vì cái gì? Diệp Tử Thanh hỏi. Không có vì cái gì, Trầm Phong nói ra, ngươi như không nguyện ý đi, vậy liền cùng bọn hắn cùng một chỗ lưu chờ chết ở đây. Diệp Tử Thanh không khỏi cầu khẩn nói, đại ca ca, ta cầu ngươi, mang bọn ta cùng đi được không? Ngươi có đi hay không? Trầm Phong lạnh giọng hỏi. Mang bọn ta cùng đi. Diệp Tử Thanh rất lợi hại kiên trì. Ngươi, Trầm Phong không khỏi im lặng. Diệp Tử Thanh ngay lập tức mặt bên trên hiện lên vẻ vui thích, nói ra, ngươi đáp ứng ta à nha. Còn lại người không dám thở mạnh, bọn họ cũng có thể cảm giác được Trầm Phong tính cách cổ quái a. Cho nên sợ nói nhầm. Trầm Phong lười nhắc nhiều lời, bất quá hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng Diệp Tử Thanh. Nhưng lúc này, mọi người cũng rất kỳ quái, Trầm Phong muốn làm sao mang mọi người đi. Trầm Phong xoay người đối mặt cái kia Bạch Lang Vương, ánh mắt của hắn băng lãnh, nói, còn chưa cút. Bạch Lang Vương trong mắt lóe lên tức giận, nó trầm thấp gào thét một tiếng, đột nhiên xông khoảng chừng ra hiệu. Cái kia khoảng chừng 2 đầu hung lang gào thét một tiếng, tiếp lấy giống như mũi tên xông về phía Trầm Phong. Diệp Tử Thanh cả đám, bao quát Triệu Minh Đức lão thầy giáo đều là dọa sợ. Một đám người dọa đến nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Cái kia 2 đầu hung lang nhanh không gì sánh kịp, theo như gió, tuyệt đối nhanh như điện chớp. Chúng nó cùng một chỗ cắn hướng Trầm Phong, đồng thời móng vuốt kéo tới. Bất quá cái này 2 đầu hung lang đến nhanh, qua càng nhanh. Phanh phanh. Trong nháy mắt, 2 đầu hung lang bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chúng nó tại chỗ tử vong, dưới thân là một đoàn vũng máu. Mọi người mở mắt ra, nhìn thấy cái này cảnh tượng nhất thời ngây người. Bọn họ đều không hiểu đến phát sinh cái gì. Chỉ là giờ khắc này, mọi người thấy Trầm Phong, từng cái tâm lý bốc lên ra nói không nên lời cảm giác an toàn tới. Thật giống như chỉ cần có Trầm Phong tại, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái kia Bạch Lang Vương phẫn nộ gầm hét lên, tiếp theo, nó liên tục gào thét. Nhất thời, còn lại 27 đầu hung lang cùng nhau phát động. Trong chớp nhoáng này thế công là khủng bố. Giống, Trầm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng hô lên, sóng âm chấn động. Sở hữu hung lang màng nhĩ đều bị rung ra máu, chúng nó hành động cũng chậm chậm rất nhiều. Còn có Diệp Tử Thanh bọn người, cũng là bị chấn động đến màng nhĩ mất nghe được, thống khổ không thôi. Đồng thời, Trầm Phong tránh thức xuất thủ, hắn vừa sải bước hướng Bạch Lang Vương, nhất quyền liền đem cái này Bạch Lang Vương đầu lâu đánh nát. Sau đó, lại như gió lốc liền giết 10 đầu hung lang. Cái tốc độ này là phi thường nhanh. Mà lại là thế như trẻ tre, căn bản không có mảy may dừng lại. Tựa như là xe ủi đất,
một đường nghiền ép, không trở ngại chút nào a. Còn lại 17 con hung lang cũng không phải người ngu, gặp tình huống này, lập tức quay đầu liền chạy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà hiện trường thì lưu lại 13 con hung lang thi thể. 7 học sinh này lấy lại tinh thần, bọn họ nhìn Trầm Phong ánh mắt đã không phải là người, mà chính là thần. Cao thủ giết sói không phải là không thể được lý giải, có thể gia hỏa này giết cũng quá nhanh, quá gọn gàng. Bọn họ ý thức được chính mình gặp được tuyệt đối cao nhân. Đám người này sống sót sau tai nạn, cả đám đều hận không thể một người làm quan cả họ được nhờ. Có ôm đầu khóc giống, có chính mình vui đến phát khóc. Triệu Minh Đức lão thầy giáo cũng là lệ nóng doanh tròng, hắn hướng đi Trầm Phong, luôn miệng nói tạ. Trầm Phong lại là không thèm để ý lão thầy giáo, hắn nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh cũng nhìn về phía Trầm Phong, nàng tuy nhiên rất lợi hại cảm tạ Trầm Phong ân cứu mạng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại sợ hãi Trầm Phong. Bởi vì Trầm Phong khí chất quá lạnh, sát khí quá nặng. Mà lại, hắn thân thủ khủng bố, lai lịch thành mê. Một người như vậy, hắn là không phù hợp Diệp Tử Thanh trong lòng Bạch Mã Vương Tử điều kiện. Trầm Phong hơi hơi cau mày một cái, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Có đôi khi, giữa người và người duyên phận là rất kỳ diệu. Nếu như không phải Diệp Tử Thanh chủ động cho hắn đưa một bàn hạt dưa, sau đó lộ như vậy một cái nụ cười, Trầm Phong là sẽ không tới cứu người. Dưới mắt, hắn cứu Diệp Tử Thanh, lại là trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như không có chính mình, bọn họ đám người này cũng là đi ra không được, sớm muộn muốn chết tại vùng rừng tùng này bên trong. Diệp Tử Thanh nhìn thấy Trầm Phong nhíu mày, nàng thì càng thêm sợ hãi. Trầm Phong thu hồi nhãn thần, hắn liếc nhìn dưới mọi người, sau đó nói, nơi này là Miêu Cương, bên trong chướng khí hoành hành, độc trùng rất nhiều. Còn có thật nhiều người miêu đem sống cổ phóng tới trong rừng, các ngươi nhất định phải mau mau rời đi nơi này, nếu không sớm muộn muốn chết tại vùng rừng tùng này bên trong. Trầm Phong cái này lời vừa nói ra, cả đám lập tức liền hoảng hốt. Nếu như là trước đó, Trầm Phong nói với bọn họ những lời này, bọn họ khẳng định khi Trầm Phong là tại đánh giắm. Nhưng bây giờ đã là mỗi thời mỗi khác. Cho nên, bọn họ rất lợi hại đồng ý lập tức rời đi. Trọng yếu đến đâu khoa học thí nghiệm, tại hiện trường khảo sát, luận văn cái gì, cũng không sánh nổi tánh mạng trọng yếu. Trải qua sinh tử người càng biết mệnh chân quý tính. Thế nhưng là cái này đêm hôm khuya khoắt, chúng ta đi như thế nào a? Muốn là gặp lại những này bầy sói mãnh thú, chúng ta làm sao bây giờ? Có nam đồng học biểu thị sợ hãi, ý hắn rất rõ ràng, cũng là hy vọng Trầm Phong có thể mang mọi người đi ra ngoài. Trầm Phong tự nhiên là không muốn mang nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng biết, nếu như mình không mang theo người khác, chỉ đem Diệp Tử Thanh, như vậy Diệp Tử Thanh cũng sẽ không nguyện ý. Nàng vừa rồi nguy hiểm như vậy, cũng không chịu một mình rời đi, huống chi là hiện tại đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Tử Thanh lấy hết dũng khí đứng ra, nói ra, đại ca ca, người có thể hay không mang bọn ta rời đi nơi này nha. Trầm Phong quét mắt một vòng Diệp Tử Thanh, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, ban đêm không thích hợp đi đường, đi theo ta, rời xa những này bầy sói thi thể về sau, tìm một chỗ hạ trại xuống tới, đem bọn ngươi chuẩn bị dược thủy, phòng trùng tề phun lên. Đợi ngày mai trời vừa sáng, ta mang các ngươi rời đi. Một đám người được nghe Trầm Phong đáp ứng về sau, không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ biết, có Trầm Phong dạng này một vị mạnh đại ma thần tồn tại, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không lại gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, cả đám thì đi theo Trầm Phong đằng sau. Bọn họ rất nhanh liền đến 50 mét bên ngoài, sau đó liền bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Đám học sinh này trang bị vẫn là rất đủ. Hạ trại, còn có thực vật, hỏa trùng, phòng trùng tề, dược vật khu mũi chờ một chút, hết thảy đều là phải có đều có. Trầm Phong thì ở một bên trên trà cây ngồi yên lặng, hắn cũng không theo đám học sinh này tới gần, càng không nói chuyện cùng bọn họ. Đám học sinh này, bao quát lão thầy giáo cũng không dám tùy tiện tới quấy rầy Trầm Phong. Và lại, bọn họ hôm nay kinh lịch thật sự là quá kích thích. Tuy nhiên trước đó là dọa đến quá sức, nhưng bây giờ trở về từ cõi chết, cái kia kinh lịch liền thành quý giá nhất truyền kỳ kinh lịch. Cho nên bọn họ lại rất lợi hại hưng phấn, từng cái chít chít trách trách đàm không ngừng. Đây chính là đại học sinh thiên tính. Mà, các sinh viên đại học lại lấy ra chính mình thực vật riêng phần mình phân ra ăn. Mọi người tại trong lều vải tốt không vui, bất quá bọn hắn vẫn là hạ giọng. Mà lúc này đây, cơ hồ không ai nhớ tới bên ngoài Trầm Phong đang cho bọn hắn đứng gác.
Đây cũng không phải nói bọn họ phẩm tính không tốt, mà là tại dạng này một cái khẩn trương quá độ về sau, luôn luôn muốn không có như vậy chu đáo. Trầm Phong nằm, hắn cũng sẽ không để ý. Lấy hắn giờ này ngày này tu vi, sẽ không theo đám tiểu hài tử này qua so đo cái gì. Nhưng lúc này, cẩn thận Diệp Tử Thanh nhớ tới Trầm Phong. Nàng thực là biết, Trầm Phong lần này là chuyên tới cứu nàng. Nàng lại sợ Trầm Phong, nhưng cùng lúc cũng đối Trầm Phong có loại đặc thù tình cảm. Diệp Tử Thanh theo mấy cái nữ đồng học cùng một chỗ, nàng nhịn không được nói ra, giúp đại ca của chúng ta ca còn ở bên ngoài trông coi, chúng ta là không phải hẳn là mời hắn đến trong lều vải ở. Bạn học của nàng A Quyên che miệng cười nói, Tử Thanh, người cái này mở miệng một tiếng đại ca ca, để cho ta nhớ tới Phong Lăng Độ Khẩu, Quách Tương cùng Dương quá nha. Một cái khác đồng học Mễ Khả cười nói, khoan hãy nói A, vị đại ca kia thân thủ thật rất khủng bố, so bên trong Thần Điêu Đại Hiệp còn khủng bố. Như vậy mười mấy đầu hung lang, hắn theo đánh bóng bàn một dạng xử lý. Diệp Tử Thanh không khỏi xấu hổ, nói ra, nếu như không phải vị đại ca kia. Chúng ta đều đã táng thân trong bụng sói. Chúng ta đem người ta phơi ở bên ngoài, cái này không tốt lắm đâu. A Quyên cũng nghiêm mặt nói ra, là không tốt lắm, bất quá chúng ta lều vải cũng không có dư thừa. Nếu như mời hắn vào, chỉ sợ những nam sinh kia đều sẽ không được tự nhiên. Chúng ta cũng không có thay bọn họ làm chủ quyền lợi. Cũng luôn không khả năng để hắn vào ở chúng ta nơi này tới đi. Mễ Khả nói ra, đúng vậy a. Diệp Tử Thanh không khỏi buồn rầu. A Quyên nói ra, mặc kệ như thế nào, hẳn là cho hắn đưa chút thực vật quá khứ. Mễ Khả nói ra, nhưng hắn tính cách cổ quái, chúng ta đưa đi, hắn chưa hẳn muốn. Nàng đón đến, nói ra, Tử Thanh, hắn giống như đối ngươi đặc biệt một số, nếu không ngươi lại đi đưa. Nói không chừng hắn hôm nay sở dĩ cứu chúng ta, cũng là bởi vì ngươi tại trong khách sạn đưa cho hắn hạt dưa. Hắn loại này cao nhân, tính cách đều là rất lợi hại cổ quái. Chúng ta cùng đi chứ. Diệp Tử Thanh cũng có chút sợ hãi. Mễ Khả cùng A Quyên vội vàng cùng một chỗ lắc đầu, các nàng cũng không dám qua đối mặt Trầm Phong. Diệp Tử Thanh cầm đám bằng hữu này không có cách, nhưng cứ như vậy không thèm quan tâm, trong nội tâm nàng làm sao cũng băn khoăn. Sau cùng, nàng cắn răng một cái cầm một số lương khô liền khoản chi bồng. Diệp Tử Thanh trong tay mở ra điện thoại di động đèn pin, sâu một chân, cạn một chân đi vào dưới cây. Đại ca ca, Diệp Tử Thanh hô một tiếng. Nàng vẫn là ăn mặc quần áo thể thao, không quá mức phát không có buộc lên, dạng này tản mát là phi thường rung động lòng người. Để cho nàng thuần khiết đáng yêu bên trong nhiều một tia vũ mị. Trầm Phong nhạt lạnh nhìn về phía Diệp Tử Thanh, nói, có việc. Diệp Tử Thanh không khỏi ngẩn ngơ, Trầm Phong dạng này thái độ làm cho nàng cảm thấy căn bản không có cách nào giao lưu. Nơi này có chút ăn, ta lấy cho ngươi tới. Diệp Tử Thanh giơ lên trong tay bánh quy bánh nói ra. Không cần, Trầm Phong nhạt lạnh cự tuyệt. Diệp Tử Thanh có chút thụ thương, nàng thu hồi bánh quy bánh, nói ra, áo. Nàng quay người liền muốn đi, bất quá sau cùng nàng vẫn là xông Trầm Phong ngọt ngọt cười, nói ra, đại ca ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Trầm Phong nhàn nhạt ân một tiếng, sau đó thì nhắm mắt chợp mắt đứng lên. Diệp Tử Thanh quay người đi. Nhưng mà một đêm này, chung quy là không yên ổn. Lúc nửa đêm đợi. Nam sinh trong lều vải bỗng nhiên phát sinh thét lên, tận lực bồi tiếp có người hô, có rắn, ta bị rắn cắn bên trong. Ban đêm yên tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, cái kia lều vải bị cấp tốc mang ra. Còn lại người bao quát nam sinh, nữ sinh còn có lão thầy giáo đều bốn phía. Bị cắn chúng nam sinh gọi là từ tử lương, cắn hắn rắn là một đầu có chứa kịch độc hắc thủy rắn. Cái kia hắc thủy rắn đã bị mọi người đánh chết. Nhưng từ tử lương bị cắn trúng chân cấp tốc biến thành màu đen, tình huống nghiêm trọng đến cực điểm. Một đám đại học sinh cũng có một chút dược phẩm, còn có là phòng độc rắn. Thế là lập tức đem cái kia dược tề phun tại từ tử lương trên đùi. Có thể cho dù như thế, cái kia từ tử lương vẫn là rất không ổn. Các sinh viên đại học, lão thầy giáo nhóm thúc thủ vô sách. Lúc này, dùng miệng hút độc rắn là tốt nhất, nhưng ai cũng không phải thánh mẫu Maria. Đều sợ cho từ tử lương hít thuốc phiện máu, sau đó chính mình thì ợ ra rắm. Một đám người do dự bất định. Diệp Tử Thanh thấy mọi người không có hành động, nàng cắn răng một cái, nói ra, ta tới cấp cho hắn hút độc rắn. Nàng mặc dù là yếu đuối nhất, nhưng cũng là dũng cảm nhất. Nàng tâm địa đồng dạng là thiện lương nhất. A Quyên giữ chặt Diệp Tử Thanh, nói, ngươi ngốc nha, hắn hảo huynh đệ đều không hút, ngươi đi hút.
vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Diệp Tử Thanh nói ra, cũng không thể thấy chết không cứu a. Nàng nói xong cũng xông đi lên. Cái này ngốc cô nàng, ngược lại thật sự là bướng bỉnh cực kỳ. Diệp Tử Thanh tiến lên đem Từ Tử Lương quần cuốn lại, nàng cũng không ngại bẩn, liền muốn đi lên hút máu. Lúc này, các bạn học từng cái nhìn lấy yếu đuối Diệp Tử Thanh, trong lòng các nàng là nói không nên lời một loại hổ thẹn cảm giác. Đúng lúc này, phía sau truyền đến Trầm Phong thanh âm, nếu như ngươi cho hắn hút máu, độc huyết hội trước mục ngươi miệng, sau cùng ngươi sẽ bị độc tố tia, a tấn một tháng, toàn thân thối giữa mà chết. Trầm Phong thanh âm lộ ra rất lợi hại tàn khốc. Diệp Tử Thanh ngây người, nàng quay đầu nhìn về phía Trầm Phong. Trầm Phong lời nói, nàng là tuyệt đối tin tưởng. Cũng không ai không tin Trầm Phong, Trầm Phong loại người này nhìn lấy cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Tử Thanh lập tức cầu cứu nói với Trầm Phong, đại ca ca, người nhất định có biện pháp cứu bạn học ta đúng hay không? Đúng, Trầm Phong nói ra, nhưng ta không muốn cứu. Hắn nói xong xoay người rời đi. Diệp Tử Thanh cấp tốc chạy hướng Trầm Phong, kéo lại Trầm Phong ống tay áo, cầu khẩn nói, đại ca ca, người mau cứu bạn học ta có được hay không, cầu ngươi. Trầm Phong cũng không nhìn Diệp Tử Thanh, nhạt lạnh nhạt nói, buông tay. Diệp Tử Thanh nói ra, không thả, nàng quật cường mà chấp nhất. Trầm Phong không khỏi im lặng, hắn cảm thấy mình tựa hồ bị cô gái nhỏ này ăn chắc. Ngay sau đó hắn liền trầm giọng nói, người thả ta ra làm sao cứu người. Diệp Tử Thanh nghe xong nhất thời đại hỉ, cảm ơn đại ca ca. Trầm Phong xoay người lại đến Từ Tử Lương trước mặt, hắn cũng vô dụng khác biện pháp. Chính là dùng trên hai tay dưới bắt lấy Từ Tử Lương hai chân. Sau đó trong chiều ở giữa đại lực đè ép. Từ Tử Lương đau đến hét thảm lên. Nhưng này hắc thủy rắn chỗ tạo thành độc huyết lại đang từ từ nhỏ ra tới. Đem hắn miệng chặn đứng lên, không phải vậy đợi biết cái gì độc trùng độc xà đều bị dẫn tới. Trầm Phong lạnh lùng nói ra. Đám kia đồng học vội vàng làm theo. Sau 5 phút, Từ Tử Lương chân một mảnh trắng bệch, độc kia máu cũng giọt xong. Sắc mặt hắn không phải quá tốt, nhưng mặc kệ như thế nào, độc tố đều đã không có. Trầm Phong làm xong đây hết thảy, xoay người rời đi. Trong mắt của mọi người, Trầm Phong là cái đã thần kỳ lại cổ quái người. Sau đó nửa đêm về sáng, cũng là bình tĩnh. A Quyên, Mễ Khả, Diệp Tử Thanh ba nữ sinh ngủ cùng một chỗ nói lên thì thầm tới. A Quyên nói ra, Tử Thanh A, ta nhìn cái kia quái đại ca giống như phá lệ đối ngươi tình hữu độc chung A. Ngươi nên cẩn thận một điểm. Cẩn thận cái gì? Diệp Tử Thanh kỳ quái hỏi. A Quyên nói ra, dạng này người, tuy nhiên lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải có thể phó thác cả đời hôn phu A. Ngươi phải cẩn thận hắn quấn lấy ngươi A. Diệp Tử Thanh không khỏi cười khúc khích, nói ra, cái kia dạng người, chỉ sợ đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không quấn lấy người nào đi. Mễ Khả nói ra, vậy cũng không nhất định A, dù sao chúng ta đều nhìn ra. Hắn đối ngươi là lớn nhất không giống bình thường. Diệp Tử Thanh ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, ta rất lợi hại cảm ơn hắn. Không có hắn, ta chính là có hai cái mạng cũng đều không tại. A Quyên cùng Mễ Khả nhìn nhau, hai người ngược lại là đồng ý câu nói này. A Quyên nói ra, nói thì nói như thế không sai, nhưng ngươi có thể báo ân, nhưng lại khác lấy thân báo đáp. Không phải vậy tương lai cả một đời đều sẽ thống khổ. Diệp Tử Thanh không có trả lời. Nàng không muốn nói thêm. Nàng suy nghĩ bay tới rất xa địa phương, nàng đối Trầm Phong sinh ra rất nồng nặc nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng nghĩ, hắn đến là ai? Vì cái gì thần bí như vậy cùng thần kỳ đâu? Bất quá liền xem như có nghĩ nhiều nữa phương pháp, nàng lúc này cũng không dám qua quấy rầy Trầm Phong. Một đêm này, cứ như thế trôi qua. Ban đêm Miêu Cương là khủng bố, khó mà sinh tồn. Nhưng là sáng sớm Miêu Cương thâm sơn lại là như thế yên tĩnh, mỹ lệ. Cái kia không khí là như thế tươi mát, nghe đều có loại ngọt lịm vị đạo. Ở chỗ này, là chân chính Quảng Đi đô thị phồn hoa cùng huyên náo. Nơi này có thể đạt được tâm linh cứu rỗi. Cái kia gió sớm quét, cái kia tia nắng ban mai là như thế khiến lòng người hài lòng. Các sinh viên đại học chít chít trách trách bắt đầu một ngày mới, thu trang bị, rửa mặt, có đánh răng xong ăn điểm tâm. Nhưng bọn hắn tổng là ưa thích quên Trầm Phong. Có lẽ không phải quên, mà chính là không ai có dũng khí đến nói chuyện với Trầm Phong. Huống chi, Trầm Phong đối mọi người cũng không có sắc mặt tốt. Hắn hết thảy cứu người đều là bởi vì Diệp Tử Thanh. Lúc này, Diệp Tử Thanh đóng tốt tóc, nàng lại cầm bữa sáng sữa còn có bánh mì đi vào Trầm Phong trước mặt.
Trầm Phong vẫn là tại trên cây. Đại ca ca, ăn điểm tâm. Không cần, Trầm Phong từ tốn nói. Diệp Tử Thanh hì hì cười một tiếng, nói ra, đại ca ca, van cầu ngươi nha, ta đều cho ngươi đưa ba lần. Lần này ngươi thì ăn đi. Nàng lần này không lại rời đi, mà chính là nũng nịu đứng lên. Trầm Phong ngốc ngẩn ngơ. Sau một hồi khá lâu, hắn nhạt vừa nói, để xuống đất đi. Hì hì, cảm ơn đại ca ca. Nàng theo rồi nói ra, ta gọi Diệp Tử Thanh, đại ca ca, ngươi tên gì nha? Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, ngươi lời nói quá nhiều. Diệp Tử Thanh nói ra, vậy ngươi thì nói cho ta biết nha. Trầm Phong nhảy xuống, sau đó cầm bánh mì cùng sữa bò. Sau đó hắn thì ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn. Hắn lại là bất kể Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh lập tức chạy đến Trầm Phong trước mặt, nàng vươn tay nói ra, ta gọi Diệp Tử Thanh, xin chỉ giáo. Trầm Phong không nhìn Diệp Tử Thanh, Diệp Tử Thanh vẫn dạng này đưa. Cô gái nhỏ này, bướng bỉnh đến muốn mạng. Trầm Phong cầm nàng bây giờ không có biện pháp, liền nói, Trầm Phong. Diệp Tử Thanh nhân tiện nói, Trầm Phong ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta hai lần. Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, ta không hy vọng có lần thứ ba. Diệp Tử Thanh nghẹo đầu, nói ra, vậy ta tranh thủ a. Sau đó, nàng an vị tại Trầm Phong bên người, Trầm Phong ca ca, chúng ta đến nơi đây là muốn giải thần bí miêu cương, sau đó dùng cái này đến viết tốt nghiệp luận văn. Ngươi đến nơi đây là tại sao vậy? Trầm Phong không nói lời nào. Diệp Tử Thanh đong đưa Trầm Phong cánh tay, nói, Trầm Phong ca ca, ngươi thì nói một câu mà. Trầm Phong nhìn Diệp Tử Thanh liếc một chút, nói ra, nhanh lên thu thập đi, sau khi thu thập xong đưa ngươi xuống núi. Nơi này không phải là các ngươi có thể đợi. Hắn giọng nói có chút lạnh. Diệp Tử Thanh nghe vậy liền biết không có thể tiếp tục hỏi tiếp. Tiếp tục hỏi, vị này Trầm Phong ca ca thì thật tức giận. Nửa giờ sau, này một đám đại học sinh cùng lão thầy giáo nhóm mới chuẩn bị không sai biệt lắm. Mọi người thu thập hành trang, chờ đợi lấy Trầm Phong dẫn đường. Trầm Phong cũng không nhiều lời, phía trước đi đầu. Mặc kệ là các học sinh, vẫn là lão thầy giáo, Trầm Phong không để ý tới. Nói trở lại, cái này lão thầy giáo Triệu Minh Đức cũng là niên kỷ sống đến chó trên người. Đối mặt Trầm Phong ân cứu mạng, đồng dạng không có biểu thị qua cái gì. Nhân tình lão luyện thức bài văn. Mặc kệ cái khác người làm sao lạnh lùng, nhưng người ta là cứu ngươi mệnh, ngươi cao tuổi rồi không hề làm gì, không nói, cái này kêu cái gì. Như là trẻ con, cái kia còn có thể lý giải trở thành không hiểu chuyện. Mà vị này lão thầy giáo, chỉ có thể nói hắn là vì tư lợi. Chúng ta trong cuộc sống hiện thực, luôn có như vậy một đám người cảm thấy mình đặc biệt tự mình, đặc biệt thoải mái. Tại cùng người lui tới bên trong, người khác vì hắn nỗ lực, hắn cảm thấy là hẳn là. Dạng này người, cũng là vì tư lợi. Còn có như vậy một loại người, cùng nhân tướng chỗ nói chuyện không trải qua suy nghĩ, câu câu đả thương người. Xong còn nói ta nói thẳng, người đừng nóng giận a, tức giận cũng là người hẹp hòi. Đối với loại người này, cũng chỉ có thể nói với hắn, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Cha ngươi là thượng đế a, chúng ta trời sinh liền muốn nuông chiều ngươi nha. Nhân tình vật này, rất lợi hại phức tạp, người sống tại vạn trượng hồng trần bên trong. Liền sẽ đưa thân vào nhân tình trong lưới. Chúng ta tại cùng người tiếp xúc thời điểm, liền sẽ rõ ràng gặp được hai loại người. Có một loại người, hắn chỉ sợ ngươi ăn thiệt thòi, ngươi vì hắn làm một điểm gì đó, hắn nhất định càng nhiều hồi báo. Dạng này người, để ngươi như mộc xuân phong. Mà còn có một loại người, khắp nơi chiếm món lời nhỏ, cùng đi ăn cơm, không biết còn có tính tiền hai chữ này. Người khác cho hắn hỗ trợ, hắn cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì ta quan hệ với ngươi tốt lắm. Mặc kệ là bằng hữu, vẫn là huynh đệ, lẫn nhau ở giữa cũng phải cần hảo hảo giữ gìn, kinh doanh. Tỷ như huynh đệ giáp có tiền, huynh đệ ất không có tiền. Nhưng có tiền không phải đáng chết, hắn có tiền, hắn mời ngươi ăn một bữa cơm hoa 1000. Ngươi cũng có thể mời hắn uống chén đồ uống, vậy chỉ cần muốn mấy khối tiền. Giữa bằng hữu lẫn nhau nỗ lực, không phải lấy ngươi 50, ta chừng 50 đồng giá. Mà chính là người tốt với ta, người vì ta nỗ lực. Như vậy, ta có bao nhiêu năng lực, ta thì vì ngươi hồi báo bao nhiêu. Đây mới là một cái đồng giá. Có lẽ có người sẽ nói, là thật huynh đệ không cần so đo những thứ này. Như vậy chỉ có thể nói, ai muốn làm ngươi thật huynh đệ vậy thì thật là đời trước thất đức. Xã hội là nhân tình xã hội, tình nghĩa vật này, không phải miệng đến nói một chút. Cũng không phải nói nghịch cảnh mới gặp chân tình, sinh hoạt không phải phim nhiều tập.
ở đâu tới nhiều như vậy nghịch cảnh a? Đương nhiên, đối với dưới mắt tới nói, Trầm Phong là sẽ không đi so đo những vật này, bởi vì trong mắt hắn, những người này cũng không có một cái coi là bạn hắn. Liền xem như Diệp Tử Thanh, cái kia cũng chỉ là hắn đối cô gái này có một tia hảo cảm, sau đó xuất thủ một lần mà thôi. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Lần này là đi xuống chân núi. Mọi người chiếu vào Thái Dương phương hướng còn có la bàn đến xác định lộ tuyến. Mọi người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, đường núi hiển nhiên là không dễ đi. Mà lại, những này đại học sinh thể chất cũng không tốt. Ngay tại cái này người nào, mọi người phát hiện phía trước có một mảnh rậm rạp bãi cỏ xanh, trên đồng cỏ cây cỏ có cao khoảng một thước. Mà lại, ở trên không không khỏi vân vụ phiêu miểu. Nơi này thật kỳ quái, một tên nam sinh nói ra, hắn vội vàng xuất ra máy chụp hình chạy lên qua, răng rắc chiếu đứng lên. Lão thầy giáo Triệu Minh Đức thấy thế nói ra, nơi này nhất định là miêu cương dã ngoại nuôi dưỡng cổ, các bạn học phải cẩn thận, miêu cương cổ trùng một khi nhiễm đến họp rất nguy hiểm. Mọi người nghe vậy lập tức hù sợ, tên kia chụp ảnh nam sinh cũng vội vàng hướng về sau thối lui. Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, đi thôi. Hắn lúc nói chuyện, Diệp Tử Thanh bỗng nhiên trông thấy trên một thân cây, một cái màu đen loài bò sát hướng về Trầm Phong phần cổ. Trầm Phong ca ca cẩn thận, Diệp Tử Thanh kinh hô. Trầm Phong lại là người không việc gì một dạng, hắn duỗi ra hai ngón kẹp lấy, chuẩn xác không sai đem cái kia loài bò sát kẹp trên tay, tiện tay lại ném một cái. Ba một tiếng, cái kia loài bò sát liền bay ra xa xưa. Trầm Phong ca ca, ngươi thật lợi hại, ngươi là võ lâm cao thủ sao? Diệp Tử Thanh tràn ngập sùng bái nói với Trầm Phong. Trầm Phong tự nhiên không để ý tới Diệp Tử Thanh. Nhưng vào lúc này, không ổn sự tình vẫn là phát sinh. Lít nha lít nhít loài bò sát từ trên không rơi xuống, thì giống như trời mưa. Những học sinh này nơi nào có Trầm Phong thân thủ, từng cái không tránh kịp. A, à, có học sinh rít gào lên âm thanh, có là tiếng kêu thảm thiết. Dù sao hiện trường là trong nháy mắt thì loạn. Diệp Tử Thanh cũng là ngây người. Trầm Phong tại trong lúc nguy cấp đột nhiên đem lên áo cởi. Hắn áo mặc trong tay hắn liên tục múa, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, cái kia áo mặc giống như đại thiết phiến một dạng, đem tập sát hướng Diệp Tử Thanh cổ trùng toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sau đó, Trầm Phong ôm Diệp Tử Thanh vòng eo, người khác thì như mũi tên đồng dạng bưu bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Diệp Tử Thanh cảm thấy mình tựa như là tại cưỡi mây đạp gió. Đến khu vực an toàn, Trầm Phong đem Diệp Tử Thanh buông ra. Diệp Tử Thanh quay đầu nhìn về phía các bạn học, những bạn học kia cả đám đều đã bị cái kia kỳ quái cổ trùng xuyên thấu ngũ tạng lục phủ. Cổ trùng từ bọn họ cái mũi, trong miệng bò vào leo ra. Tất cả mọi người chết ngay tại chỗ, không một mạng sống. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cũng quá khốc liệt. Cho dù là lấy Trầm Phong tu vi, hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt đem mọi người toàn bộ cứu được. Trầm Phong lúc này cũng rốt cục cảm nhận được miêu cương nơi này thần bí cùng đáng sợ. Diệp Tử Thanh dù sao vẫn là cái chưa đi ra Ivory Tower tiểu cô nương, nhìn thấy cái này thảm trạng, nàng tiếp cận sụp đổ. Nàng ngồi xổm xuống, đau khóc thành tiếng. Trầm Phong xưa nay lạnh lùng, có thể lúc này trông thấy tiểu cô nương này như thế thương tâm, hắn thế mà cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Liền cũng tại lúc này, Diệp Tử Thanh bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái, đã hôn mê. Trầm Phong bị kinh ngạc, hắn liền tranh thủ Diệp Tử Thanh thăng bằng. Sau đó, hắn dựng ở Diệp Tử Thanh mạch đập, trong chớp nhoáng này, Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh thân thể huyết mạch sinh ra kỳ diệu liên hệ. Diệp Tử Thanh tình trạng cơ thể Trầm Phong nhất thanh nhị sở. Có một cái cổ trùng cắn Diệp Tử Thanh, mà lại cái này cổ trùng trong thân thể có kịch độc. Giờ phút này, cỗ này kịch độc đang lấy tốc độ cực nhanh phương thức hướng Diệp Tử Thanh trong thân thể xuất phát. Trầm Phong hãi nhiên. Cái kia cổ trùng là cắn lấy Diệp Tử Thanh trước ngực, lúc ấy có thể là từ cổ áo miệng rơi vào. Cái kia cổ trùng hiện tại còn gắt gao cắn lấy Diệp Tử Thanh trên ngực. Trầm Phong biết mình chần chờ không được, chần chừ nữa một hồi, Diệp Tử Thanh liền sẽ chết oan chết uổng. Hắn trực tiếp cấp tốc đem Diệp Tử Thanh vận động y giải khai. Vận động y giải khai, bên trong là kiện màu đỏ nội y. Trầm Phong thủ pháp thô bạo, đem nội y xé mở. Rất nhanh. Trầm Phong liền thấy một màn hương diễm. Tiểu cô nương phát dục còn là rất không tệ, tử sắc áo ngực phía trên, cái kia sung mãn bên trên bị cổ trùng gắt gao cắn. Trầm Phong nhất chỉ trước gảy tại cái kia cổ trùng trên thân, trong nháy mắt, cổ trùng thì bị đẩy lùi ra ngoài.
mà bị cổ trùng cắn qua địa phương là cái chấm đỏ, giờ phút này chấm đỏ đã bắt đầu sưng đỏ. Cái này cổ trùng, quá lợi hại. Trầm Phong biết lúc này lấy cứu chữa Tử Tử Lương phương pháp tới cứu Diệp Tử Thanh là không được. Tử Tử Lương trúng độc địa phương là chân, Trầm Phong lại thế nào vận kình, vậy cũng thương tổn không Tử Tử Lương căn bản. Mà Diệp Tử Thanh trúng độc địa phương là trước ngực, độc tố đã lan tràn, lúc này Trầm Phong không có khả năng qua đè ép thân thể nàng. Mà lại, cổ độc so hắc thủy độc rắn lợi hại hơn. Trầm Phong không lo được, hắn lập tức một ngụm hút đến Diệp Tử Thanh trên vết thương. Sau đó, Trầm Phong lấy siêu cường hấp lực, trực tiếp đem chỗ có độc tố hút tới trong miệng. Lúc này, Diệp Tử Thanh cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, nàng lập tức liền tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại một cái chớp mắt, liền phát giác được Trầm Phong thế mà tại. Diệp Tử Thanh nhất thời vừa thẹn vừa giận, nàng một tay lấy Trầm Phong mạnh mẽ đẩy ra, sau đó một bạt tai quất hướng Trầm Phong gương mặt. Trầm Phong lạnh lùng bắt lấy Diệp Tử Thanh cổ tay ngọc, sau đó hắn phun ra một ngụm màu đen độc huyết. Tiếp theo, hắn hất ra Diệp Tử Thanh tay, quệt quệt mồm sừng, sau đó đứng người lên lưng quay về phía Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh có chút mơ hồ, nàng nội y đã bị xé hỏng, không có cách nào mặc. Nàng liền trực tiếp đem quần áo thể thao kéo căng. Mà lại, nàng lúc này cũng rốt cuộc minh bạch chuyện gì phát sinh. Dù sao cũng là phát sinh ở nàng trên người mình sự tình. Nàng cũng liền minh bạch, Trầm Phong đại ca lại cứu nàng một lần. Không nên nói là một lần, là hai lần. Vừa rồi nếu không phải Trầm Phong ca ca, nàng trực tiếp cùng các bạn học cùng chết tại cổ trùng trong đống. Mà bây giờ, nếu không phải Trầm Phong ca ca phát hiện kịp thời, nàng cũng là trực tiếp chết. Bất quá lập tức Diệp Tử Thanh vẫn là buồn từ đó tới. Các bạn học tập thể tử vong để cho nàng vô pháp không thương tổn buồn, dạng này trầm trọng đả kích, nàng rất khó lấy lại tinh thần. Lần này, Trầm Phong không có quấy rầy Diệp Tử Thanh. Một mình hắn tĩnh tĩnh đợi ở một bên, cũng không nói chuyện. Qua lớn ước sau 2 giờ, Diệp Tử Thanh đi vào Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong nhìn bi bi thiết thiết Diệp Tử Thanh liếc một chút, đang chuẩn bị mở miệng nói có thể đi thôi. Nào biết được Diệp Tử Thanh đột nhiên thì vùi đầu vào Trầm Phong trong lồng ngực, lớn tiếng khóc giống lên. Trầm Phong là cái băng lãnh thiết huyết tính tình, hắn không sợ địch nhân giao nhọn cùng tử vong áp bách. Nhưng là dưới mắt, Diệp Tử Thanh thống khổ như vậy lại làm cho hắn chân tay luống cuống. Trầm Phong hai tay hư trương, hắn không biết hẳn là đưa tay đặt ở chỗ đó. Cứ như vậy, Diệp Tử Thanh khóc hồi lâu sau mới ngượng ngùng buông ra Trầm Phong. Nàng thút tha thút thít, nước mắt như mưa hỏi, Trầm Phong ca ca, ta phải làm gì mới tốt? Trầm Phong trầm mặc nửa ngày, hắn nỗ lực để cho mình thanh âm không có lạnh lùng như vậy, hắn nói ra, người đều có mệnh, đây là mạng bọn họ, mệnh số cho phép, người phải làm là tốt tốt sinh hoạt. Bởi vì muốn chết rất dễ dàng, nhưng phải sống sót rất khó. Diệp Tử Thanh hơi hơi ngẩn ngơ, nàng không hiểu nhiều lắm Trầm Phong lời nói. Nhưng Trầm Phong chịu nói chuyện, nàng trong lòng vẫn là dễ chịu rất nhiều. Lại qua 2 giờ, Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh một mực không nói gì. Trầm Phong cứ như vậy yên lặng bồi tiếp Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh ngẩng đầu nói ra, Trầm Phong ca ca, nơi này không có tín hiệu, chúng ta có thể hay không ở chỗ này làm ký hào, sau đó trở lại dưới núi lại báo động. Trầm Phong trầm giọng nói ra, nơi này vốn chính là người Miêu cấm địa. Chúng ta lầm sông tới xem như phạm vào kỵ húy, những này cổ trùng ở chỗ này, người đem người khác dẫn tới, ngược lại sẽ hại người khác. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Tử Thanh hoang mang lo sợ. Diệp Tử Thanh thật là hoang mang lo sợ, nàng và mọi người cùng nhau đi ra. Lần này sở hữu đồng học cùng lão thầy giáo đều không tại, nàng làm sao đều muốn hướng những bạn học này người nhà bàn giao a. Trầm Phong trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn cũng là cân nhắc đến Diệp Tử Thanh tình huống, ngay sau đó nói ra, người đưa di động cho ta, ta đi cấp người chụp mấy tấm hình, sau đó lưu lại ký hào. Chuyện này, người đến lúc đó muốn theo những cảnh sát kia nói rõ sự tình tính nghiêm trọng. Diệp Tử Thanh nói gấp, Trầm Phong ca ca, người theo giúp ta có được hay không? Người đến lúc đó cũng có thể làm chứng nhận. Trầm Phong nói ra, không được. Diệp Tử Thanh lúc này cũng không có tâm tình cầu Trầm Phong, nàng ánh mắt ảm đạm. Trầm Phong gặp nàng dạng này ủ rũ, liền giải thích nói, không phải ta không muốn giúp ngươi, ta người này tính khí không tốt, nếu là bọn họ hỏi ta phiền, ta có thể sẽ giết người. Cho nên, ta vẫn là không nên xuất hiện tốt. Hắn lời này cũng không phải nói đùa. Bất quá lập tức, Trầm Phong liền nói, ngươi cũng không cần sợ hãi sẽ có phiền phức, ta đến lúc đó nắm người bằng hữu giúp ngươi.
chuyện này sẽ không để cho ngươi có phiền phức, hắn là nghĩ đến Trầm Mặc Nùng. Chuyện này, Diệp Tử Thanh lúc đầu cũng là người bị hại, lại thêm Diệp Tử Thanh lại không có cái gì động cơ giết người, cho nên chuyện này rất lợi hại dễ giải quyết. Diệp Tử Thanh trong lòng một đoàn loạn ma, hiện tại Trầm Phong cho nàng định tâm hoàn, nàng cũng liền thoáng an tâm một số. Sau đó, Trầm Phong chiếu chiếu phiến đẳng các loại, lưu lại ký hào. Như thế về sau, Trầm Phong hỏi Diệp Tử Thanh, hiện tại có thể đi thôi. Chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này. Diệp Tử Thanh dưng dưng gật đầu. Hai người tiếp tục đi đường, nhưng mà, Diệp Tử Thanh dù sao cũng là nhược nữ tử, nàng đi rất chậm. Trầm Phong thật sự là có chút thụ không Diệp Tử Thanh tốc độ, hắn nói với Diệp Tử Thanh, ta có người tốt. Diệp Tử Thanh cũng là mệt mỏi không được, nhưng nàng có chút xấu hổ. Trầm Phong ngồi xổm xuống, nói ra, lên đây đi. Diệp Tử Thanh khẽ cắn môi, vẫn là bên trên Trầm Phong cõng. Trầm Phong đương nhiên sẽ không chiếm Diệp Tử Thanh tiện nghi, nhưng dạng này cõng, chắc chắn sẽ có chút bộ vị nhạy cảm dán. Trầm Phong cõng Diệp Tử Thanh, tốc độ của hắn triển khai, lướt nhanh như gió. Diệp Tử Thanh bắt đầu còn ngượng ngùng, nhưng lúc này trong lòng là âm thầm chấn kinh, Trầm Phong ca ca còn là người sao? Cõng ta, còn có thể đi nhanh như vậy. Diệp Tử Thanh nếu không phải trong lòng bi thương, lúc này khẳng định phải tìm Trầm Phong hỏi không ngừng. Cái này một đường mà đi, lấy Trầm Phong tốc độ, sau cùng rốt cục tại buổi tối 7 giờ thời điểm đến trước đó khách sạn chỗ. Cái kia khách sạn chỗ có ánh đèn lóe lên, loại này ánh sáng trong rừng rậm tựa như là ấm áp bến cảng. Diệp Tử Thanh ở ngực bị đỉnh đau nhức, lúc này, Trầm Phong đưa nàng buông ra. Hai người cùng một chỗ hướng khách sạn chỗ đi đến. Vừa mới đến cửa khách sạn, Diệp Tử Thanh chợt nghe bên cạnh phanh một thanh âm vang lên. Nàng giật mình, quay đầu liền trông thấy Trầm Phong hôn mê trên mặt đất. Diệp Tử Thanh hãi nhiên thất sắc, nàng ngồi xổm xuống lo lắng nói, Trầm Phong ca ca, ngươi làm sao, ngươi đừng dọa ta à. Tiểu cô nương nước mắt đều hoảng sợ đi ra. Trầm Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn lúc này rốt cuộc biết chuyện gì phát sinh, nguyên lai hắn đang cấp Diệp Tử Thanh hút cổ độc về sau, cái kia cổ độc có lưu lại đồ, vật tại trong miệng hắn. Sau đó, những này cổ độc theo hắn nước bọt tuyến tiến vào trong thân thể của hắn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, những này cổ độc tại Trầm Phong trong thân thể thế mà một lần nữa dựng dục ra một cái kỳ dị cổ trùng. Cái này cổ trùng hiện tại vẫn là tại thai nghén trong trạng thái, nhưng là nó độc tố đã trực tiếp nhuộm dần Trầm Phong tạng phủ. Trầm Phong đoạn đường này cõng Diệp Tử Thanh cấp tốc đi đường, hắn để những độc tố đó bay hơi đến càng nhanh. Lúc này, độc tố phát tác, Trầm Phong đầu nhoáng một cái, liền ngã xuống. Trầm Phong lắc đầu, hắn để cho mình tỉnh táo lại. Thân thể của hắn dù sao cũng là cường đại đến biến thái, cho nên rất nhanh, hắn thì ngăn chặn độc tố. Trầm Phong một thanh ngồi xuống. Diệp Tử Thanh không khỏi đại hỉ, nói, Trầm Phong ca ca, người không sao chứ. Trầm Phong không muốn để cho Diệp Tử Thanh lo lắng, hắn nói ra, ta không sao. Diệp Tử Thanh thật dài thở phào, nàng nói ra, người nhất định là mệt chết đi. Ta dìu ngươi đi vào. Trầm Phong đứng lên, hắn đẩy ra Diệp Tử Thanh tay, nhạt lạnh nói ra, ta mình có thể đi. Diệp Tử Thanh cũng coi là giải Trầm Phong tính cách, nàng cũng không chút nào tức giận. Ngay sau đó, hai người tiến khách sạn. Khách sạn đại môn là mở, phục vụ viên kia cùng bà chủ gặp khách đến thăm người tự nhiên là hoan hỉ. Diệp Tử Thanh nói với bà chủ, ca ca ta đi đường rất mệt mỏi, có thể cho chúng ta một cái phòng nghỉ ngơi sao? Bà chủ kia nói ra, đương nhiên có thể. Nàng quét Trầm Phong liếc một chút, đột nhiên biến sắc, nói, người bên trong kim tằm cổ độc. Trầm Phong hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn bà chủ liếc một chút, nói ra, người biết loại này cổ độc. Bà chủ đột nhiên thì biến một bộ thái độ, nàng lúc này giống như là cao thâm mà chắc cao nhân. Nàng nói ra, ta đâu chỉ biết kim tằm cổ độc, ta còn biết, người nhất định là vì cứu bên cạnh ngươi nha đầu này. Lấy ngươi thân thủ, cho dù là cái này miêu cương bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cổ độc thương tổn được ngươi. Ngươi là vì nha đầu này hút cổ độc, sau đó cổ độc tại trong thân thể ngươi tẩm bổ. Ngươi tu vi càng mạnh, cái này tẩm bổ ra kim tằm cổ độc thì càng phát ra độc ác. Diệp Tử Thanh nghe xong bà chủ lời nói nhất thời thì ngây người. Nàng thế mới biết Trầm Phong ca ca vì cứu mình, cư nhưng đã thân chúng kịch độc. Nhưng hắn trên đường đi lại cái gì đều không nhắc. Chính mình còn muốn hắn cõng đi xa như vậy. Diệp Tử Thanh hốc mắt nhất thời thì đỏ. Nàng bận bịu khóc hỏi bà chủ, nói, bà chủ, ca ca ta hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ có hay không có sự tình?
Bà chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, trong vòng 3 ngày, cổ độc công tâm, chết chắc. Diệp Tử Thanh thân thể kịch chấn. Trầm Phong ánh mắt không khỏi phức tạp, hắn nhìn một chút bà chủ, sau đó lại nhìn một chút Diệp Tử Thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy đây hết thảy cực kỳ hoang đường. Chính mình cuộc đời xưa nay thì không xen vào việc của người khác, lần này xen vào việc của người khác thế mà liền muốn chính mình mệnh. Đúng là mỉa mai a. Diệp Tử Thanh giữ chặt bà chủ tay, gấp giọng nói, bà chủ, ngài nhất định có biện pháp cứu ca ca ta mệnh đúng hay không, ta van cầu ngài, van cầu ngài. Nàng đau khổ cầu khẩn. Bà chủ buông buông tay, nói, tiểu nha đầu, cái này không phải ta có ý làm khó ngươi. Kim tầm cổ tại Miêu Cương cổ độc bên trong không phải độc nhất, nhưng là khó chơi nhất. Nếu là trực tiếp bị kim tầm cổ cắn, cứu giúp kịp thời, ta còn có thể cứu. Giống hắn loại này dùng tự thân tinh huyết tẩm bổ đi ra kim tầm cổ, vậy ta là cứu không? Diệp Tử Thanh không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nàng hỏi, chẳng lẽ thì không có biện pháp nào sao? Bà chủ nói ra, trừ phi các ngươi có thể tìm tới Đại Miêu Vương, nhìn xem Đại Miêu Vương có hay không biện pháp cứu. Đại Miêu Vương ở đâu? Diệp Tử Thanh nghe được một đường sinh cơ, liền vội vàng hỏi. Bà chủ nhìn Trầm Phong liếc một chút, nàng nói ra, ta nhìn ngươi cũng là vì cứu người mới đưa đến kết cục này, lần này ta thì làm một chuyện tốt. Cái kia Đại Miêu Vương tại Thông Thiên trong động phủ, ta cho các ngươi họa cái địa đồ, các ngươi chiếu vào qua tìm. Cũng không biết a ngươi thân thể này đến có thể hay không trèo chống ngươi đến Thông Thiên động phủ. Mà lại ngươi coi như đến, Đại Miêu Vương chưa hẳn chịu cứu ngươi, coi như Đại Miêu Vương chịu cứu, hắn cũng chưa chắc có biện pháp cứu. Bà chủ, ngài nhanh cho chúng ta vẽ bản đồ đi. Diệp Tử Thanh vội vàng khẩn cầu, cho dù là có một chút hy vọng, nàng cũng không cần từ bỏ a. Bà chủ gật gật đầu. Sau đó, phục vụ viên an bài Diệp Tử Thanh cùng Trầm Phong trước nhập tọa. Diệp Tử Thanh cho Trầm Phong châm trà nước, nàng nước mắt ba ba nói ra, Trầm Phong ca ca, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Trầm Phong nhìn Diệp Tử Thanh liếc một chút, hắn khó được ôn nhu nói ra, chuyện không liên quan ngươi. Câu nói này cho dù là hắn hòa hoãn ngữ khí nói chuyện, nhưng cũng có vẻ hơi lạnh ba ba. Sau đó, bà chủ đem địa đồ lấy tới. Trầm Phong tiếp nhận, hắn cũng không có nói với bà chủ cảm ơn. Trên thực tế, hắn từ khi sau khi trúng độc, liền xem như bà chủ biết bí mật, hắn cũng không có theo bà chủ làm sao nói. Diệp Tử Thanh vội vàng cảm ơn bà chủ, tiểu cô nương đứng lên liên tục cúi đầu, cái kia cảm kích a. Trầm Phong nhìn Diệp Tử Thanh liếc một chút, hắn sau đó đứng dậy, nói, chính ngươi trở về đi, trên bàn ta cho ngươi lưu cái dãy số, ngươi đến lúc đó đánh tới, báo ra danh hiệu ta, nàng hội giải quyết cho ngươi không tất yếu phiền phức. Trầm Phong sau khi nói xong, xoay người rời đi ra khách sạn. Diệp Tử Thanh ngây người, nàng đã tỉnh hồn lại về sau lập tức đi theo ra khách sạn. Bên ngoài khách sạn là hắc ám, Diệp Tử Thanh bước nhanh theo sau, nàng hai tay mở ra, ngăn ở Trầm Phong trước mặt, nói ra, ta muốn cùng đi với ngươi. Trầm Phong quét mắt một vòng Diệp Tử Thanh, hắn nói ra, ngươi đi làm cái gì? Diệp Tử Thanh nói ra, ngươi là bởi vì ta mới trúng độc, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Nàng lộ ra rất lợi hại kiên quyết. Không cần, Trầm Phong nói ra, hắn đón đến, nói, ta không có dư thừa khí lực tới chiếu cố ngươi. Diệp Tử Thanh nói ra, ta không cần ngươi chiếu cố, ta có thể chiếu cố ngươi. Trầm Phong không muốn lại theo Diệp Tử Thanh nói nhảm, nói, cút ngay. Những lời này là có chút đả thương người. Nếu là bình thường, Diệp Tử Thanh khẳng định sẽ thương tâm. Nhưng bây giờ, Diệp Tử Thanh tâm lý lại là tràn đầy cảm động. Trầm Phong ca ca thân chúng kịch độc. Hắn là bởi vì cứu mình mới như thế. Hắn bản sự thông thiên, ban đầu vốn nên không có bất kỳ người nào có thể thương hắn. Hiện tại hắn bị chính mình làm hại bộ dáng như vậy, lại một tiếng lời oán giận đều không có. Mà lại lúc này còn muốn độc thân qua sông Long Đàm Hổ Huyệt. Diệp Tử Thanh vừa nghĩ như thế, nước mắt thì ào 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 rơi xuống. Nàng hung hăng lau nước mắt, nói ra, ta nhất định muốn cùng đi với ngươi. Trầm Phong nói ra, không khỏi rượu. Hắn chợt lách người thì phiết có thể Diệp Tử Thanh, tiếp lấy rất nhanh liền hướng trong rừng đi đến. Trầm Phong tốc độ bao nhanh a, hắn một hồi đem Diệp Tử Thanh vung nhìn không thấy. Diệp Tử Thanh khẽ cắn môi, nàng không nói hai lời thì đi theo vào. Cái kia khách sạn phía trước, bà chủ cùng phục vụ viên nhìn lấy một màn này. Phục vụ viên nước mắt ào ào, nói ra, bà chủ, hảo cảm người nha. Bà chủ thở dài, nói ra, tiểu cô nương này yêu như thế cái ma tinh.
cũng không biết là hắn chịu phục vẫn là tai nạn. Bà chủ, người tại sao muốn nói nam kia là ma tinh a? Phục vụ viên khó hiểu nói, ta nhìn cái này nam rất không tệ a, bị cô nương này hại muốn chết, cũng không có nửa câu trách cứ. Người cái tiểu hài tử biết cái gì? Bà chủ nói ra, cái này Trầm Phong giết hại sâu nặng, tương lai không biết muốn giết bao nhiêu người. Hết lần này tới lần khác cái cô nương này lại là tâm địa tinh khiết nhất. Lão thiên an bài duyên phận thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Một cái giết chóc quen tay ma quỷ cùng một cái đơn thuần nhất cô bé thiện lương cùng một chỗ, đây là muốn náo loại nào a? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Tử Thanh đi vào trong rừng, đường núi khó đi, nàng đi chậm rãi từng bước. Mà lại, Diệp Tử Thanh một ngày này cũng không hảo hảo ăn một chút gì. Cho nên hiện tại, nàng bước đi rất chậm, bất quá Diệp Tử Thanh rất là kiên quyết, nàng kia không thối lui chút nào. Trước mắt Diệp Tử Thanh, nàng không biết mình muốn đi đâu có thể tìm tới Trầm Phong, nàng cũng không có địa đồ. Có thể những này Diệp Tử Thanh đều không để ý, nàng biết là, Trầm Phong ca ca là bởi vì chính mình thân chúng kịch độc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng chỉ có đang tìm kiếm Trầm Phong ca ca trên đường, nàng mới có thể không cảm thấy áy náy. Diệp Tử Thanh cứ như vậy một mực đang trong sơn đạo đi 3 giờ. 3 giờ sau, nàng bàn chân mài ra vô số nước ngâm. Nàng những ngày này liên tục bôn ba, lại tăng thêm các bạn học xảy ra chuyện, nhưng nói là tâm lực lao lực quá độ. Diệp Tử Thanh hơi hơi thở dài, nàng thân ở loại này trong rừng rậm, bốn phía đều là một mảnh nói không nên lời đen nhánh. Trong rừng còn có độc trùng mãnh thú, chim côn trùng kêu vang gọi không ngừng bên tai. Đúng lúc này, một đầu mất phương hướng cô lang xuất hiện. Đầu này hung lang trong mắt hiện ra xanh mơn mởn quang mang, nó đã vô cùng nghèo đói. Dưới mắt nó nhìn thấy Diệp Tử Thanh, chẳng khác nào là nhìn thấy mê người mỹ thực. Bất quá đầu này hung lang vẫn là rất lợi hại cẩn thận, nó trước không nhúc nhích quan sát đến Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh lúc này tâm lý lạ thường không có sợ hãi, nàng cười nhạt một tiếng, nói, tốt a, cái này là ai cũng đi không thoát. Trầm Phong ca ca, các bạn học, ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ. Nàng nói xong cũng thân thể nghiêng một cái, ngất đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Tử Thanh rốt cục mơ màng tỉnh lại. Nàng khi mở mắt ra, bốn phía vẫn là đen kịt một màu. Nhưng đập vào mi mắt lại là Trầm Phong ca ca lạnh lùng khuôn mặt. Trầm Phong đưa nàng ôm vào trong ngực, bản thân hắn thì là dựa vào thụ chợp mắt. Ngươi tỉnh, Trầm Phong lập tức phát giác, hắn cúi đầu nhìn về phía Diệp Tử Thanh, nhạt lạnh nhạt nói. Diệp Tử Thanh chỉ cảm thấy Trầm Phong ôm ấp cực kỳ ấm áp, nàng nhịn không được hỏi, Trầm Phong ca ca, chúng ta là đều chết sao? Không có, Trầm Phong nói ra. Diệp Tử Thanh não tử dần dần thanh tỉnh, nàng ngồi xuống, nói ra, chúng ta cũng chưa chết. Sau đó, nàng cao hứng nói ra, Trầm Phong ca ca, người vẫn luôn theo ta, bảo hộ ta đúng hay không? Trầm Phong nói ra, bởi vì ngươi, ta lãng phí 1/3 còn sót lại thể lực cùng 7 giờ thời gian. Hắn đón đến, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là đang giúp ta sao? Diệp Tử Thanh nhất thời gục đầu xuống, tội nghiệp nói ra, thật xin lỗi, Trầm Phong ca ca. Trầm Phong nói ra, ăn đi, sau đó ngủ một giấc. Hắn là không nguyện ý nhiều lời. Bất quá hắn đưa cho Diệp Tử Thanh là một cái đan dược. Tụ linh đan. Đây là cái gì? Diệp Tử Thanh kỳ quái hỏi. Độc dược, hạ độc chết ngươi. Trầm Phong lạnh lùng nói ra. Diệp Tử Thanh hiểu ý cười một tiếng, nói ra, Trầm Phong ca ca ngươi mới không nỡ đây. Nàng nói xong cũng một ngụm nuốt tụ linh đan. Cái kia tụ linh đan đối La Quân, Trầm Phong dạng này người mà nói đã không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với người bình thường Diệp Tử Thanh tới nói lại là thần đan diệu dược. Mà lại, cái này tụ linh đan giá chỉ có thể đạt tới 1000 vạn cấp bậc. Bao nhiêu phú hào đều nguyện ý ra giá a, vẫn là có tiền mà không mua được. Diệp Tử Thanh làm sao biết nàng tùy tiện ăn đan dược này mắc như vậy? Muốn là biết, không biết nàng còn có nuốt được xuống không? Cái này tụ linh đan vào miệng tan đi, dược lực trong nháy mắt đến toàn thân. Ban đầu tụ linh đan, tại thân thể tràn ngập tạp chất tình huống dưới, đó là hội trước bài trừ độc tố. Diệp Tử Thanh liền cảm giác thể nội có một cỗ khí tại du tẩu. Nhiệt lượng tại Diệp Tử Thanh thể nội tụ tập, rất nhanh, Diệp Tử Thanh trên cánh tay, trên da thì có một tầng màu đen mồ hôi. Đây là thể nội độc tố đang hướng ra ngoài bài xuất. Diệp Tử Thanh cảm giác thân thể phá lệ sảng khoái tinh thần đứng lên. Não tử cũng là nói không ra thanh tỉnh, thân thể cũng có kinh. Nàng da thịt cũng tại nóng lên.
Diệp Tử Thanh lúc này rốt cuộc ý thức được cái này đan dược không phải phổ thông đồ, vật. Cho dù là lấy nàng nhãn giới cũng đoán được đan dược này là giá trị liên thành, Trầm Phong ca ca, ngươi cho ta ăn là đan dược gì a? Làm sao thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ là trường sinh bất lão đan thuốc? Trầm Phong nhìn một chút Diệp Tử Thanh, ngu ngốc như vậy vấn đề, hắn là lười nhác trả lời. Vậy cái này thuốc nhất định rất đắt a? Diệp Tử Thanh lại hỏi. Tạm được, nếu như bán cho cái nào đó lão nhà giàu, 1.000 vạn vẫn là rất đơn giản. Trầm Phong hời hợt nói ra. Diệp Tử Thanh nhất thời líu lưỡi, nàng biết Trầm Phong tuyệt sẽ không đùa giỡn cùng nói láo. Nàng không khỏi che miệng, nói, trời ạ, ta vừa rồi ăn 1.000 vạn. Sau đó, Diệp Tử Thanh có chút hối hận, nói ra, Trầm Phong ca ca, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Không phải vậy lời nói, ta lấy qua bán liền thành 1.000 vạn phú ông. Trầm Phong lập tức lại lấy ra một cái tụ linh đan, nói, cho ngươi. Diệp Tử Thanh ngẩn ngơ. Sau đó nàng lại bắt đầu ngại ngùng, nói ra, Trầm Phong ca ca, ta đùa giỡn với ngươi. Nàng đón đến, nói, đúng, ngươi ăn cái này, đối ngươi thương có thể hay không tốt đi một chút. Sẽ không, Trầm Phong nói ra. Diệp Tử Thanh còn muốn nói tiếp cái gì, Trầm Phong nhắm mắt lại nói ra, ngủ. Hắn đem tụ linh đan thu vào qua. Diệp Tử Thanh liền ngoan ngoãn nghe lời, tọa hạ dựa vào thụ ngủ. Nhưng ngay lúc đó nàng liền nói, Trầm Phong ca ca, ta ngủ không được. Trầm Phong không để ý tới Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh nói ra, trên người của ta tất cả đều là mồ hôi bẩn. Trầm Phong mở mắt ra, hắn thở dài, nói ra, đi theo ta. Hắn thần thức triển khai, đã sớm đem chung quanh tình huống sở nhất thanh nhị sở. Trầm Phong biết, ngay tại phía đông nam có một cái hồ nước. Tại Trầm Phong chỉ huy dưới, Diệp Tử Thanh rất nhanh liền nhìn thấy cái kia hồ nước. Hồ nước ở ngoài sáng tháng chiếu rọi tràn ngập sắc thái thần bí. Tựa như là bên trong sẽ có trong truyền thuyết Mỹ nhân ngư. Hồ này lộ ra phá lệ tĩnh mịch, lại sẽ cho người cảm thấy ở trong đó sẽ có hay không có hồng thủy mãnh thú. Xuống dưới tắm một cái đi, ta sẽ không nhìn ngươi. Trầm Phong xoay người. Thế nhưng là Trầm Phong ca ca, bên trong sẽ có hay không có rắn nha. Diệp Tử Thanh vẫn là sợ hãi. Không có, Trầm Phong nói ra. Làm sao ngươi biết không có? Diệp Tử Thanh ngẹo đầu hỏi. Trầm Phong nói ra, ta nói không có là không có, người đến tẩy không tẩy, không tẩy liền đi. Diệp Tử Thanh thật sự là thân thể sền sệt khó chịu, nàng liền nói ra, vậy được rồi, ta tẩy. Có thể ngươi tuyệt đối không cho phép nhìn lén. Trầm Phong nói ra, khô cần có cái gì tốt nhìn. Diệp Tử Thanh nghe xong lời này thì không phục, nàng không cong ngực, muốn nói mình chỗ nào gầy ba ba. Bất quá Trầm Phong là cõng nàng, nàng cũng không tốt lắm ý tứ chạy đến Trầm Phong trước mặt ưỡn ngực. Sau đó, Diệp Tử Thanh đem quần áo rút đi, trần truồng xuống nước. Nàng đối Trầm Phong có loại không khỏi tín nhiệm cảm giác, nàng biết, hắn là tuyệt sẽ không xoay người lại nhìn lén. Muốn là đổi lại La Quân gia hỏa này là khẳng định phải nhìn lén. Đây chính là Trầm Phong cùng La Quân trên bản chất khác nhau. Diệp Tử Thanh trong nước tẩy thân thể khi đợi, nàng kìm lòng không được xoa xoa chính mình ngực, tự lẩm bẩm, không có khô cằn mà. Trầm Phong thính lực hạng gì biến thái, hắn đem câu nói này nghe rõ ràng. Luôn luôn nghiêm túc Trầm Phong tại một cái chớp mắt nhìn không được khóe miệng liên lụy ra một tia cười khẽ. Ngày thứ hai, hai người tiếp tục đi đường. Trầm Phong thân thể cũng không có kém như vậy, hắn đem độc tố nỗ lực ngăn chặn. Nếu như chờ đến 3 ngày sau hoàn toàn áp chế không nổi, cái kia chính là Trầm Phong tử kỳ. Trầm Phong dã ngoại sinh tồn năng lực là tương đương cường hãn, trên đường đi. Hắn mang theo Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh dù cho lại mệt mỏi lại khổ quá là cắn răng kiên trì. Dạng này lại đuổi 1 ngày đường, ban đêm hai người tìm trống trải địa phương dựa vào thụ nghỉ ngơi. Diệp Tử Thanh một câu khổ lụy cũng không nói, nhưng Trầm Phong có thể tưởng tượng đi ra, cái tiểu nha đầu này vẫn luôn là nuông chiều từ bé, bây giờ ăn lớn như vậy khổ lại cái gì cũng không nói, thật đúng là cái lại kiên cường lại quật cường cô nương. Hối hận a, Trầm Phong hỏi Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh nhếch miệng cười một tiếng, nàng cười một tiếng liền lộ ra hai hàng chỉnh tề khiết răng trắng, không hối hận. Trầm Phong đi vào Diệp Tử Thanh trước mặt, hắn đột nhiên nắm lên Diệp Tử Thanh mắt cá chân. Diệp Tử Thanh hơi kinh hãi. Trầm Phong đem Diệp Tử Thanh giày cởi xuống, nàng dưới chân đã là một mảnh máu thịt be bét. Cặp chân kia dưới dậy nước ngâm, lại bị dẫm phá, như thế máu tươi chảy ra. Có thể suy ra, vào hôm nay đi đường bên trong,
Diệp Tử Thanh mỗi đi một bước đều là vô cùng thống khổ. Nhưng nàng lại cái gì cũng không có biểu lộ ra. Tại sao muốn theo tới? Trầm Phong nhìn về phía Diệp Tử Thanh, hắn ánh mắt rất lợi hại phức tạp, ăn dạng này khổ, đáng giá không? Diệp Tử Thanh nhìn về phía Trầm Phong, nàng nói ra, Trầm Phong ca ca ngươi bản sự siêu quần, trong thiên hạ không ai bị thương ngươi. Nhưng ngươi vì cứu ta, lại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cái này lại đáng giá không? Ta cứu ngươi lúc cũng không biết sẽ có nguy hiểm như vậy, nếu như ta biết, chắc chắn sẽ không cứu ngươi. Trầm Phong nhạt lạnh nói ra. Hắn lời nói này là sự thật. Vậy ngươi vì cái gì không có chút nào trách ta? Diệp Tử Thanh hỏi. Trầm Phong nói ra, như là đã phát sinh, trách ngươi thì có ích lợi gì? Diệp Tử Thanh trầm mặc xuống dưới, nàng trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, Trầm Phong ca ca, ngươi đến là dạng gì người? Vì cái gì ngươi hội lợi hại như vậy? Trầm Phong nói ra, không thể trả lời. Diệp Tử Thanh thở dài, ai, cái này Trầm Phong ca ca thật sự là nàng thấy, trước đó chưa từng có lãnh khốc một tên A. Một đêm này, trôi qua rất nhanh. Hừng đông về sau, hai người lại muốn tiếp tục đi đường. Trầm Phong ngồi xổm ở Diệp Tử Thanh trước mặt, nói ra, lên. Không được, Trầm Phong ca ca ngươi thụ thương, ta sao có thể để ngươi cõng ta? Ta có thể đi, Diệp Tử Thanh nói gấp. Trầm Phong nói ra, đừng nói nhảm, lấy tốc độ ngươi, ta cho dù chết, cũng đến không thông thiên động phủ. Lên. Trầm Phong lời nói bên trong ẩn chứa một cỗ uy nghiêm, Diệp Tử Thanh bị hù dọa, nàng không dám cự tuyệt, ngay sau đó hốc mắt đỏ lên, rưng rưng bên trên Trầm Phong cõng. Một ngày này ban đêm, Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh rốt cục nhìn thấy đổ bên trong cửu tuyệt lĩnh, thất sát lĩnh, thiên cổ phong. Trước đó phương còn có đèn đuốc điểm điểm, xem ra chỗ nào cũng đã là thông thiên động phủ. Trầm Phong cắn răng một cái, cõng Diệp Tử Thanh hướng đường núi quanh co bên trên đi đến. Cái kia đường núi một đường đều là uốn lượn hướng lên. Ước chừng sau 20 phút, Trầm Phong rốt cục đi vào một cái trong sơn cốc. Sơn cốc kia phía trước là một khối rất đại không, trên đất trống còn phơi có hạt thóc, dưới ánh trăng, trên đất trống không có bất kỳ người nào, nơi này một mảnh tĩnh mịch. Trầm Phong tìm ánh sáng tìm đi qua. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy sơn cốc đằng sau là một cái thôn xóm, trong thôn làng ước chừng có chừng trăm gia đình. Trầm Phong biết nơi này là thông thiên thôn, mà thông thiên động phủ ngay tại thông thiên phía sau thôn mặt. Trầm Phong cõng Diệp Tử Thanh đi vào thông thiên thôn, hắn cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến thứ nhất hộ nhà bằng đất trước mặt. Cái kia nhà bằng đất đại môn đã rất là rách dưới, mà lại nhà bằng đất cũng nhiều năm rồi. Nhìn ra được, nơi này điều kiện vô cùng gian khổ. Trầm Phong gõ cửa. Chỉ chốc lát về sau, bên trong truyền đến người Miêu thanh âm, người nào nha? Cái này người Miêu nói là giọng nói quê hương, Trầm Phong muốn rất lợi hại vất vả phân biệt. Đương nhiên, câu nói này không cần phân biệt cũng có thể đoán được. Hắn trầm xuống thanh âm nói ra, ta là ngoại hương nhân, chỉ vì ngộ chúng cổ độc, cho nên muốn mời Đại Miêu Vương xuất thủ cứu mệnh. Trầm Phong nói cho hết lời về sau, bên trong lại là một trận trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, cửa bị mở ra. Mở cửa là một cái gầy yếu trung niên nam tử, hắn ăn mặc vải xám xam, lộ ra rất là mộc mạc. Bất quá nam tử này tinh khí thần rất không tệ, hắn nhìn một chút Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh, đại khái là bởi vì Diệp Tử Thanh nhìn thì không giống như là người xấu. Cho nên hắn thần sắc hòa hoãn một số. Sau đó, hắn nói ra, các ngươi vào đi. Trầm Phong gật gật đầu. Diệp Tử Thanh ghé vào Trầm Phong cõng lên, nàng lập tức cảm kích vô cùng nói ra, cảm ơn ngài, thúc thúc. Nam tử không có nói nhiều. Vào nhà về sau, Trầm Phong đem Diệp Tử Thanh phóng tới trên ghế ngồi xuống. Cái này nhà bằng đất bên trong hết thảy đều rất lợi hại đơn sơ. Cái này khiến ở quen thành thị Diệp Tử Thanh trong lòng có chút rung động, thế gian thế mà còn có như thế cùng khổ địa phương A. Là ngươi chúng cổ độc, nam tử nhìn Trầm Phong liếc một chút, hắn hỏi. Trầm Phong gật gật đầu. Nam tử nói ra, Đại Miêu Vương là sẽ không dễ dàng vì ngoại hương nhân xuất thủ. Ta không thuộc về thông thiên động phủ người, chỉ là thông thiên thôn thôn dân. Ta hiện tại cho ngươi xem một chút ngươi cổ độc, nếu là ta giải quyết không, ta thì dẫn ngươi đi thông thiên động phủ. Bất quá đến lúc đó Đại Miêu Vương có chịu ra tay hay không, vậy thì không phải là ta có thể quản được. Tạ ơn thúc thúc, Diệp Tử Thanh lập tức cảm kích nói ra. Nam tử cho Trầm Phong bắt mạch, hắn bắt mạch sau một hồi lâu, sắc mặt đột nhiên thì biến. Diệp Tử Thanh giật mình, nói ra, thúc thúc, làm sao? Nam tử lại nhìn một chút Diệp Tử Thanh, hắn nói ra, ta minh bạch.
hắn nhìn về phía Trầm Phong, nói, trên người ngươi cổ độc là bởi vì ngươi thay cái này tiểu muội muội hút cổ độc chi huyết đúng hay không? Trầm Phong gật gật đầu. Nam tử nói ra, trách không được, cái này tiểu muội muội chính là chưa xuất các nữ oa oa, trên thân thuần âm chi khí tinh khiết nhất, như thế vừa vặn thoải mái kim tầm cổ. Ngươi hấp thu về sau, ngươi mạch máu trong người thuần dương cùng cực, bởi vậy âm dương hòa tan, liền sinh ra cái này lợi hại nhất kim tầm cổ vương. Kim tầm cổ vốn là khó chơi, trong thân thể ngươi lại là kim tầm cổ vương, chỉ sợ là đại miêu vương cũng chưa chắc có biện pháp cứu ngươi. Diệp Tử Thanh không khỏi thất sắc, nàng hốc mắt nhất thời đỏ, thút tha thút thít nói ra, Trầm Phong ca ca, đều là ta hại ngươi. Trầm Phong sắc mặt âm trầm xuống, hắn cũng không muốn chết, hắn chả có rất nhiều đại sự không làm đây. Có thể giúp ta dẫn kiến đại miêu vương sao? Trầm Phong hỏi nam tử. Nam tử nói ra, ta là không có có quyền lợi nhìn thấy đại miêu vương, bất quá ta có thể dẫn ngươi đi theo động phủ người thông truyền một tiếng, sau đó để bọn hắn qua thông báo đại miêu vương. Trầm Phong gật gật đầu. Diệp Tử Thanh nói gấp, tạ ơn thúc thúc. Nam tử đứng lên, nói, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Trầm Phong liền cũng đứng lên, Diệp Tử Thanh muốn đi theo, Trầm Phong đè lại Diệp Tử Thanh, nói, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Diệp Tử Thanh vô cùng kiên quyết, nàng nói ra, ta nhất định phải đi cầu đại miêu vương cứu ngươi. Trầm Phong ngơ ngẩn, hắn liền biết mình là ngăn không được cái này quật cường tiểu cô nương. Ngay sau đó, hắn cũng thì không nói thêm lời. Lần này, Trầm Phong vẫn là cõng Diệp Tử Thanh. Lúc ra cửa đợi, Diệp Tử Thanh hỏi nam tử, nói ra, thúc thúc, ngài giúp chúng ta đại ân, chúng ta còn không biết ngài kêu cái gì đâu. Ta gọi Diệp Tử Thanh, đây là ta Trầm Phong ca ca. Nam tử nhìn Diệp Tử Thanh liếc một chút, hắn mỉm cười, nói ra, người tựu ta A Bảo Thúc đi. A Bảo Thúc, Diệp Tử Thanh lập tức kêu một tiếng. A Bảo Thúc hiểu ý cười một tiếng. Thông thiên phía sau thôn mặt thì là liên miên thông thiên động phủ, đến thông thiên động phủ trước phải đi qua lấy đầu đại xích sắt tu thành sắt cầu. Cầu phía dưới là vực sâu vạn trượng, nhìn khá là võ hiệp bên trong vị đạo. Muốn qua cái kia cầu treo bằng dây cáp lại là cần chút đảm lượng, nhát gan người căn bản không dám qua, một chân đạp trên qua, cầu thân thể lay động. A Bảo Thúc nói ra, các ngươi cẩn thận một chút. Hắn rất khinh xảo đạp lên, Trầm Phong không nói một lời, cõng Diệp Tử Thanh đi lên, hắn đi được vững vững vàng vàng. Ngươi muốn là sợ hãi thì nhắm mắt lại, Trầm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn đều không biết mình tại sao muốn đối Diệp Tử Thanh quan tâm như vậy. Diệp Tử Thanh đã thành thói quen Trầm Phong lạnh giọng lạnh ngữ, nhưng nàng đồng dạng minh bạch Trầm Phong ca ca loại này đặc thù quan tâm. Ta không sợ, Diệp Tử Thanh nhẹ giọng tại Trầm Phong bên tai nói ra, chỉ cần theo Trầm Phong ca ca ngươi cùng một chỗ, ta thì cái gì còn không sợ. Nàng lúc nói chuyện, miệng bên trong nhiệt khí thổi tới Trầm Phong bên tai, Trầm Phong mặt mo đỏ ửng, cau mày nói, cách ta xa một chút. Diệp Tử Thanh hì hì cười một tiếng, nói ra, Trầm Phong ca ca ngươi thẹn thùng nha. Trầm Phong lạnh hừ một tiếng, lại không ra. Rất nhanh, ba người thì qua cầu treo bằng dây cáp. Phía trước cũng là một cái to lớn động khẩu, động miệng phía trên có thông thiên động phủ bốn chữ. Động phủ phía trước còn có hai cái lỗ cửa phủ đồ chấn giữ. Cái kia hai tên môn đồ gặp A Bảo Thúc, bên trong một cái lạnh lùng quát lớn, A Bảo, người đêm hôm khuya khoát tới nơi này làm gì? A Bảo Thúc mỉm cười, nói ra, là như thế này, nơi này có cái rất đặc thù bệnh nhân, trong cơ thể hắn dựng dục ra một cái kim tầm cổ vương, như trễ giải cứu, chính là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia cũng là bọn hắn tự tiện xông vào miêu cương chi địa, đây là gieo gió gặt bão, hắn sinh tử, cùng ta thông thiên động phủ có liên can gì? Cái kia môn đồ lạnh lùng bác bỏ A Bảo Thúc. Diệp Tử Thanh giãy giụa lấy từ trên người Trầm Phong xuống tới, nàng đi vào hai tên môn đồ trước liên tục chắp tay, nói ra, hai vị đại ca ca, van cầu các ngươi để cho chúng ta nhìn một chút đại miêu vương, không phải vậy ta Trầm Phong ca ca liền sẽ không có cứu. Nàng nói tội nghiệp, nước mắt như mưa, khiến người ta cho dù là ý chí sắt đá cũng không nhịn được muốn hóa thành nhu ruột. Nhưng hai cái này môn đồ lại thật sự là so ý chí sắt đá còn muốn ý chí sắt đá. Bọn họ đối mặt Diệp Tử Thanh cầu khẩn thở, mau mau rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Tử Thanh bất đắc dĩ, nàng liền muốn quỳ xuống đi mời cầu. Nhưng vào lúc này, Trầm Phong tiến lên đưa nàng giữ chặt. Trầm Phong hướng hai tên môn đồ lạnh lùng nói ra, ta muốn gặp đại miêu vương. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người còn là thế nào? Cái kia môn đồ âm thanh lạnh lùng nói. Trầm Phong đột nhiên xuất thủ,
một thanh bóp lấy này môn đồ vị trí hiểm yếu, cứ như vậy xinh xinh đem hắn nhấc lên, ta nghe không hiểu. Trầm Phong lạnh lùng nói ra. Cái kia một môn khác đồ lập tức quát, làm càn. Hắn mắng xong sau, nhất quyền vung hướng Trầm Phong kiểm môn, khuôn mặt. Trầm Phong phanh một tiếng đá ra một chân, trực tiếp đem cái kia môn đồ đá bay ra ngoài. Hiện tại có thể thông báo sao? Trầm Phong cầm trong tay bóp lấy môn đồ ném ra bên ngoài, đối hai cái này chó giữ nhà lạnh lùng nói ra. Hai tên môn đồ oán hận mắt nhìn Trầm Phong, xoay người chạy. A Bảo Thúc sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Trầm Phong nhìn về phía A Bảo Thúc, hắn nói ra, thật có lỗi. Hắn tuy nhiên lạnh lùng, nhưng cũng không phải là không hiểu nhân tình thế sự, cho nên vẫn là đối A Bảo Thúc tràn ngập áy náy. Dù sao lần này là A Bảo Thúc dẫn hắn tới. Chính mình đánh cái này hai tên môn đồ, như vậy thông thiên động phủ có thể muốn trách tội A Bảo Thúc. A Bảo Thúc lại là cũng hiểu Trầm Phong tính cách, biết có thể từ trong miệng hắn nghe được một tiếng xin lỗi là rất lợi hại không dễ dàng. Hắn khẽ cười khổ, nói ra, thông thiên động phủ lâu dài ngăn cách, tính cách cổ quái. Loại người này, người giáo huấn một chút cũng là không sai. Chỉ là liền sợ dạng này sẽ để cho Đại Miêu Vương không thích. Nếu là Đại Miêu Vương không chịu cứu ta, ta liền đem cái này thông thiên động phủ giết sạch sành xanh, mọi người cùng nhau chết tính toán. Trầm Phong trong mắt tách ra hàn quang tới. Hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, hắn là trời sinh sát ma. Cái này vừa nói, Diệp Tử Thanh cùng A Bảo Thúc sắc mặt đều bạch. A Bảo Thúc, ngươi trở về đi. Trầm Phong nói với A Bảo Thúc. A Bảo Thúc lắc đầu, nói ra, ngươi không thể làm như vậy. Trầm Phong trầm mặc xuống dưới. Diệp Tử Thanh lập tức tội nghiệp giữ chặt Trầm Phong tay, nói ra, Trầm Phong ca ca, chúng ta không nên giết người có được hay không? Trầm Phong nhíu mày nhìn một chút Diệp Tử Thanh, hắn một thanh hất ra Diệp Tử Thanh tay, nói, chuyện ta, không cần ngươi quản. Hắn là thật có chút phiền, hắn vốn chính là như thế cái người, cái này Diệp Tử Thanh, luôn luôn khắp nơi cản tay hắn. Hắn ở trong lòng thậm chí đối Diệp Tử Thanh đột nhiên động một tia sát ý. Nhưng là, hắn rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi, lại sao bỏ được đây? Cái kia trong động phủ, rất nhanh liền có ước chừng 6 người đi ra. Hiển nhiên, Đại Miêu Vương cũng chưa hề đi ra. 6 người kia bên trong còn có trước đó 2 cái cửa đồ. Mà còn lại 4 người đều là thông thiên động phủ bên trong cao thủ. 4 người này chính là Đại Miêu Vương đệ tử đời 2, bọn họ dựa vào ăn đặc thù băng tầm cổ, thể nội sinh ra đặc thù hàn băng chân khí. Những người này tu vi cũng đều đã đạt tới kim đan cấp bậc. Bên trong đại sư huynh đã là hóa thần đỉnh phong. Còn lại nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh cũng đều là hóa thần cấp bậc. Thông thiên động phủ lưu giữ trên đời này đã có vô số năm tháng, bọn họ tích xúc là phi thường thâm hậu. 4 người này vẫn chỉ là đệ tử đời 2, mà Đại Miêu Vương thủ hạ còn có tứ đại trưởng lão, bát đại kim vệ cùng 6 tên đệ tử thân truyền, càng có môn đồ 300. Thông thiên động phủ là tuyệt đối hùng hậu lực lượng. Đại sư huynh gọi là vô cấu lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút Trầm Phong, nói, cũng là ngươi đã thương ta thông thiên động phủ môn đồ, còn muốn mạnh mẽ thấy chúng ta Đại Miêu Vương. Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, đúng. Thật lớn mật, lại dám chạy đến thông thiên động phủ đến dương oai. Vô cấu sau khi nói xong, giơ tay lên. Lại là một cái phi thiên ngô công thiểm điện tập sát hướng Trầm Phong hai mắt. Trầm Phong hai ngón kẹp lấy liền đem phi thiên ngô công kẹp lấy, sau đó trở tay ném một cái, nói, trả lại cho ngươi. Vô cấu trong mắt tách ra tinh quang, nói, tốt, là cao thủ. Hắn thực là nhìn không thấu Trầm Phong tu vi. Bất quá lần này, vô cấu thì thăm dò đi ra. Người nào đều không nên nhúng tay, ta đến lĩnh giáo hắn cao chiêu. Vô cấu nói ra. Trầm Phong lạnh lùng nói ra, ta nhìn không muốn lãng phí thời gian, 4 người các ngươi cùng tiến lên. Nếu là ta thắng, liền dẫn ta đi gặp Đại Miêu Vương. Nếu là ta thua, ta liền đem cái mạng này bồi thường cho các ngươi. Cuồng vọng, vô cấu không khỏi phẫn nộ. Còn lại 3 người cũng là trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Trầm Phong quét mắt một vòng vô cấu, nói ra, ta còn thực sự không phải cuồng vọng, chẳng qua là chính ngươi quá để mắt chính ngươi. Vô cấu chính là hóa thần đỉnh phong, phần này tu vi đã là mạnh mẽ tuyệt đối cùng cực. Tâm hắn tính hạng gì cao ngạo. Riêng là hắn một mực ở trong núi này tu luyện, không tranh quyền thế. Nội tâm của hắn đối năng lực chính mình là cực độ tự tin. Cho nên hắn tuyệt không có khả năng cùng các sư đệ cùng một chỗ vây công Trầm Phong. Tốt, ta và ngươi công bình giao đấu. Nếu là ngươi thắng ta, ta
ta liền dẫn người đi gặp sư tôn lão nhân gia ông ta. Vô Cấu nói ra, Trầm Phong làm việc cũng là không hề nể mặt mũi, hắn nói ra, một chiêu như đánh không bại ngươi, liền coi như ta thua. Cuồng vọng, Vô Cấu nổi giận, sau đó, dưới chân hắn một sai, người như điện quang vọt ra. Xuất thủ chính là tuyệt sát chi chiêu, bôn lôi thủ. Tay như bôn lôi, chỉ ấn biến hóa như lưu quang, đồng thời nương theo ẩn ẩn tiếng sấm ầm ầm. Vô Cấu một chiêu này bôn lôi thủ quả nhiên là tuyệt. Ngay vào lúc này, Trầm Phong cũng động, Trầm Phong trong nháy mắt thi triển ra hắn sát phạt đạo tràng. Chỉ một thoáng, sát ý lôi động, vô cùng hàn ý, sát ý bức bách hướng Vô Cấu. Cùng lúc đó, Trầm Phong lấy tuyệt đối lực lượng nhất trưởng bổ về phía Vô Cấu bôn lôi thủ. Mặc cho Vô Cấu bôn lôi thủ có bao nhiêu thần diệu, nhưng hắn đều không thể không đón đỡ Trầm Phong một trường này. Trầm Phong đạo tràng phối hợp chiêu thức, trực tiếp để Vô Cấu không có khác năng lực suy tính. Hai người tay không đụng vào nhau, Vô Cấu chỉ cảm thấy đối phương lực lượng giống như một cỗ không thể tới dòng nước lũ, mang theo xé núi liệt hải tinh thần va chạm mà đến. Vô Cấu mạnh đại tinh thần nhất thời sinh ra vết nứt. Tiếp theo, hắn cảm giác đối phương lực lượng xông phá chính mình phòng tuyến. Quả nhiên là cản không thể cản a. Hắn bạch 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 liền lùi lại ba bước, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Vô Cấu sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hắn kinh hãi nhìn lấy Trầm Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin, cái này sao có thể? Làm sao có thể, không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Vô Cấu không thể minh bạch a. Hắn lực lượng đã đạt tới nhân thể đỉnh phong, vì cái gì chính mình còn không phải Trầm Phong địch? Lần này đối Vô Cấu tinh thần đả kích thật sự là quá ác. Vì sao lại dạng này? Vô Cấu bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi Trầm Phong. Trầm Phong nhíu mày, nói ra, ngươi bây giờ hẳn là dẫn ta đi gặp Đại Miêu Vương, đây là ngươi đáp ứng. Ngươi nói cho ta biết trước, đây là vì cái gì? Vô Cấu nói ra. Không thể trả lời, Trầm Phong lạnh lùng nói ra. Vô Cấu không khỏi sửng sốt, A Bảo thúc mấy người cũng sửng sốt. Tất cả mọi người cảm thấy Trầm Phong tính khí thật sự là cổ quái, không đi đường thường tuyến A. Vô Cấu hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ta dẫn người đi gặp sư tôn. Hắn nói xong xoay người rời đi. Trầm Phong liền đi theo vào. Diệp Tử Thanh lập tức theo thật sát Trầm Phong bên người. Trầm Phong cũng không có phản ứng Diệp Tử Thanh. Thông Thiên Động Phủ bên trong có vô số sơn động thạch thất, trong này đẳng cấp rõ ràng, đề phòng xâm nghiêm. Trong động phủ ở giữa là thật dài hành lang rộng rãi vô cùng. Tại phía trước, lại đi qua một cái thiên nhiên ao suối nước nóng bên trong nóng hôi hổi. Lại hướng phía trước đi, lại là một mảnh khác động thiên phúc địa. Nơi đó có một khối đất trống, trên đất trống có không ít quả thụ bên trên trái cây từng đống. Tại ao suối nước nóng bên cạnh cây cối, chúng nó sinh trưởng trạng thái là rất không tệ. Vô Cấu phía trước dẫn đường. Các sư huynh đệ cũng tiến vào. Cái kia A Bảo thúc lại là không có được cho phép tiến đến. Rất nhanh, Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh được đưa tới bên trong ở giữa nhất một cái động phủ bên trong. Ở trong đó lại là có cái đại sảnh, trong đại sảnh công trình mang theo lịch sử khí tức, có thể thấy được, Thông Thiên Động Phủ cử hành hội nghị cũng là ở chỗ này. Mà lại, Trầm Phong còn chứng kiến một đầu thông đạo. Đằng sau tựa hồ vẫn là có động thiên khác. Vô Cấu nói với Trầm Phong. Người trước chờ ở chỗ này một chút, ta qua thông báo sư tôn. Trầm Phong gật gật đầu. Vô Cấu rất mau vào thông đạo. Chỉ chốc lát về sau, Vô Cấu đi ra, hắn nói ra, các ngươi có thể đi vào. Trầm Phong gật gật đầu, hắn vốn muốn cho Diệp Tử Thanh ở bên ngoài đợi, nhưng Diệp Tử Thanh nhất định muốn đi vào. Diệp Tử Thanh là sợ Trầm Phong cá tính thái trùng, đắc tội Đại Miêu Vương, cho nên nàng nhất định muốn đi vào. Tiến vào thông đạo về sau. Phía trước vẫn là tĩnh mịch rộng lớn. Bất quá bên cạnh có cái thạch thất, mà cái này thạch thất cũng là Đại Miêu Vương chỗ ở. Vào đi, bên trong truyền đến Đại Miêu Vương thanh âm già nua. Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh tiến vào thạch thất, cái này trong thạch thất cũng là một cái giường, một chương bàn đá. Mà Đại Miêu Vương thì là cái toàn thân áo đen lão giả, hắn nhìn phổ phổ thông thông, cũng không cái gì chỗ xuất sắc. Nếu là đem hắn bỏ vào trong đám người, nhất định rất lợi hại không dễ dàng nhận ra tới. Nhưng chính là như vậy nhân tài là thật đáng sợ. Trầm Phong nhìn một cái, nhìn ngay lập tức ra Đại Miêu Vương tu vi cũng là thần thông 9 tầng. Bất quá Đại Miêu Vương tu vi cũng không phải truyền thống chính tông thần thông 9 tầng, tựa hồ cùng Trầm Phong tu hành công pháp có dị khúc đồng công chỗ.
Đại Miêu Vương tu luyện tựa hồ toàn bộ là dựa vào kỳ quái cổ độc đến chèo chống. Miêu cương lợi hại nhất cũng là cổ, cho nên bọn họ tu luyện cũng không thể rời bỏ cổ. Trầm Phong nhìn về phía Đại Miêu Vương, Đại Miêu Vương cũng dò xét Trầm Phong. Diệp Tử Thanh làm theo sợ hãi hỏi, ngài cũng là Đại Miêu Vương sao? Đại Miêu Vương ngược lại nhìn về phía Diệp Tử Thanh, hắn tử tốn nói, ta chính là. Diệp Tử Thanh lập tức quỳ đi xuống, nói ra, cầu tiền bối ngài mau cứu Trầm Phong ca ca. Trầm Phong nhíu mày xuống dưới, hắn quá phiền Diệp Tử Thanh động một chút lại quỳ xuống tính cách, ngay sau đó lạnh lùng nói, đứng lên. Hắn đón đến, nói ra, nhớ kỹ, về sau ngươi ở trước mặt ta, vĩnh viễn không muốn trước bất kỳ ai quỳ xuống. Diệp Tử Thanh nghe ra Trầm Phong lời nói bên trong hàn ý, nàng tâm bỗng nhiên nhảy một chút. Nhưng cô gái nhỏ này còn không nghe Trầm Phong, mà chính là y nguyên cầu khẩn nhìn về phía Đại Miêu Vương. Đứng lên, Trầm Phong trực tiếp một tay lấy Diệp Tử Thanh nhấc lên. Hắn tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía Đại Miêu Vương, nói, trên người của ta kim tầm cổ vương độc, ngươi là có hay không có thể giải. Đại Miêu Vương nói ra, có thể giải lại như thế nào? Không thể giải lại như thế nào? Trầm Phong nói ra, có thể giải, ngươi thì giải. Ngươi muốn cái gì thù lao, ta một mực vì ngươi làm được. Như là không thể giải, ta xoay người rời đi. Đại Miêu Vương từ tốn nói, ta có thể giải ngươi cổ độc, nhưng ta sẽ không vì ngươi giải. Mặc kệ ngươi cho ta cái gì thù lao, ta đều không muốn. Vì cái gì không cho ta giải? Trầm Phong trầm giọng hỏi. Đại Miêu Vương từ tốn nói, chúng ta người nhà họ Miêu kính cổ sợ cổ, nhưng muốn cứu ngươi nhất định phải giết trong cơ thể ngươi kim tầm cổ vương. Trong mắt ta, mạng ngươi cũng không như kim tầm cổ vương chân quý. Trầm Phong trong mắt tách ra ngập trời hàn ý, hắn nói ra, nếu là ngươi nói không thể giải, ta quay người liền cũng đi. Nhưng ngươi cũng dám ở trước mặt ta nói tức có thể giải, lại không hiểu, ngươi là đang tìm cái chết. Đại Miêu Vương mỉm cười, nói ra, ngươi cho rằng, ngươi có thể tại Thông Thiên Động phủ bên trong lật ra sóng gió đến. Ta chính là Miêu Gia Chi Vương, làm thế nào có thể nói dối lừa ngươi rời đi. Trầm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi không khỏi quá tự tin, trong thiên hạ này, còn không có ta Trầm Phong không gây nên nổi sóng gió địa phương. Duy chỉ có nơi này, ngươi không được. Đại Miêu Vương từng chữ nói ra. Trầm Phong nói ra, tốt, vậy ta ngược lại muốn thử một chút. Đại Miêu Vương nói ra, ngươi chờ một chút. Trầm Phong ngừng tay, Diệp Tử Thanh cũng liền vội vàng nắm được Trầm Phong tay, nói ra, Trầm Phong ca ca, không muốn a. Nàng quả nhiên là tình thế khó xử, sau đó lệ quang dịu dàng nhìn về phía Đại Miêu Vương, nói, tiền bối, Trầm Phong ca ca là bởi vì cứu ta mới bên trong độc này. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ngài mau cứu Trầm Phong ca ca có được hay không? Đại Miêu Vương nói ra, ta nói qua, mạng hắn tuyệt không như kim tầm cổ vương mệnh chân quý. Ta sẽ không cứu hắn. Hắn đón đến, lại nói với Trầm Phong, ngươi dù sao đã là chạy không khỏi vừa chết, cho nên, ngươi chẳng sợ hãi. Nhưng ngươi như dám động thủ, ngươi hội mệt mỏi bên cạnh ngươi đến nữ hải nhi cũng đi theo chết. Cho nên, tại ngươi muốn theo bản vương động thủ trước đó, cần phải hiểu rõ. Trầm Phong ngơ ngẩn. Hắn trầm mặc sau một hồi khá lâu, đột nhiên một chảo Diệp Tử Thanh tay, nói ra, chúng ta đi. Diệp Tử Thanh còn muốn cầu khẩn Đại Miêu Vương, nhưng Trầm Phong lực lượng quá lớn, nàng căn bản kháng cự không. Cứ như vậy, Trầm Phong mang theo Diệp Tử Thanh ra Thông Thiên Động Phủ. Trên trời có sáng sủa trăng sáng, ngân huy sắc ánh trăng vẩy chiếu vào cái này vô biên ngọn núi bên trên. Vô luận là Cửu Tuyệt Lĩnh vẫn là Thất Sát Lĩnh, hoặc là Thiên Cổ Phong chờ một chút. Cái này đều bị dãy núi này tràn ngập thần kỳ sắc thái. Tựa như Thục Sơn bên trong tiên hiệp cố sự đều là từ nơi này phát sinh một dạng. Trầm Phong ca ca, người buông tay, ta muốn đi cầu Miêu Vương tiền bối. Diệp Tử Thanh dãy dụa lấy. Không yêu cầu hắn, Trầm Phong hung hăng xông Diệp Tử Thanh nói ra. Diệp Tử Thanh bị Trầm Phong giữ tợn hù ngã, có thể lập tức, nàng ôm chặt lấy Trầm Phong, nàng khóc nói ra, nhưng ta không muốn ngươi chết. Trầm Phong ca ca, ta không muốn ngươi chết nha. Nàng càng nói, tiếng khóc càng lớn, mang theo nói không nên lời khổ sở cùng thống khổ. Trầm Phong ngây người. Hắn đột nhiên cười, nói ra, thiên hạ này không biết có bao nhiêu người ngóng trông ta Trầm Phong chết, ngươi lại không nghĩ ta chết, còn vì ta khóc, đúng là mỉa mai. Diệp Tử Thanh lại là không quan tâm. Đi thôi, xuống núi, chúng ta đi tìm A Bảo Thúc, để A Bảo Thúc đưa ngươi đưa xuống núi. Ta là không có cách nào lại đem ngươi đưa trở về. Trầm Phong nói ra. Diệp Tử Thanh không để ý tới Trầm Phong,
Trầm Phong trực tiếp đem Diệp Tử Thanh kẹp ở dưới xương sườn, sau đó đi xuống núi. Đến A Bảo Thúc trong nhà về sau, A Bảo Thúc cũng không chìm vào giấc ngủ. Hắn mở cửa đem Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh nghênh đón tiến đến. Trầm Phong từ giới tu di bên trong lấy ra một chồng nhân dân tệ bỏ lên trên bàn, Đại Miêu Vương cũng không chịu cứu chữa tại ta, ta hiện tại đã chỉ có một con đường chết. Hắn đón đến, nói ra, cho nên ta cũng không có cách nào đưa nàng đưa ra Miêu Cương, làm phiền ngươi, đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại đưa ra ngoài. Có thể thực hiện. A Bảo Thúc không có nhìn tiền kia, hắn nói ra, tại chúng ta nơi này, có tiền cũng không xài được. Ngươi đem tiền cho cái này tiểu muội muội đi, ta đáp ứng ngươi, đưa nàng đưa ra ngoài. Đa tạ, Trầm Phong nói ra. Sau đó, Trầm Phong đem giới tu di lấy xuống. Hắn đang định đem giới tu di cho Diệp Tử Thanh, nhưng bàn tay đến không trung, sau cùng nhưng vẫn là thu hồi qua. Hành động này để Diệp Tử Thanh có chút không hiểu. Bất quá Diệp Tử Thanh cũng không có hỏi nhiều. Trầm Phong quay người muốn đi, nhưng hắn vừa đi đến cửa bên ngoài, phanh một tiếng thì đã hôn mê. Trầm Phong ca ca, Diệp Tử Thanh hãi nhiên thất sắc. Nàng vội vàng chạy tới, A Bảo Thúc cũng theo tới, hắn khẽ thở dài một tiếng, nói ra, hắn thân chúng kịch độc, những ngày này lại là cường lực hành động. Mới vừa rồi còn theo thông thiên động phủ cao thủ so chiêu, bây giờ độc tố rốt cuộc áp chế không nổi. A Bảo Thúc, làm sao bây giờ? Diệp Tử Thanh nước mắt sóng gợn, nàng mấy ngày nay thật sự là chảy hết cả đời nước mắt, ta không muốn Trầm Phong ca ca chết a. A Bảo Thúc nói ra, mạng hắn nhiều nhất còn có thể sống nửa giờ, trong nửa giờ, Đại Miêu Vương không xuất thủ, hắn cũng là chết chắc. Bất quá cái kia Đại Miêu Vương là thành kính thánh giáo đồ, muốn hắn giết cổ cứu người, cái kia là không thể nào. A Bảo Thúc sau đó còn nói thêm, Trầm Phong tuy nhiên tính tình cổ quái, nhưng hắn đợi tiểu muội muội ngươi lại là chân tâm thực ý tốt. Ngươi đạo hắn vừa rồi vì cái gì đem giới chỉ lấy xuống, lại trả về sao? Diệp Tử Thanh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía A Bảo Thúc, hỏi, vì cái gì? A Bảo Thúc nói ra, hắn chiếc nhẫn kia chính là bảo bối, hắn vốn định giữ cho ngươi. Chỉ là đột nhiên lại sợ chiếc nhẫn kia sẽ mang lại cho ngươi tai bay vạ gió, cho nên liền lại thu hồi qua. Diệp Tử Thanh nghe vậy nhất thời gào khóc đứng lên. Nàng khóc một hồi, đột nhiên thì lau khô nước mắt, một thanh đứng lên. Tiếp theo, Diệp Tử Thanh thì lao ra, nàng bước nhanh chạy hướng thông thiên động phủ. Trầm Phong cho là mình chết chắc. Hắn khi tỉnh dậy, trời sáng choang. Phải nói, cái này lúc sau đã là 2 giờ chiều. Trầm Phong phát hiện mình là nằm tại A Bảo Thúc trong nhà trên giường. Cái kia thổ trên nóc nhà có khối pha lê mái ngói, ánh sáng mặt trời liền rõ ràng qua pha lê mái ngói chiếu vào. Tráng kiện ánh sáng mặt trời tia sáng bên trong, mắt thường có thể trông thấy bên trong che kín trôi nổi cho bụi. Thế gian này, thực lúc đầu khắp nơi đều là trôi nổi cho bụi. Mỗi người hít một hơi đều là cho bụi, chẳng qua là mắt thường khó mà trông thấy a. Nhưng tại dưới tình huống như vậy, lại là có thể trông thấy. Trầm Phong bỗng nhiên ngồi xuống, hắn đột nhiên phát hiện thân thể đã khôi phục bình thường, trong thân thể kim tầm cổ vương đã biến mất, độc tố cũng toàn bộ tiêu tán. Loại kia tự do tự tại, long tinh hổ mãnh tiêu dao cảm giác lại trở về. Lúc này, Trầm Phong cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì trói buộc, hắn có thể trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá nhảy. Giống. Trầm Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó nhảy xuống giường, xông ra A Bảo Thúc trong nhà. Nơi này cũng là đỉnh núi, hắn chạy đến phía trước, đối mặt 10 vạn thanh sơn, cái kia thanh sơn liên miên như hải dương màu xanh lục. Long lanh ánh sáng mặt trời tắm rửa tại Trầm Phong trên thân. Trầm Phong cảm giác trong thân thể khí huyết lao nhanh, cường đại vô cùng. Đây là đã lâu cảm giác. Trước đó hắn thật sự là quá oan uổng. Bất quá Trầm Phong cũng không có vui vẻ quá lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến không thích hợp địa phương. Chính mình độc vì cái gì đột nhiên thì giải. Chẳng lẽ là Đại Miêu Vương rốt cục xuất thủ, điều này càng làm cho Trầm Phong sinh nghi. Hắn tuy nhiên theo Đại Miêu Vương chỉ gặp một lần, nhưng hắn lại vô cùng giải Đại Miêu Vương tính cách. Ai đi cầu Đại Miêu Vương đều là vô dụng. Như vậy, Đại Miêu Vương vì cái gì cuối cùng vẫn cứu mình, trong lúc này đến phát sinh cái gì? Còn có, Diệp Tử Thanh nhà đầu kia đâu? Trầm Phong trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Liền cũng tại lúc này, A Bảo Thúc từ nhà hàng xóm tới, trên tay hắn bưng một bát cháo thuốc tới. Trầm Phong quay người mặt hướng A Bảo Thúc, A Bảo Thúc đem cháo thuốc đưa cho Trầm Phong, nói ra, uống chén này cháo đi, cháo này đối thân thể ngươi khôi phục có chỗ tốt.
Trầm Phong không có tiếp cháo, hắn nói ra, thân thể ta đã khôi phục, không cần đến. Hắn đón đến, hỏi, đến chuyện gì phát sinh, Diệp Tử Thanh đâu? A Bảo Thúc nhìn Trầm Phong liếc một chút, sau đó, hắn nói ra, có một số việc vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, ngươi như là đã khôi phục, cái kia liền xuống núi đi thôi. Trầm Phong hô hấp đột nhiên thô trọng, hắn ý thức được chính mình độc bị giải hết, đây nhất định là cùng Diệp Tử Thanh có lớn lao liên quan. Cái kia Đại Miêu Vương kiên trì không cứu, nhưng bây giờ lại cứu. Diệp Tử Thanh trong này ở giữa đến hy sinh cái gì? Trầm Phong hai mắt đột nhiên máu bắt đầu hót, hắn tại cái này một cái chớp mắt, trong lòng đau đớn vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, hắn phảng phất lại trở lại một năm kia mùa hè, trơ mắt nhìn lấy Lan Di chết ở trước mặt mình. Chẳng lẽ trước kia bất lực đi cứu, hiện tại chính mình vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Không, quyết không cho phép. Trầm Phong dứt khoát không tiếp tục để ý A Bảo Thúc, hắn bay thẳng đến Thông Thiên Động Phủ đi đến. Trầm Phong, A Bảo Thúc vội vàng hô, hắn bước nhanh ngăn tại Trầm Phong trước mặt. Tránh ra, Trầm Phong lạnh lùng nói ra. A Bảo Thúc nói ra, người căn bản không xông vào được, Diệp Tử Thanh tiểu muội muội vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, ngươi không muốn cô phụ nàng đối ngươi hy sinh. Nàng đến hy sinh cái gì? Trầm Phong nghiêm nghị hỏi. A Bảo Thúc ánh mắt ảm đạm, sau đó, hắn ngẩng đầu nói ra, Diệp Tử Thanh tiểu muội muội đáp ứng Đại Miêu Vương, nàng vĩnh viễn làm Thông Thiên Động Phủ thánh nữ. Cả đời không hề ra thánh nữ động, cả đời thủ thân như ngọc, lấy nàng máu tươi tẩm bổ thiên tàm cổ vương. Đây chính là cứu ngươi điều kiện. Trầm Phong hổ khu kịch chấn, hắn sau đó cắn răng nói ra, ta muốn dẫn nàng đi. A Bảo Thúc nói ra, người khác điên, Đại Miêu Vương đám người này không chỉ là tu vi khủng bố. Bọn họ cổ thuật mới là lợi hại nhất đồ, vật, người đi vào bất quá là muốn chết. Dưới mắt liền xem như ngươi chết, Diệp Tử Thanh tiểu muội muội vẫn là muốn một dạng ở đâu nuôi nấng cổ vương. Ngươi còn sống, nàng còn sẽ nghĩ đến đây hết thảy đều có ý nghĩa. Ngươi mà chết, nàng cả một đời giam cầm ở bên trong, vậy đối với nàng là bực nào tàn nhẫn. Trầm Phong mắt đỏ nói ra, có thể ngươi có biết hay không, nàng còn bao nhiêu tuổi. Làm một cái cẩu thí cổ vương, liền muốn giam cầm nàng cả một đời thời gian, cái này đối với nàng mà nói là bực nào tàn nhẫn. Nhân tài là vạn vật chi linh, người sao có thể vì cẩu thí cổ mà hy sinh chính mình mệnh. Nhưng Đại Miêu Vương sẽ không như thế cảm thấy. A Bảo Thúc nói ra, huống chi, đây là một cái ngươi tình ta nguyện giao dịch. Đã ngươi đã được cứu sống, cái kia Diệp Tử Thanh tiểu muội muội liền muốn thực hiện nàng lời hứa. Trầm Phong nói ra, ta muốn dẫn nàng đi, cho dù là ta chết, ta cũng phải mang nàng đi, tránh ra. Hắn sau khi nói xong, một tay lấy A Bảo Thúc đẩy ra, thân hình như điện chớp hướng Thông Thiên Động Phủ mà đi. Trầm Phong cả đời này, hắn chú ý đồ, vật không nhiều. 9 tuổi năm đó, bị buộc thân thủ giết chết Kỳ Kỳ đầu kia đấu ngưu khuyển. 18 tuổi năm đó, trơ mắt nhìn lấy Lan Di bị vòng trí tử. Cái này từng cọc sự tình đều là như thế bất lực. Trước mắt Diệp Tử Thanh, hắn không cần dạng này bất lực xuống dưới. Hắn cũng không cần nhẫn nại nữa xuống dưới. Không bằng chết. Trầm Phong rất nhanh liền đi vào Thông Thiên Động Phủ trước. Lúc này, Động Phủ trước đã đổi 2 tên môn đồ. Cái này 2 tên môn đồ trông thấy Trầm Phong hai mắt đỏ bầm, hai người nhất thời giật mình. Ngươi là Trầm Phong đúng không? Ngươi muốn gặp Đại Miêu Vương? Một danh môn đồ hỏi. Trầm Phong gật đầu. Cái kia môn đồ nói ra, tốt, ngươi đi vào đi, Đại Miêu Vương đã phân phó. Trầm Phong một đường đi vào, hắn rất lợi hại thuận lợi đi vào Đại Miêu Vương thạch thất. Đại Miêu Vương vẫn là như cũ, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Trầm Phong, sau đó mỉm cười, nói ra. Người khôi phục được rất không tệ. Trầm Phong nói ra, ta muốn dẫn Diệp Tử Thanh đi. Ta mang nàng sau khi đi, cho ngươi thêm tìm một cái nữ hài tới. Ngươi tốt nhất đừng bức ta. Đại Miêu Vương từ tốn nói, cái kia là không thể nào. Đây là ta cùng nàng giao dịch, đã nàng đã được đến thù lao, nàng liền muốn thực hiện lời hứa. Ngươi mang vô tội nữ hài đến, ta sẽ không tiếp nhận. Trầm Phong nhất thời nổi giận, hắn nói ra, lão cẩu, ngươi là muốn chết. Ta vốn không muốn đại khai sát giới, nhưng ngươi lại nhiều lần bức ta. Ta sau cùng hỏi lại ngươi một câu, thả hay là không thả người, như không thả người, bảo ngươi Thông Thiên Động Phủ chết sạch sẽ. Đại Miêu Vương nhạt lạnh nói ra, bản vương chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Trầm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, rất tốt, ngươi đại khái cho là ta sẽ cùng ngươi đến một trận chiến đấu, nhưng ngươi quá không rõ ta.
hắn nói xong đột nhiên chợt lách người thì ra thạch thất. Đại Miêu Vương nhất thời hãi nhiên, lão nhân gia này cả một đời đợi tại trong thạch thất. Hắn dưỡng cổ tu luyện, tư tưởng khó tránh khỏi sơ cứng. Hắn coi là Trầm Phong hội công bình chiến đấu. Nhưng Trầm Phong lại sẽ không, Trầm Phong lúc trước cùng La Quân tại Nam Dương đảo hoang bên trên sinh tử chiến đấu. Hắn lấy lực lượng một người kém chút để La Quân cả đám toàn quân bị diệt. Đó mới là Trầm Phong bản lãnh chân chính. Trầm Phong ra thạch thất, hắn vừa ra khỏi cửa liền gặp hai tên môn đồ. Trầm Phong ha ha cười như điên, hắn một tay bắt một danh môn đồ, sau đó bay thẳng đến trên tường một ném, lập tức, cái kia môn đồ ngay tại chỗ đâm chết. Ngay sau đó, Trầm Phong đem một tên khác môn đồ cái cổ cắn mở, lại là cuồng hút một ngụm lớn máu tươi. Lúc này, Đại Miêu Vương lách mình đi ra, Trầm Phong đem cái kia môn đồ thi thể hướng phía Đại Miêu Vương ném qua qua. Lão cẩu, người chính là Miêu Cương Cổ Vương, người cổ thuật ta không phải không biết. Ngươi cho rằng ta hội công bình quyết đấu với ngươi sao? Trầm Phong cười lạnh liên tục. Hiện tại ta còn chỉ giết hai cái, ngươi như lại không đem Diệp Tử Thanh phóng xuất, ta liền một đường giết tiếp. Trầm Phong nói ra, ta ngược lại muốn xem, đến là ngươi môn đồ mệnh chân quý, vẫn là ngươi thiên tàm cổ vương trọng yếu. Đại Miêu Vương kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn nói ra, tốt, ta có thể dẫn ngươi đi gặp Diệp Tử Thanh. Trầm Phong nói ra, người đưa nàng lông tóc không tổn hao gì cho ta phóng xuất. Muốn ta đi gặp nàng, người cho rằng ta sẽ lên ngươi coi. Đại Miêu Vương trầm giọng nói ra, không phải ta không muốn đem nàng thả cho ngươi, hiện tại thiên tàm cổ vương tại Diệp Tử Thanh trong huyết mạch tẩm bổ, nếu là Diệp Tử Thanh rời đi thánh nữ động, nàng và thiên tàm cổ vương đều phải chết. Trầm Phong hổ khu kịch chấn, sau một hồi khá lâu, một cỗ ngập trời phẫn nộ lan tràn đi ra, Trầm Phong nghiêm nghị nói, lão thất phu. Người toàn bộ thông thiên động phủ người, toàn bộ đều đáng chết. Chờ một chút, Đại Miêu Vương gặp Trầm Phong cuồng tính đại phát, hắn nhất thời hoảng sợ không nhẹ. Trầm Phong mắt đỏ nhìn về phía Đại Miêu Vương, hắn đã nhẫn nại quá lâu, hiện tại hắn không muốn nhẫn nại nữa xuống dưới. Nếu là Đại Miêu Vương cho không ra cái phương pháp giải quyết, như vậy hôm nay, liền xem như toàn bộ đều chết mất, bao quát chính hắn, hắn cũng là sẽ không tiếc. Bởi vì cái gọi là... có thể hai không thể ba chính là cái đạo lý này. Trầm Phong giết chết Kỳ Kỳ, lại nhìn lấy Lan Di bị vòng trí tử. Hiện tại là Diệp Tử Thanh, hắn không muốn lần thứ ba tiếp tục bất lực. Tuyệt đối không thể. Đại Miêu Vương nói ra, nếu là có nam tử chịu cùng Diệp Tử Thanh âm dương dung hợp, liền có cơ hội đem thiên tàm cổ vương dẫn nhập trong thân thể mình mặt. Đây là duy nhất cứu Diệp Tử Thanh phương pháp. Ta làm sao có thể đầy đủ tin ngươi? Trầm Phong trong mắt lóe lên phức tạp quang mang. Đại Miêu Vương nói ra, ta sẽ không cùng ngươi nói láo. Nếu ngươi không tin, cũng là giết ta, giết sạch thông thiên động phủ người, ta cũng không có cách nào. Trầm Phong thật sâu nhìn một chút Đại Miêu Vương, hắn đối cái này Đại Miêu Vương vẫn còn có chút giải. Cái này Đại Miêu Vương mặc dù là cái vương, tuy nhiên cổ thuật, tu vi đều là lợi hại. Nhưng thực chất ở bên trong vẫn là cái thiên đồ thật. Không phải vậy hắn cũng sẽ không thiên thật sự cho rằng Trầm Phong là cái sẽ cùng hắn công bình quyết đấu chính nhân quân tử. Một người như vậy, là rất không có khả năng sẽ nói láo. Nhưng Trầm Phong cũng chưa chừng ra hỏa này lúc này đột nhiên học ngoan đến bày chính mình một đạo. Muốn ta tin tưởng ngươi cũng được, ngươi nhất định phải đem cái này mai thất sát độc đan cho ăn. Trầm Phong đột nhiên từ giới tu di bên trong lấy ra một cái tụ linh đan đến, hắn nói như thế. Tụ linh đan tự nhiên không có độc. Nhưng là tụ linh đan chế tác công nghệ là khá cao. Từ bên ngoài nhìn cùng ngửi, đây tuyệt đối là vô sắc vô vị. Mặc cho là ai, cũng không có cách nào phân biệt ra cái này tụ linh đan đến là độc dược còn là linh đan. Trầm Phong chính là muốn nhìn Đại Miêu Vương đến là thật tâm hay là giả dối. Như Đại Miêu Vương thực có can đảm ăn tụ linh đan, vậy đã nói rõ hắn không có nói láo. Đây là một lần tâm lý đánh cược. Đại Miêu Vương trầm giọng nói ra. Ta ăn ngươi cái này thất sát độc đan không có vấn đề, nhưng là ta nhất định phải sớm nói cho ngươi, ngươi nếu đem thiên tàm cổ vương dẫn nhập trong thân thể ngươi về sau. Ngươi cũng không thể rời đi thánh nữ động, một khi rời đi, thiên tàm cổ vương hội hoàn toàn phát cuồng, đến lúc đó ngươi cũng là đường chết một đầu. Trầm Phong khẽ nhíu mày, hắn nói ra, nếu là ta dẫn xuất thiên tàm cổ vương, ngươi nhất định phải tìm người giúp ta đem Diệp Tử Thanh đưa xuống núi. Đại Miêu Vương nói ra, tốt, hắn đón đến. Nói, ta thụ ngươi độc đan khống chế, như thế nào lại thương tổn nàng. Trầm Phong đem tụ linh đan lại là trực tiếp thu vào giới tu di bên trong, hắn nói ra, Đại Miêu Vương,
ta tin tưởng ngươi lời nói. Độc này đan, như vậy coi như thôi, mang ta đi đi. Đại Miêu Vương nao nao, sau đó, hắn hơi hơi thở phào. Trầm Phong đương nhiên sẽ không thật đem tụ linh đan cho Đại Miêu Vương phục dụng, đến một lần tụ linh đan giá trị liên thành. Thứ hai, Đại Miêu Vương là cổ thuật cao thủ, cổ thuật cũng thông độc thuật, hắn liều thuốc dùng thì lộ hãm. Thứ ba, dạng này ra vẻ hào phóng, cũng là hòa hoãn dưới song phương quan hệ, biểu thị đối Đại Miêu Vương tuyệt đối tín nhiệm. Lấy Đại Miêu Vương cái này thẳng tính tính cách, đến lúc đó cũng không dễ vi phạm chính hắn lời hứa. Nói đến, cái này Đại Miêu Vương cũng là tiện, nhất định phải Trầm Phong giết người về sau mới bằng lòng tốt dễ thương lượng. Sau đó, Trầm Phong liền tại Đại Miêu Vương chỉ huy dưới tiến về Thánh Nữ Động. Qua Thánh Nữ Động trước đó, Đại Miêu Vương bàn giao Trầm Phong, nói ra, âm dương dung hợp ngươi cũng hiểu, nhưng là ngươi không thể để cho nhà gái sinh ra kháng cự. Càng không thể để cho nàng biết ngươi hội dẫn đi Thiên Tàm Cổ Vương. Tóm lại, nếu là nhà gái sinh lòng kháng cự, Thiên Tàm Cổ Vương cũng sẽ kháng cự ngươi. Kể từ đó, ngươi liền cũng khó có thể đem đưa vào thể nội. Trầm Phong gật gật đầu, đồng thời hắn hiếu kỳ hỏi, Thiên Tàm Cổ Vương tự hồ có chút yếu ớt, nhưng nhìn, ngươi thật giống như phi thường trọng thị nó. Nó đến có làm được cái gì? Thiên Tàm Cổ Vương khả lấy hiệu lệnh thiên hạ sở hữu cổ trùng. Đại Miêu Vương trầm giọng nói ra. Trầm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ một lúc sau, Trầm Phong cùng Đại Miêu Vương đi vào Thánh Nữ trước động. Ta thì không đi vào, Đại Miêu Vương nói ra. Trầm Phong gật gật đầu, sau đó, hắn cất bước tiến vào Thánh Nữ trong động. Thánh Nữ trong động lại là cái xuân noãn hạ lạnh tốt động phủ, phía trên là vô số thạch nhũ rủ xuống thạch, phía trước thì là một đầu thiên nhiên dòng suối nhỏ. Mà ở giữa là một cái giường đá, trên giường đá trải có đệm chăn. Một bên khác trên bàn đá còn có đồ rửa mặt. Trầm Phong liếc thấy gặp Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh ăn mặc màu trắng quần áo thể thao, nàng ngồi tại trước bàn đá chính phát ra ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Hối hận a, Trầm Phong đi tới, từ tốn nói. Diệp Tử Thanh kinh hỉ đứng dậy, nàng quay người đã nhìn thấy Trầm Phong, thế là hoan hỉ hô, Trầm Phong ca ca. Trầm Phong nhìn về phía Diệp Tử Thanh, hắn vốn là ý chí sắt đá người. Thế nhưng là gặp Diệp Tử Thanh, lại là nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Ta không hối hận, Diệp Tử Thanh bước nhanh đi vào Trầm Phong trước mặt, nàng vừa chạy động, dưới chân lại là đau nhức. Bất quá cô gái nhỏ này vẫn là vui vẻ vô cùng, nàng vô cùng ngạc nhiên bắt lấy Trầm Phong cánh tay, sau đó thanh tú động lòng người nhìn lấy Trầm Phong, nói, Trầm Phong ca ca, ngươi không có việc gì à nha. Trầm Phong giận tái mặt, nói ra, ngươi có biết hay không ngươi phải đối mặt cái gì? Diệp Tử Thanh nói ra, ta biết a, ta hội cả một đời đều muốn bị đóng ở chỗ này. Ta cũng muốn tốt, muốn là ngày nào ta thụ không, nhẫn không, ta thì tự sát ở chỗ này tính toán. Vậy ngươi không nghĩ tới cha mẹ ngươi sao? Trầm Phong hỏi. Diệp Tử Thanh ngốc ngẩn ngơ, sau đó, nàng nước mắt doanh tròng mà ra. Nàng làm sao lại không nghĩ, thế nhưng là nàng lúc ấy có thể có biện pháp nào? Nàng không thể trơ mắt nhìn lấy Trầm Phong chết a. Diệp Tử Thanh biết mình không thể tại Trầm Phong ca ca trước mặt mềm yếu, nàng vội vàng lau khô nước mắt. Nàng biết mình càng thương tâm, Trầm Phong ca ca liền sẽ càng tự trách, Trầm Phong ca ca, tuy nhiên ta muốn ba ba mụ mụ của ta, nhưng ta biết bọn họ còn rất tốt còn sống. Nhưng ta càng muốn là ngươi cũng có thể hảo hảo còn sống. Trầm Phong nói không ra lời. Sau một hồi lâu, hắn nắm Diệp Tử Thanh tay nhỏ, sau đó trở về trước giường ngồi xuống. Để ta nhìn ngươi chân khá hơn chút không có. Trầm Phong đem Diệp Tử Thanh chân tách ra tại trên đùi hắn.